Đô thị cực phẩm y thần. Diệp thần. Tập 175. Vô U Quất rút ra lỗ mũi xinh xắn, đột nhiên mắt đẹp sáng lên, hướng Diệp thần chỗ ở phương hướng nhìn, một bộ thấy được thức ăn ngon diễn cảm. Diệp thần máu tươi, đối với huyết tộc có vô cùng sức hấp dẫn. Có thể, làm Vô U phát hiện, cái này món ăn ngon hơi thở chủ nhân là ai lúc đó, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Diệp thần. Từ Linh Võ Đại Lục, ngắn như vậy thời gian phi thăng tới vực ngoại, muôn vàn khó khăn, từ cổ chí kim, đều không có bao nhiêu người có thể đủ làm được, ai có thể nghĩ đến, sẽ ở vực ngoại thấy ban đầu thăng thiên thi đấu trên đối thủ. Diệp thần nhìn Vô U cử động, khẽ mỉm cười, máu này tộc nữ tử, vẫn là cùng ban đầu như nhau, một bộ muốn ăn mình dáng vẻ. Bất quá, hai người đều là hiểu lòng nhau không có vạch trần. Tuyệt Minh mở miệng nói, vị tiên tử này, ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này tụ minh trên đảo? Vô U nhìn về phía Tuyệt Minh, ngay tức thì khôi phục vô cùng trong trẻo lạnh lùng thần sắc, nhàn nhạt nói, Vô U. Dứt lời, tay trắng lộn một cái, một chuôi tản ra đậm đà sát khí tản khí, xuất hiện ở trong tay. Hóa Linh, truy đuổi phách các người thấy vậy, đều là vui mừng. Cái này thời khắc tối hậu, Vô U lại xuất hiện. Như vậy thứ nhất, bọn họ tiến vào tuyệt sát thiên cơ hội càng lớn hơn, nghĩ đến bữa trước sát khí, trong mắt của mọi người đều là một hồi nóng như lửa. Tuyệt Minh hít sâu một hơi nói, nếu lục sát truyền nhân, tề tụ nơi này, như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì lên đường đi. Dứt lời, trong tay, bỗng nhiên nhiều hơn một chuôi xà hình trường mâu, mơ hồ tới giữa, tựa hồ có một đạo chăn lớn hư ảnh, chiếm cứ trên đó, tản ra vô cùng là âm độc hơi thở. Tuyệt Minh trong mắt sạch bóng chớp mắt, nhắm ngay một cái phương vị, cực nhanh ra tay, trường mâu đâm, chăn lớn sôi trào, tuyệt khí lạnh tức tràn ngập mở ra, xà mâu đi qua, hư không vỡ vụn, ngay tức thì mở ra một đạo vết nứt không gian. Đám người thân hình động một cái, liền rối rít không vào vậy vết nứt không gian bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, đám người liền đi tới một phiến vào mắt tất cả đều vàng óng sa mạc bên trong. Bầu trời xanh thẳm bên trên. Vạn dặm không mây, nhưng, kinh khủng phải, cái này trời xanh bên trong, lại là treo 19 cái mặt trời. Cái này 19 cái mặt trời, không một không phải nóng rực chói mắt tồn tại, đúng phiến sa mạc, đắm chìm trong cái này ánh mặt trời bên trong, không khí, tựa hồ cũng muốn bốc cháy. Nơi này nhiệt độ, nóng bức đến không cách nào hình dạng. Người bình thường tới chỗ này, sợ rằng ngay tức thì liền sẽ hòa tan chứ. Bất quá, đối với Diệp thần các người mà nói, như vậy nhiệt độ cao ngược lại cũng không coi vào đâu, tối đa, hơn lưu một chút mồ hôi thôi. Hóa Linh cùng truy đuổi phách các người, nhìn quanh bốn phía một cái, trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Cái này phiến sa mạc, cùng năm đó lục sát nhiều người miêu tả giống nhau như đúc, nơi này bị lục sát nhiều người đặt tên là mặt trời nóng rực sa mạc, là cùng tuyệt sát trời, lân cận một nơi. Đi tới mặt trời nóng rực sa mạc sau đó, Tuyệt Minh mặt không thay đổi lấy ra vậy cái thiên sát làm. Thiên sát làm không chỉ là mở ra tuyệt sát thiên chìa khóa, giống vậy, cũng là tìm tuyệt sát thiên la bàn. Tuyệt Minh nói với mọi người cũng cầm ra thiên sát làm, sau đó, ở nơi này mặt trời nóng rực sa mạc bên trong di động, nếu như thiên sát làm phát ra phản ứng, nơi đó chính là có thể tiến vào tuyệt sát thiên vị trí. Đám người nghe vậy, rối rít lấy ra thiên sát làm, sau đó thân hình động một cái, liền chia nhau rời đi, ở nơi này mặt trời nóng rực sa mạc bên trong phi độn. Diệp thần nhìn Vô U rời đi phương hướng, ánh mắt chớp mắt, hướng giống nhau phương hướng bước đi. Rất nhanh, vùng lân cận, liền chỉ còn lại có Diệp thần cùng Vô U hai người. Vô U dừng bước, xoay người, một đôi huyết đồng, lạnh lùng nhìn Diệp thần, tái nhợt mặt đẹp bên trên, không chút biểu tình, tựa hồ, sắc mặt còn có chút khó coi. Diệp thần thấy vậy, khẽ cau mày, cái này Vô U chẳng lẽ hiểu lầm mình muốn đối với nàng làm cái gì, làm sao sẽ loại thần sắc này. Diệp thần sở dĩ theo kịp, bất quá là muốn nhắc nhở Vô U một câu, chú ý Tuyệt Minh mà thôi, hai người giống vậy đến từ Linh Võ Đại Lục, còn đã từng quen biết, so với cái khác lục sát truyền nhân, Diệp thần đối với Vô U không khỏi có chút thân cận. Dĩ nhiên, Vô U nếu như không cảm kích mà nói, Diệp thần tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Nhưng vào lúc này, Diệp thần thiếu nữ trước mắt, lại là sắc mặt trầm xuống, quanh thân huyết sát, bỗng nhiên bùng nổ.
Diệp thần con người có giúp một cái, đang chuẩn bị ra tay, có thể một khắc sau, nhưng là sửng sờ tại chỗ. Chỉ gặp, trước mặt huyết tộc thiếu nữ, lại là há miệng, miệng to ói nổi lên máu tới. Sắc mặt, bộc phát trắng bệch, lại là thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống cái này sa mạc bên trong. Diệp thần thân hình động một cái, đỡ ngã xuống vô u, ngây ngốc nhìn trong ngực hôn mê cô gái. Đây là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này vô u, một bộ bị cảm nắng hình dáng, có thể, thánh tổ cảnh võ giả, cái nào không phải có thể thay đổi hoàn toàn thậm chí giơ tay nhấc chân gian, hủy diệt một khối thế giới tồn tại. Lại, bị trúng nắng. Đột nhiên tới giữa, Diệp thần đầu óc bên trong linh quang chớp mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao bên trong, vậy nóng bỏng mặt trời, trên gương mặt lộ ra một vẻ bừng tỉnh. Huyết tộc trời xanh sợ ánh nắng, giống vậy huyết tộc bị thông thường ánh mặt trời chiếu, cũng sẽ ngay tức thì trọng thương, thậm chí hóa là cho tàn, huống chi là 19 cái mặt trời. Vô U mặc dù thể chất đặc thù, là huyết tộc bên trong được trời ưu đãi nhật hành người, nhưng, ở nơi này 19 cái mặt trời chiếu xuống, thân thể vẫn là có chút không chịu nổi. Diệp thần không khỏi được mặt lộ cười khổ, hướng về phía Vô U hỏi, ngươi, không có sao chứ? Vô U thở hào hển dù gì nói, máu, cho ta máu. Máu. Diệp thần hơi cau mày, do dự một hồi, tay vẫn bên trong kim quang cùng nhau, phá vỡ ngón tay mình, một giọt máu, theo đầu ngón tay, giọt rơi vào Vô U vậy hơi dương lên đôi môi bên trong. Cái này giọt máu, rơi vào Vô U trong miệng ngay tức thì, Vô U hai mắt nhắm chặt, ngay tức thì mở ra, huyết đồng bên trong, ánh sáng lớn bắn. Liền liền quanh thân vậy nguyên bản có tiêu tán khuynh hướng huyết sát vậy nồng nặc. Thấy một màn này, liền liền Diệp thần đều có chút trợn tròn mắt. Hắn biết, mình máu là chí bảo, một giọt, liền có thể để trên chữa thương đan cực phẩm thuốc, có thể làm sao đến Vô U nơi này, thật là giống như là thuốc kích thích vậy. Thời khắc này Vô U, mặt đẹp hơi ửng đỏ, tràn đầy mê ly vẻ, nàng ôm chặt Diệp thần cánh tay, một đôi mắt đẹp vô cùng khát vọng ngưng mắt nhìn Diệp thần. Tựa như nói ta muốn, ta còn muốn. Cái này, Diệp thần thần sắc, một hồi lúng túng, lời này đặt ở hoa hạ, vậy thì quá mập mờ. Hơn nữa, hắn nghe nói huyết tộc, ở trai gái phương diện, cũng có vượt xa bình thường thiên phú. Bất quá rất nhanh, Vô U liền chấn định lại, nàng có chút mê mang nhìn Diệp thần một mắt, ngay sau đó, kêu thét một tiếng, lập tức buông lỏng Diệp thần cánh tay. Trong chốc lát, hai người, đều là một hồi trầm mặc. Qua một lúc lâu Vô U dẫn đầu mở miệng trước, mới vừa rồi, cảm ơn ngươi. Dứt lời, còn không quên liếm môi một cái, lộ ra một bộ chưa thỏa mãn vẻ. Diệp thần ho khan một tiếng nói, không việc gì, ngươi không sao. Vô U cười nói, máu ngươi, rất đặc thù, ta đã không sao. Diệp thần gật gật đầu nói, vậy thì tốt, ta sở dĩ theo tới đây, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, chú ý tuyệt minh. Vô U nghe vậy. Thần sắc như thường nói, ngươi có phải hay không vậy cảm thấy, vậy tuyệt minh mùi vị có chút cổ quái. Mùi vị. Xem ra, huyết tộc, có thể bằng vào khứu giác, cảm ứng được một ít người thường không cảm ứng được hơi thở. Vô U nếu vậy cảm giác được cái gì, xem ra, đây tuyệt minh quả thật có vấn đề. Ngay tại lúc này, thiên sát làm bên trong, đột nhiên vang lên truy đuổi phách thanh âm nói, mọi người đến ta tới nơi này, ta phát hiện tuyệt sát thiên cổng vào. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thân hình động một cái, liền hướng truy đuổi phách chỗ đi. Rất nhanh, lục sát truyền nhân liền tụ tập ở truy đuổi phách trước người, mọi người thiên sát làm, lúc này, cũng tản mát ra từng cơn xám mang. Tuyệt Minh nhìn nơi nào đó không gian, trầm giọng nói, các vị, tuyệt sát thiên vị diện phong ấn, cực kỳ mạnh mẽ, lấy vậy thủ đoạn tuyệt đối không cách nào tiến vào trong đó, cho dù hôm nay, cái này phong ấn lực lượng. Hẳn đã thật to yếu bớt, chúng ta chờ lát nữa ra tay, vậy phải thi triển toàn lực. Đám người gật đầu một cái, một khắc sau, bọn họ quanh thân linh lực, điên cuồng phun trào, bơm vào trong tay thiên sát làm bên trong, bữa trước sát làm, ngay tức thì xám mang lớn thả, vô cùng sát khí, lăn lộn ra, hóa thành lục đạo sát khí long, hướng nơi nào đó không gian, hung hăng đụng đi. Vậy sát khí long quanh thân, bạo phát ra cường đại không gian chi lực. Hơn nữa, mơ hồ bên trong, cái này lục đạo khí long, mơ hồ hợp thành loại nào đó trận thế, phù văn lóe lên, trận thế này, cần phải coi là nhằm vào vậy tuyệt sát thiên phong ấn. Ầm một tiếng vang thật lớn,
sáu cái khí long đụng dưới, chỗ kia không gian, lại là chỉ để lại một cái nhỏ xíu khe hở. Đám người thấy vậy, đều là không khỏi con người co rúm một cái. Đây chính là năm tên thánh tổ cảnh bên trong hậu kỳ cường giả, cộng thêm Diệp Thần cái này tu vi mặc dù là thiên thần cảnh, nhưng thực lực thậm chí còn ở thánh tổ cảnh 6 tầng thiên cường giả trên yêu nghiệt liên thủ à. Cũng mà còn có thiên sát làm thêm được công kích à. Như vậy trận thế, nhưng chỉ là để lại như vậy một đạo nho nhỏ vết rách. Cái này, không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Bất quá, truy đuổi phách các người, trên mặt vẫn là toát ra vẻ vui mừng. Bọn họ biết, tuyệt sát thiên phong ấn thật suy yếu. Nếu không, căn cứ năm đó lục sát nhiều người, lưu lại tin tức, lấy bọn họ thực lực, là tuyệt đối không cách nào dung chuyển tuyệt sát thiên vách không gian chướng. Lúc này, mấy người điều khiển sát khí long, điên cuồng đánh trước chỗ kia không gian thiết điểm. Hai tiếng sau đó, rốt cuộc, ở trước mặt mọi người, xé ra một đạo vết nứt không gian. Lục sát truyền nhân cửa hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt, đều là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, cực âm, hóa linh, đều là không kịp chờ đợi thân hình động một cái, liền tiến vào kẽ hở bên trong. Diệp Thần dư quang khóe mắt liếc một cái, nhưng là thần sắc động một cái, chỉ gặp lúc này, Tuyệt Minh gương mặt bên trên, lại là không có chút nào vui mừng, ngược lại, lóe lên mãnh liệt bất an. Ừ, Diệp Thần, nghi ngờ. Cái này, lại là tại sao? Nếu như Tuyệt Minh thật có kế hoạch gì, muốn đối với lục sát nhiều người bất lợi, tại sao, giờ phút này, hắn sẽ bất an như vậy? Diệp Thần thân hình dừng lại, không có lập tức tiến vào kẽ hở, mà là, đi theo Tuyệt Minh sau lưng. Lại là một hồi trời đất quay cuồng, đám người lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, chỉ gặp, vào mắt chỗ, nhưng là một cái vô cùng hoang vu, tàn phá địa phương. Khắp nơi, đều là bóng tối vực sâu, màu đỏ sậm bầu trời, hiện đầy vết rách, hư không gió bão, cuốn sạch thiên địa, cả thế giới, không có một chút sức sống. Lục sát truyền nhân cửa, giờ phút này đều là mặt hiện vô cùng rung động thần sắc, ở bọn họ cảm ứng bên trong, đây tuyệt sát thiên quy luật lực, nhưng mà một chút cũng không kém à. Đều đã có thể so với vực ngoại liền chứ. Có thể, lại bị tàn phá thành trước mắt bộ dáng này. Kết quả, muốn kinh khủng dường nào lực lượng, mới có thể làm được hết thảy các thứ này à. Năm đó vậy trận chu diệt sát thần chiến đấu thảm thiết, có thể tưởng tượng được. Nhưng, chú ý của mọi người lực, rất nhanh, liền chuyển tới đứng sừng sững tại tuyệt sát thiên bên trong một tòa tháp lớn bên trên, tháp lớn toàn thân xanh đen, bề ngoài bên trên, hiện đầy loang lổ gì, nhưng, lục sát truyền nhân, nhìn tòa kia tháp lớn, đều là tâm thần cự chiến. Cái này tháp lớn, chỉ là tiến vào bọn họ tầm mắt bên trong, mọi người thức hải, liền đều có một loại làm trấn áp cảm giác à. Diệp Thần ánh mắt chớp động, nơi đó chắc là trấn áp sát thần tàn hồn chỗ. Bất quá, đám người rất nhanh, liền đem tầm mắt từ vậy tháp lớn bên trên rời đi, tập trung vào từng đạo phiêu tán ở tuyệt sát thiên bên trong trắng xám quang vụ bên trên. Lục sát truyền nhân trong mắt, đều là sáng lên. Vậy quang vụ, chính là thiên sát khí. Tuyệt Minh hướng mọi người nói, các vị, mặc dù ban đầu triệu tập các ngươi tiến vào đây tuyệt sát trời, dùng là tháo ra sát thần phong ấn tên mục. Nhưng, cái này chỉ là không muốn tiết lộ tuyệt sát thiên bên trong tồn tại thiên sát khí tin tức, để tránh đưa tới người cố ý thôi. Hiện tại, chúng ta đã thành công tiến vào tuyệt sát trời, lúc này mỗi người tách ra, tự đi hấp thu bữa trước sát khí đi. Dứt lời, lại là thân hình động một cái, trước tiên rời đi trước. Diệp Thần cùng Vô U đều là sửng sốt một chút. Tuyệt Minh lại chỉ như vậy rời đi. Chẳng lẽ, trước tiến vào tuyệt sát thiên trước khi bất an, chỉ là đối với không biết đất sợ hãi. Bọn họ hiểu lầm liền Tuyệt Minh. Mà hóa linh truy đuổi phách các người hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này vậy hướng phương hướng bất đồng đi, tuyệt sát thiên rất lớn, bọn họ đương nhiên là muốn tìm một chỗ không người, một mình hấp thu thiên sát khí, mà không phải là vắt ở một nơi. Vô U trầm ngâm nói, Diệp Thần, người thấy thế nào? Diệp Thần nói, hiện tại, còn không tốt xác định. Vô U đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thần, người ta, lập được cái ước định như thế nào? Ước định. Vô U tiếp tục nói, nếu như người ta ở nơi này tuyệt sát thiên bên trong, gặp nguy hiểm gì, như vậy, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, liền phải đem hết toàn lực, trợ giúp đối phương. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cứ như vậy, quả thật ổn thỏa được nhiều, cho dù vậy Tuyệt Minh thật có hậu thủ gì, ở Vô U cùng Diệp Thần dưới sự liên thủ, đối phương cũng không có một chút cơ hội.
Lúc này, Diệp Thần đáp, có thể. Vô U gật đầu một cái, tiện tay đem một quả đưa tin ngọc phù, ném cho Diệp Thần nói, vậy, ta đi trước, nếu như có phát hiện gì, lẫn nhau thông báo. Diệp Thần nhận lấy đưa tin ngọc phù, đưa mắt nhìn Vô U sau khi rời đi, thân hình động một cái, liền hướng vậy xanh đen tháp lớn đi. Mà lúc này, Tuyệt Sát Thiên Mẫu chỗ vực sâu bên trong, Tuyệt Minh mặt hiện vô cùng vẻ giận dữ, hướng về phía trước người bóng đen gào thét nói, người nói gì sao? Tại sao, ta vẫn không thể rời đi? Ngươi không phải đã thuận lợi tiến vào Tuyệt Sát ngày sao? Bóng đen cười một tiếng nói, đừng gấp như vậy mà, ta hiện tại còn cần tìm một kiểu đồ, ta hướng ngươi bảo đảm, lập tức ngươi liền tự do. Tuyệt Minh nghe vậy, khẽ cúi đầu, tựa hồ, đang giãy giụa trước. Đột nhiên tới giữa, Tuyệt Minh chợt ngẩng đầu lên, trắng xám hai tròng mắt bên trong, hàn mang bạo tránh. Kinh thiên sát khí, bỗng nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra, Tuyệt Minh rốt cuộc lại vậy không cách nào nhẫn nại. Hắn thân là lục sát truyền nhân người, đôi ba lần, bị bóng đen này lừa dối, đùa bỡn, cái này bảo hắn như thế nào có thể nhẫn. Cho dù chết, Tuyệt Minh cũng phải đánh một trận, đồng thời, dùng cuộc chiến đấu này cảnh tỉnh Tuyệt Sát Thiên bên trong đám người. Một khắc sau, Tuyệt Minh gào thét nói, lục sát kỳ tuyệt, Tuyệt Minh diệt thật. Một cổ ngưng luyện cực kỳ cho đen sát khí, đoạn Tuyệt Minh trong cơ thể, sóng trào ra, hướng bốn phương tám hướng, lan đi. Tuyệt Minh diệt thật, chính là một môn cực mạnh ảo cảnh thuật, rơi vào thuật này bên trong, liền tựa như rơi vào vô hạn tử vong bên trong vậy, mà ở ảo cảnh bên trong, mỗi chết một lần, liền khoảng cách chân chính tử vong, càng đến gần một bước, cực kỳ kinh khủng. Tuyệt Minh thi triển Tuyệt Minh diệt thật sau đó, cũng không có dừng tay, chuôi này xà mâu xuất hiện lần nữa ở trong tay, linh lực cực nhanh xa chuyển, xà mâu trên chăn lớn hư ảnh, dần dần ngưng tụ, đi đôi với Tuyệt Minh đâm ra xà mâu, điên cuồng hướng hắc khí kia lượn quanh bóng người, đánh đi. Mà ở Tuyệt Minh đánh ra xà mâu đồng thời, thiên sát làm, treo lơ lửng ở trước người của nó, xám mang lớn thả, hiển nhiên, Tuyệt Minh chuẩn bị phải lấy thiên sát làm, đem bóng đen này tồn tại. Cho biết đám người. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ trên một lúc, sáu người liên thủ chưa chắc không cùng bóng đen này sức đánh một trận. Nhưng vào lúc này, một tiếng vô cùng âm u tiếng cười, nhưng là từ Tuyệt Minh sau lưng vang lên. Đột nhiên, Tuyệt Minh cả người đều là vô cùng lạnh như băng, thật giống như rơi vào cực hàn băng sông vậy, liền óc đều phải đóng kết. Bóng đen này, lại là ngay tức thì từ Tuyệt Minh diệt thật bên trong chạy khỏi. Không đợi Tuyệt Minh làm ra phản ứng, một đạo ngưng luyện hắc khí, ngay tức thì liền xuyên thủng Tuyệt Minh ấn đường. Tuyệt Minh mắt trung thần mang, nhanh chóng ảm đạm xuống, cái này thánh tổ cảnh 7 tầng thiên đỉnh cấp, thân là lục sát truyền nhân một trong, tiền đồ vô lượng nam tử, cứ như vậy bỏ mình. Bóng đen này, lại là vô cùng dễ dàng giết trong nháy mắt Tuyệt Minh. Vẫn là ở Tuyệt Minh thi triển lục sát kỳ tuyệt dưới tình huống. Hắn rốt cuộc là ai? Thì tại sao muốn tới nơi này? Tuyệt Minh, bản thân chính là đến gần thánh tổ tầng 8 thiên tồn tại. Mặc dù không có bước vào, nhưng cũng không thể nhỏ thứ. Đang thi triển liền Tuyệt Minh diệt thật dưới tình huống, đã coi như là thánh tổ tầng 8 thiên chí cường liền à. Như vậy thực lực, ở trong đám người tuổi trẻ, đủ để thiếu ngạo toàn bộ tinh tuyển vực, trừ những lão quái vật kia, căn bản không có bao nhiêu người có thể làm gì được Tuyệt Minh. Nhưng dù vậy, hắn lại vẫn bị cái này cái gì bóng đen giết trong nháy mắt. Bóng đen này thực lực kết quả nghịch thiên đến hạng tầng thứ à. Diệp Thần các người nguy hiểm. Vậy xuyên thủng Tuyệt Minh mi tâm hắc khí, đột nhiên rung động, Tuyệt Minh thân thể, liền biến thành tản ra trắng xám sát khí máu loãng, rơi vào một cái chai nhỏ bên trong. Bóng đen hừ lạnh một tiếng nói, đáng chết phế vật, lại để cho bổn tôn tiêu hao một ít năng lượng, sống lâu một ít thời gian không tốt sao. Bất quá, bóng đen rất nhanh liền phát ra cười to một tiếng nói, bất quá, cũng được, chỉ cần bổn tôn tìm về năm đó lưu lại thân thể không lành lặn, chính là mấy tên thánh tổ cảnh rác dưới, chẳng qua là bổn tôn thức ăn thôi. Bóng đen này lại là thời đại thượng cổ cùng sát thần liều chết đánh một trận, đem tàn hồn phong ấn vực ngoại một trong cường giả. Khó trách, hắn đối với Tuyệt Sát Thiên hết thảy như vậy rõ ràng, đây Tuyệt Sát Thiên phong có giấu một phần chia nhưng mà xuất từ trong tay hắn à. Bất quá, bóng đen này cần phải làm chỉ là một đạo phân hồn, chẳng biết tại sao bị người phong ấn ở liền chiếc nhẫn bên trong, bản thể sớm đã chết được không thể chết lại, liền chủ hồn phách cũng hoàn toàn tiêu tán. Sát thần chân thực quá khủng bố. Thậm chí,
cho dù vực ngoại chí cường cùng chung ra tay, cũng không có thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn tàn hồn. Một khắc sau, bóng đen thân hình thoát một cái, liền từ vực sâu bên trong biến mất, tìm kiếm năm đó trong ký ức, chết trận chỗ. Không lâu lắm, bóng đen này thân hình dừng lại, ở trước mặt hắn là một cổ thi hài. Một cái dài đến trăm trượng, vô cùng to lớn thi hài. Bóng đen kia, giờ phút này, tựa hồ lộ vẻ được có chút yếu ớt, hiển nhiên, mới vừa rồi trong nháy mắt giết tuyệt minh, đối hắn tiêu hao không nhỏ, mặc dù năm đó, hắn là quát toàn bộ vực ngoại cường giả, nhưng hôm nay, bất quá là một đạo phân hồn vẫn là bị phong ấn vô số năm tháng, yếu ớt vô cùng phân hồn thôi. Bất quá, thấy cái này cổ thi thể, bóng đen vẫn là không nhịn được phát ra một trận cười điên cuồng, hắn vung tay lên, tuyệt minh máu, liền từ trong bình, bay vào đến dưới người vậy vô cùng to lớn, nhưng lại một phiến nám đen, tựa hồ đã bị hoàn toàn thiêu hủy trên thi thể. Một màn quỷ dị, xuất hiện. Đậm đà sát khí, tràn vào thi thể tứ chi trăm kinh hãi, ở tuyệt minh huyết dịch dễ chịu dưới, vậy thi thể xúc nhỏ lại, đồng thời, vậy nám đen ra máu thịt, nhanh chóng rụng. Rất nhanh, cỗ thi thể kia bề ngoài, 20% nám đen chỗ, liền đã biến mất, lộ ra hoàn hảo ra. Bóng đen thấy vậy vui mừng nói, cái này lục sát truyền nhân máu, quả nhiên hữu dụng. Nếu như hấp thu cái khác mấy tên lục sát truyền nhân máu tươi, hắn thân thể thậm chí có thể hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Dẫu sao, nguyên bản bóng đen này nguyên thân chính là lấy bất tử bất diệt mạnh mẽ thể chất, nổi tiếng hậu thế. Hắn chính là mấy chục ngàn năm trước, danh chấn vực ngoại, được gọi là không chết ma sát cường giả đỉnh phong một trong vương bàn. Năm đó, người này mặc dù bị vậy sát thần lấy thông thiên thủ đoạn giết chết, bất quá, chỉ cần có thích hợp tiếp tế, thân thể này liền có thể lần nữa khôi phục. Mà lục sát truyền nhân, vậy hàm chứa cực kỳ sát khí máu, chính là tốt nhất thuốc bổ. Một khắc sau, bóng đen thân hình động một cái, liền sáp nhập vào cỗ thi thể kia bên trong, đốt cháy mí mắt, bỗng nhiên mở ra. Một đôi đen thui trong con ngươi, lóe lên khiếp người hàn mang. Đi săn, muốn bắt đầu. Đáng tiếc, chỉ khôi phục một phần vạn lực lượng, bây giờ ta chắc có thánh tổ cảnh tầng 8 thiên. Bất quá, hẳn đủ, dẫu sao ta đối với võ đạo nắm trong tay vượt qua những con kiến hôi này quá nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này, Diệp Thần đã tới vậy tháp lớn trước, cả tòa xanh đen tháp lớn, tản ra cực kỳ trầm trọng uy áp, thông thường thiên thần cảnh võ giả, cho dù là tới gần nơi này, sợ rằng đều không cách nào làm được, bởi vì thần hồn của bọn họ sẽ bị miễn cưỡng đè bảo. Nhưng, Diệp Thần nhưng không giống nhau. Lấy Diệp Thần thần hồn ngưng luyện, cùng với thể chất đặc thù, trên căn bản không sợ tại bất kỳ thần hồn lên chân áp. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới tháp lớn đáy tháp, hắn vần quanh một vòng sau này, nhướng mày một cái này tháp lớn lại là không có bất kỳ cổng vào. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần tâm thần động một cái, cổ tay lột, sát kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Giờ phút này, sát kiếm bên trên, xích mang bạo tránh, mơ hồ tới giữa, lại là cùng tháp lớn bên trong cái gì sinh ra đồng tình. Chỉ chốc lát sau, một đạo vô cùng yếu ớt thanh âm nam tử, từ sát kiếm bên trong vang lên nói, là ai tỉnh lại ta? Diệp Thần nghe được thanh âm này, giật mình trong lòng. Đây chính là vậy sát thần tàn hồn thanh âm. Kiếm hồn huyền hàn ngọc chỉ là gợi ở sát kiếm bên trong, còn chân chính sát kiếm chỗ sâu, còn có một đạo ý chí. Ừ, sát kiếm bên trong thanh âm, đột nhiên ừ nhẹ một tiếng, một khắc sau, vô cùng mừng rỡ cười như điên nói, ngươi là sát khí truyền nhân. Bổn thần truyền nhân, rốt cuộc xuất hiện, ha ha ha, qua nhiều năm như vậy, bổn thần, rốt cuộc phải thoát khốn à. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, tiền bối, ngươi nhưng mà thân ở đây tuyệt sát thiên tháp lớn bên trong. Ta tựa hồ không có ở tháp này để, phát hiện cổng vào. Sát thần tàn hồn nghe vậy nói, thằng nhóc, một lát ta sẽ toàn lực vùng vẫy, chỗ tòa này phục hồn tháp sẽ dùng phần lớn lực lượng tới chân áp ta, mà ngươi, liền thừa dịp cái này cơ hội sẽ trực tiếp công kích nó, đem đánh ra một cái lỗ hổng. Cái này phục hồn tháp chất liệu đặc thù, vô cùng bền bỉ, nhưng, bổn thần chế tạo sát khí nhưng đúng lúc là hắn khắc tinh. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, sau đó, ta cần phải làm những gì? Sát thần nói, cái lỗ hổng này chỉ sẽ tồn tại một cái chớp mắt, ngươi liền thừa dịp cái này cơ hội, tiến vào phục hồn tháp bên trong. Diệp Thần gật đầu một cái, giơ lên sát kiếm, đang chuẩn bị ra tay,
nhưng vào lúc này, toàn bộ Tuyệt Sát Thiên nhưng là một hồi thiên diêu địa động. Ba động cường đại, đánh thẳng vào đúng cái vị diện, Diệp Thần sắc mặt biến đổi, điều này hiển nhiên là có cường giả ở giao thủ. Kèm theo cái này chập chờn lên, còn có một đạo hơi thở. Một đạo, cho dù là Diệp Thần, đang cảm thụ đến hơi thở này ngay tức thì, máu cũng theo đó đông lại một cái hơi thở. Đó là thánh tổ cảnh hơi thở à. Trong nháy mắt, Diệp Thần sắc mặt, đổi được vô cùng khó xem, đây Tuyệt Sát Thiên bên trong tại sao có thể có như vậy tồn tại. Cùng trong chốc lát, Diệp Thần đưa tin ngọc phù bên trong, truyền ra vô u vô cùng là kinh hoàng thanh âm nói, Diệp Thần, đây Tuyệt Sát Thiên bên trong ra một quái vật, những thứ khác lục sát truyền nhân đã toàn bộ chết ở trong tay hắn. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, hướng vậy chập chờn truyền tới phương hướng nhìn, mặt hiện vẻ do dự. Cho dù lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, nhưng không có vậy luyện thần phong cấm chế gia trì, vậy căn bản không cách nào cùng chân chính thánh tổ cảnh tầng 8 thiên tồn tại chống lại à. Nhưng, một khắc sau, Diệp Thần vẫn còn là thân hình động một cái, hướng vậy chập chờn truyền tới chỗ, nhanh chóng đi. Cho dù, hắn hiện tại phá vỡ phục hồn tháp tiến vào trong đó, cứu ra sát thần tàn hồn sau đó, cũng chưa chắc có thể đánh bại cái này thánh tổ cảnh tồn tại, như vậy, hiện đang trốn tránh vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có và vô u ước định. Mặc dù, cái này là chót miệng ước định, nhưng, một khi đáp ứng, Diệp Thần liền tuyệt sẽ không dễ dàng vi phạm mình cam kết. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới chiến đấu phát sinh chỗ. Thời khắc này vô u, mặt đẹp một phiến trắng bệch, trên người quần đen, đã dính vào màu máu. Cho dù lấy huyết tộc vậy cường hãn sinh mệnh lực, thời khắc này vô u, nhìn qua cũng lại yếu ớt vô cùng. Mà ở vô u đối diện, thì đứng một người trên cổ bị hoàn toàn đốt cháy nam tử. Người này, chính là Vương Bàn. Mà hắn thân thể, lại là đã khôi phục 60% chừng. Vương Bàn lạnh lùng nhìn Diệp Thần, xấu xí nám đen trên gương mặt, hiện lên một cái vặn vẹo mỉm cười nói, thằng nhóc, ngươi cũng không phải là chân chính luyện thần sát truyền nhân chứ. Bất quá, máu ngươi, tựa hồ vậy vô cùng là đặc thù, có lẽ, so lục sát truyền nhân máu đối với bổn tôn càng hữu dụng. Hiện tại tự đưa tới cửa, ngược lại cũng tránh bổn tôn đi tìm ngươi. Diệp Thần không có trả lời, mà là thân hình động một cái, rơi xuống vô u bên người, không chút do dự cắt tay mình cổ tay, thả vào vô u mép, trầm giọng nói, hô. Diệp Thần máu tươi, đối với huyết tộc mà nói, không chỉ có nghịch thiên chữa thương năng lực, thậm chí, còn có thể trong vòng thời gian ngắn, tăng lên thực lực. Vô u hơi sững sờ, nói thật, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thần thật sẽ xuất hiện. Dẫu sao hai người ước định cũng chỉ là chót miệng ước định mà thôi. Mà trước mắt tên nam tử này tử, lại thật vì cái này chót miệng ước định, mà đi tới bên cạnh mình đối mặt một người cực kỳ kinh khủng tồn tại à. Vô u uống Diệp Thần máu tươi sau đó, thương thế khôi phục rất nhiều, mà Vương Bàn sau khi thấy một màn này, ánh mắt sáng choang, hắn đưa ra đã bị đốt trọi, co lại thành một đoàn đầu lưỡi, liếm môi một cái, tựa hồ đối với đạt được Diệp Thần máu tràn đầy mong đợi. Diệp Thần cùng vô u, nhìn Vương Bàn, trong mắt bên trong đều là vô cùng là ngưng trọng thần sắc. Diệp Thần đối với vô u hỏi, người có biện pháp tạm thời hạn chế ở tên này hành động sao? Không cần quá lâu. Muốn chiến thắng Vương Bàn, diệt tuyệt thần quang và huyết nguyệt đồ thiên trảm là hy vọng duy nhất. Nhưng, dựa vào Diệp Thần mình lực lượng thi triển diệt tuyệt thần quang, sợ rằng căn bản không cách nào đụng phải Vương Bàn. Vô u hít sâu một hơi. Mặt đẹp bên trên một phiến vẻ ngưng trọng. Như chỉ là hạn chế Vương Bàn chốc lát nói, nàng quả thật có biện pháp làm được. Bất quá, làm như vậy, vô u liền cơ hồ không có đường lui, còn dư lại chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần. Nói cho cùng, vô u cùng Diệp Thần bất quá là hai mặt duyên thôi, há có thể dễ dàng như vậy liền đem mình sinh mạng giao đến trong tay người khác. Lấy vô u kiêu ngạo, càng thì không cách nào làm được, nàng cả đời này. Mình vận mệnh cho tới bây giờ đều là do mình nắm à. Cho dù là nguy cơ sinh tử bên trong, vô u vậy cho tới bây giờ không có đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Có thể, làm nàng nhìn về phía Diệp Thần lúc đó, sâu trong nội tâm nhưng là không khỏi được một hồi sợ hãi. Diệp Thần ở nàng gần như lúc tuyệt vọng, xuất hiện ở bên cạnh mình một màn kia, hiện lên tại đầu óc bên trong. Một khắc sau, vô u hướng về phía Diệp Thần, khẽ gật đầu nói. Như chỉ là hạn chế ở hắn hành động, ta có biện pháp. Được. Diệp Thần trong mắt, sạch bóng lớn bắn. Đây là hắn duy nhất cơ hội.
đột nhiên tới giữa, Phô U quanh thân huyết sát cùng nhau, lại là chủ động hướng Vương Bản công tới. Một chuôi trường kiếm màu máu, rơi vào Phô U trong tay, huyết sát lững lờ, kiếm ý lăng tiêu, tuyệt mệnh kiếm quang hóa thành một đạo kinh thiên máu hồng, biến dạng không gian hướng Vương Bản lướt đi. Vương Bản thấy vậy, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, linh lực như rồng vậy ở kinh mạch bên trong điên cuồng phun trào ra, theo vung tay lên, vậy nhìn như uy lực vô cùng đỏ tươi, liền hóa thành một hồi quang trần tiêu tán. Khác xa lắc xa lơ. Hai người thực lực, khác xa lắc xa lơ vậy à? Cái này, còn chỉ là Vương Bản khôi phục thực lực vậy không đến một phần vạn dưới tình huống. Liền liền Diệp Thần đều là một hồi sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, sát kiếm điệu múa, kiếm quang tung tóe, giống vậy hướng về phía Vương Bản, một kiếm chém ra. Vương Bản thấy vậy, đôi mắt híp một cái nói, hủy diệt mộ đạo. Ha ha, hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy à, lấy ngươi tuổi tác lại có thể nắm giữ hủy diệt mộ đạo. Nếu như một đường đi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thành tựu, nhất định không cách nào lường được chứ. Đáng tiếc, ngươi ngày hôm nay, liền phải chết ở chỗ này. Lần này, Vương Bản nhưng là một quyền đánh ra, nhìn như vô cùng tùy ý một quyền, nhưng tràn ra một cổ làm Vô U cùng Diệp Thần, cũng trong lòng cuồng loạn võ đạo ý vận. Thật là mạnh. Vương Bản võ đạo tầng thứ, vượt xa hai người. Âm một tiếng, Diệp Thần vậy giống như hủy diệt vực sâu giống vậy kiếm mang, cũng ở đây Vương Bản một quyền xuống, tiêu tán. Nhưng, ngay tại lúc này, Vô U xuất thủ lần nữa. Giờ phút này, Vô U máu tươi điên cuồng từ da bên trên sông ra, khí tức cả người, theo máu tươi giảm thiểu, cũng dần dần yếu xuống, mà vậy vô cùng sền sệt máu tươi, thì biến thành một đầu thân thể khổng lồ màu máu cự long ảnh. Đó là huyết tộc chân tổ huyết mạch biến thành. Lúc trước một kiếm kia, bất quá là cờ hiệu, Phô U hiển nhiên đang thi triển loại nào đó cực mạnh thủ đoạn. Cái này lấy cả người máu tươi, ngưng tụ ra long, cho dù là đứng ở bên người Diệp Thần, cũng cảm nhận được liền một chút sợ hãi hơi thở. Một kích này, tuyệt mạnh. Thậm chí, có trọng thương Diệp Thần có thể. Phô U thân thể mềm mại, khẽ run, mắt đẹp bên trong huyết quang, nhưng càng ngày càng mạnh lên. Nàng ngưng mắt nhìn Vương Bản, nạt nhỏ, rồng thần dạ hành, diệt. Máu tươi kia cự long, phát ra một tiếng chấn thiên động địa giống to, thân thể rung lên, liền giống như màu máu như tia chớp, cực nhanh hướng Vương Bản đánh tới. Nhưng, làm Diệp Thần thấy Vương Bản thần sắc lúc đó, nhưng là không khỏi được sắc mặt biến đổi. Thời khắc này Vương Bản, đối mặt Phô U cái này chí cường nhất kích, lại là vô cùng là bình tĩnh, thậm chí là mừng rỡ. Hắn nhìn vậy vào tới huyết long, trong mắt không chỉ không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại toát ra vẻ khát vọng. Diệp Thần cả người cứng đờ, quát lên, Phô U, dừng tay, không nên dùng một chiêu này công kích hắn. Phô U liếc Diệp Thần một mắt, nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới, huyết sắc kia cự long, vẫn hướng Vương Bản đi tới. Thoáng qua, đã đến Vương Bản trước người. Liền vào giờ khắc này, Vương Bản lại là chợt miệng lớn mở ra, trong miệng. Truyền ra một cổ động trời hấp lực, hàm chứa vô cùng lực tàn phá huyết long, trong phút chốc liền bắt đầu vỡ rõ ràng, hóa thành cuồn cuộn chảy máu, tràn vào Vương Bản trong miệng. Mà theo Vương Bản chiếm đoạt, hắn hơi thở lại là bộc phát lớn mạnh. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được hô hấp hơi chậm lại. Vậy long ảnh mấy cái hô hấp sau đó, liền toàn bộ lạc vào Vương Bản trong miệng. Đừng nói là đối hắn tạo thành làm thương tổn, Vương Bản hơi thở, ngược lại cường đại hơn. Liền liền trên mình vậy nám đen bộ phận, cũng giảm bớt một phần chia. Vương Bản lau mép một cái vết máu, cười lạnh một tiếng nói, xin lỗi à, huyết tộc bé gái, đối với máu tươi, bổn tôn nhưng mà rất tinh tường, các ngươi những thứ này hạ đẳng chủng tộc, muốn dùng máu tươi làm bị thương ta là tuyệt không thể nào. Cho dù lấy Diệp Thần tâm tính, giờ phút này, cũng là cắn chặt răng, sắc mặt vô cùng trầm ngưng liền đứng lên. Chẳng lẽ, cuối cùng này chiến thắng đối thủ hy vọng, cũng phải lúc này mất đi liền sao? Hắn võ đạo, thì phải dừng bước nơi này. Diệp Thần, không cam lòng. Diệp Thần không do dự nữa, thi triển Thiên Long Bát Thần Âm, từng đạo hồng mông nốt nhạc vang khắp, ông minh chấn động. Thiên địa vào giờ khắc này vậy đi theo đáp lại. Hắn hít sâu một hơi, u lam hỏa diễm, ở bề mặt giấy lên, cực kỳ yêu khí, bộc phát ra, phá thiên lực, ở huyết mạch bên trong phun trào. Diệp Thần chậm rãi giơ lên trong tay sát kiếm, kiếm phong bên trên, tản ra cuồn cuộn khí tức hủy diệt. Hắn,
muốn liều mạng, liều chết, cùng vương bàn đánh một trận. Cho dù không địch lại, mình, còn có thể tự bảo. Lấy hắn bây giờ tự bảo uy lực, hẳn, có thể cùng vương bàn lấy mạng đổi mạng. Cho dù chết, Diệp Thần, vậy nhất định phải để cho kẻ địch, trả giá thật lớn. Chỉ tiếc, Diệp Thần không có đem Tiểu Hoàng và Cửu U Hổ mang ra ngoài. Hắn sợ Ma Hoàng ở nơi này 15 ngày hạ xuống, Tiểu Hoàng và Cửu U Hổ trấn thủ Phục Ma Điện, có thể cho hắn đầy đủ an lòng. Nhưng vào lúc này, Vô U thanh âm, truyền vào Diệp Thần trong tai. Diệp Thần, chỉ cần đem trói buộc ở, mới có thể chứ. Diệp Thần nghe vậy sửng sốt một chút, trói buộc ở. Vô U đang nói gì? Mới vừa rồi nàng thi triển thuật pháp không phải đã bị vương bàn hoàn toàn phá giải sao? Bất quá, Diệp Thần vẫn là theo bản năng gật đầu một cái. Đây là, Vô U sắc mặt nhàn nhạt nhìn về phía vương bàn, mỉm cười nói, nếu ngươi đối với máu tươi như vậy rõ ràng, không có ai nói với ngươi, không nên tùy tiện chiếm đoạt huyết tộc máu sao? Máu ta, mùi vị cũng không tệ lắm sao? Vương bàn nghe vậy, sắc mặt biến đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì? Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân thánh tổ cảnh tầng 8 thiên hơi thở, không giữ lại chút nào dâng trào ra, vô biên võ ý, tràn ngập toàn bộ tuyệt sát trời, cái này hoang vu đổ nát thế giới, lão đảo muốn rơi xuống giống như nghênh đón chân chính ngày tận thế vậy. Diệp Thần trong mắt hỗn loạn, chặt chẽ nắm trong tay sát kiếm, hắn biết, cho tới giờ khắc này, vương bàn mới cho phép chuẩn bị vận dụng mình thực lực chân chính. Quá mạnh mẽ! Đối mặt giờ khắc này vương bàn, Diệp Thần thậm chí không có lòng tin lấy tự bạo lực, đem hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, một cổ quỷ dị chập chờn, bỗng nhiên từ Vô U trong cơ thể, bộc phát ra, một đôi mắt đẹp bên trong, tia máu lóng lánh, cái này huyết tộc thiếu nữ, trầm giọng quát lên, lục sát kỳ tuyệt, Vô U buộc ảnh. Một khắc sau, nguyên bản tản mát ra nghịch thiên uy thế, phải đánh ra tuyệt mệnh một kích vương bàn, lại đột nhiên, không nhúc nhích. Hắn trên thân hình. Ngay tức thì phù văn vô số màu máu phù văn, đem vững vàng định ở tại chỗ, liền linh lực, đều không cách nào tự nhiên vận chuyển. Mà ở Vô U bề mặt, vậy hiện lên giống nhau như đúc phù văn. Cái này, chính là Vô U nắm giữ lục sát kỳ tuyệt, Vô U buộc ảnh. Vốn là, Vô U buộc ảnh chỉ cần lấy máu tươi làm môi giới tiến hành thi triển, có thể, nếu như muốn đối phó vương bàn xa như vậy siêu mình cường giả lúc đó, thì nhất định phải để cho đối phương chiếm đoạt mình máu sau này, cử động nữa dùng môn bí thuật này mới có thể thành công. Đồng thời, cũng chỉ có thân là huyết tộc, cũng có chân tổ huyết mạch Vô U mới có thể làm được. Giờ phút này, vương bàn đang điên cuồng vùng vẫy, nhưng dù vậy, cũng không cách nào từ trói buộc bên trong giải thoát. Diệp Thần, động thủ, Vô U hét lớn một tiếng, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Hiển nhiên, cái này thuật pháp cũng không thoải mái. Diệp Thần hai tròng mắt bỗng nhiên bốc lên một đạo thần huy. Vô U sáng tạo cái này cơ hội, Diệp Thần tuyệt sẽ không lãng phí. Luân hồi huyền bi, ra. Xích Trần thần mạch, Long Viêm thần mạch, Lăng Phong thần mạch, Cổ Độc thần mạch, Tới Ám thần mạch, Hủy Diệt mộ đảo, Canh Kim thiết bích, Pháp Hoa tịch diệt thiên, Thiên Long bát thần âm, Bát Quái thiên đan thuật, Hoàng Tuyền mẫn thiên quyết, còn có. Bỗng nhiên tới giữa, một luồng ánh sáng đen, ở Diệp Thần đầu ngón tay hiện lên, hắc quang bên trong tản ra vô cùng là ngưng luyện hủy diệt đạo vận. Liền liền vương bàn ở cảm ứng được hơi thở này lúc đó, đều là thần sắc biến đổi, khét trên gương mặt hiện ra vẻ lo lắng. Diệt tuyệt thần quang, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, kiếm chỉ hướng vương bàn ấn đường, một luồng ánh sáng đen, giống như diệt thế sao chổi vậy, hướng vương bàn, đánh đi. Đồng thời, Diệp Thần một cái tay khác xuất hiện Lạc Trần Hàng Long kiếm. Thiên địa dị tượng dậy, hoàn toàn tối tung tích, một vòng huyết nguyệt treo cao bầu trời mênh mông. Huyết nguyệt bùng nổ, lại và diệt tuyệt thần quang dung hợp. Âm một tiếng, huyết nguyệt này mặc dù đánh vào vương bàn trên mình, có thể toàn bộ tuyệt sát thiên nhưng là một hồi thiên diêu địa động. Một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết vang tận mây xanh, vương bàn điên cuồng vùng vẫy, gào thét nói, thằng nhóc. Bổn tôn tuyệt đối muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Bổn tôn muốn cho ngươi gấp trăm ngàn lần trả lại à. Diệp Thần thấy vậy, tâm thần rét một cái. Không có chết. Vương bàn lại không có chết. Giờ phút này, vương bàn ấn đường, xuất hiện một cái lỗ thủng to, có thể, cũng chỉ như vậy mà thôi, hắn thân thể cũng không có tan vỡ. Hơn nữa,
cho dù Ấn Đường bị đánh ra một cái xuyên qua đại não trong cái hố sâu, Vương Bàn lại còn là một bộ dáng mạnh như rồng như cọp. Sinh mạng lực này, thậm chí cũng có thể vượt qua Diệp Thần liền chứ. Giờ khắc này, Diệp Thần sắc mặt cũng không khỏi được trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, liền Diệt Tuyệt Thần Quang cộng thêm Huyết Nguyệt cũng không công mà về à. Đáng chết, hắn coi như chịu đựng nổi Diệt Tuyệt Thần Quang và Huyết Nguyệt, hắn cũng đã được trọng thương, chỉ cần lại cho ta mấy lần cơ hội. Diệp Thần thầm quát một tiếng, đầu ngón tay hắc mang và như bánh xe Huyết Nguyệt lần nữa ngưng tụ. Vương Bàn trong mắt run lên, thét to, đáng chết, dừng tay, cho lão tử dừng tay à. Lại là một đạo Huyết Nguyệt bắn ra, lần này, Diệp Thần nhắm chính xác là Vương Bàn tim. Âm một tiếng, Vương Bàn nơi buồng tim, giống vậy bị đánh ra một cái chỗ trống, mà Vương Bàn thì phát ra hơn nữa kêu thê lương thảm thiết. Nhưng, vẫn là không có chết. Vương Bàn mặc dù ở kêu thảm thiết, nhưng trong lòng lại là mừng thầm. Cái này ngu xuẩn tiểu tử, liền công kích đi, tiếp theo công kích đi, thần thông của ngươi mặc dù khủng bố, quả thật có thể giết chết bổn tôn, nhưng, đáng tiếc là, ngươi thời gian, không nhiều lắm. Lập tức, bổn tôn là có thể tránh thoát cái này trói buộc, đến lúc đó chính là ngày rỗ. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Diệp Thần điên cuồng, hắn đôi mắt ứ máu, thậm chí, không để ý Diệt Tuyệt Thần Quang và Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm to lớn tiêu hao, thì phải không để ý hết thảy xuất thủ lần nữa. Công kích nữa một lần, chỉ cần công kích nữa một lần, tuyệt đối có thể tiêu diệt người này. Nhưng vào lúc này, một đạo giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, bỗng nhiên ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên. Tiểu tử, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, ngươi võ ý là chỉ ta Lăng Tiêu, là liều chết không lùi, nhưng, cũng không phải không không chịu chết, còn không mau dừng tay. Diệp Thần nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó, mặt lộ vẻ vui mừng. Đó là kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc thanh âm. Huyền Hàn Ngọc từ luyện thần phong đánh một trận sau đó, rốt cuộc thức tỉnh. So tưởng tượng mau, xem ra vực ngoại hơi thở thích hợp nàng. Nàng thuộc về nơi này. Bất quá, thời khắc này Diệp Thần, lại tựa như trước liền ma vậy, không muốn dừng tay. Làm sao có thể dừng tay, nếu như hiện tại dừng tay, thì có thể mất đi duy nhất một tiêu diệt Vương Bàn cơ hội à. Mà trong xương, Diệp Thần kiêu ngạo không cho phép hắn nhận thua. Thấy Diệp Thần một bộ muốn tiếp tục thi triển Diệt Tuyệt Thần Quang hình dáng, Huyền Hàn Ngọc thanh âm, băng lạnh xuống, quát lên, Diệp Thần. Ngươi, không thấy bên người tên huyết tộc kia nha đầu đã là bộ dáng gì sao? Diệp Thần toàn thân chấn động một cái, chợt quay đầu, cặp mắt bỗng nhiên trợn to. Giờ phút này, Vô U Thất Khiếu bên trong, không ngừng xông ra máu tươi, khí tức cả người, cũng vô cùng yếu ớt, thuộc về bên bờ sinh tử, nhưng, dù vậy, nàng vẫn còn đang kiên trì. Kiên trì thi triển Vô U Bộ Ảnh, cho dù cả người, cũng đang phát run, trong tay kết ấn, nhưng một chút cũng không có buông lỏng dấu hiệu. Thấy Vô U bộ dáng này, Diệp Thần ngay tức thì thanh tỉnh lại. Đây không phải là tự mình một người chiến đấu à? Huyền tiên tử, ta phải làm sao? Huyền Hàn Ngọc ngưng tiếng nói, ngươi chỉ còn lại hai lần phi cơ tấn công sẽ, lại thi triển hai lần, máu này tộc nha đầu liền muốn không chịu nổi. Hiện tại, ta muốn người dùng Diệt Tuyệt Thần Quang và Huyết Nguyệt công kích người này Vân Phủ, Nhật Nguyệt hai huyệt. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái, cả người khí tức hủy diệt một thịnh, đầu ngón tay hắc mang hồi sinh, lạc trần hàng long kiếm múa, một vòng đỏ thắm Huyết Nguyệt xuất hiện, Huyết Nguyệt và Diệt Tuyệt Thần Quang dung hợp, ngay tức thì xuyên thủng Vương Bàn Vân Phủ huyệt. Rồi sau đó, lại là một đạo đánh nát Vương Bàn Nhật Nguyệt huyệt. Vậy liền vào giờ khắc này, Vô U bên ngoài thân màu máu phủ văn, một hồi sáng tắt, quanh thân của nàng cũng đã bị mình máu tươi nhiễm đỏ. Thân thể mềm mại thoáng một cái, thì phải trực tiếp từ bầu trời trồng xuống. Diệp Thần đưa tay một cái, nắm ở liền Vô U, đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, làm sao bây giờ? Huyền Hàn Ngọc trầm giọng nói, trốn, lập tức trốn, người này có bất diệt sát thể, ở chư thiên bên trong đều là vô cùng là cường đại pháp thể, lấy người bây giờ thực lực còn không giết được hắn, trốn là người duy nhất sống sót cơ hội. Người mới vừa rồi phá hư hắn Vân Phủ, Nhật Nguyệt hai huyệt, hiện tại, hắn trong chốc lát hẳn không cách nào đuổi kịp ngươi mới là. Diệp Thần cắn răng một cái, nhìn một cái đang gầm thét, chuẩn bị hướng mình vào tới, nhưng không cách nào chót lọt khống chế linh lực, chui tốc thật chậm Vương Bàn, hắn tâm tư nhanh chóng chuyển động. Trốn. Hôm nay, hắn thân ở Tuyệt Sát Thiên bên trong, nơi này vách không gian chướng,
vô cùng vững chắc, mặc dù phối hợp thiên sát làm, Diệp Thần vậy không phải là không thể kích phá nơi này không gian rời đi, nhưng, làm như vậy hiển nhiên sẽ hao phí không ít thời gian. Như vậy, có thể đi cũng chỉ có một địa phương. Diệp Thần ôm Vô U, thân hình chớp mắt, liền hướng phục hồn tháp chỗ ở phương vị cực nhanh đi. Vương Bàn thấy vậy gào thét nói, trở lại cho ta. Đáng chết tiểu tử, người trở lại cho ta. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới phục hồn tháp trước, quát to, sát thần tiền bối, ta hiện tại muốn công kích cái này phục hồn tháp, ra tay đi. Hôm nay, Diệp Thần chỉ có thể đem hy vọng, đặt ở sát thần tàn hồn trên người. Đồng thời, tiến vào cái này phục hồn tháp bên trong, hẳn có thể tạm thời né tránh một đoạn thời gian. Sát kiếm bên trên, bỗng nhiên vang lên sát thần thanh âm nói, được. Đột nhiên tới giữa, phục hồn tháp bên trong, bộc phát ra một hồi sợ hãi hơi thở, mà cả tòa phục hồn tháp, thanh mang lớn thả, mặt ngoài loang lổ, ngay tức thì tiêu tán, hóa thành một tòa kinh thiên bảo tháp, mà nồng nặc kia thanh quang, phần lớn đều tập trung ở phục hồn tháp trung tâm vị trí. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hồng mông cổ pháp tất cả đều thi triển, phá thiên lực cuồng trào, khí tức hủy diệt lượn lờ, điều khiển sát kiếm, hung hăng một kiếm, hướng vậy phục hồn tháp chém tới. Diệt tuyệt thần quang vào huyết nguyệt đồ thiên trảm tuy mạnh, nhưng, tiêu hao quá lớn, đồng thời, môn thần thông này chủ yếu là dùng để giết người, muốn phá hoại cái này phục hồn tháp chưa chắc có thể so với hắn toàn lực một kiếm. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tuyệt sát ngày nay là run ba run rẩy. Một kiếm này, uy lực chấn động tung. Nhưng, Diệp Thần sắc mặt nhưng là khó coi một phần. Ở hắn trước mắt, phục hồn tháp bề ngoài, chỉ bất quá bị đánh ra một cái chỉ một cái dài ngắn vết rách thôi. Quá vững chắc. Cái này dùng để trấn áp sát thần tàn hồn phục hồn tháp, bản thân chính là một kiện nghịch thiên chí bảo, xa xa vượt qua đế khí tồn tại. Cho dù lấy Diệp Thần vậy cực hạn lực tàn phá, nhất kích dưới, cũng chỉ có thể tạo thành như vậy tổn thương thôi. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua một đạo ngoan ý, trường kiếm trong tay điệu múa, lại là một kiếm, ngay tức thì chém xuống. Cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Thần cả người lực lượng, vượt qua cực hạn vận chuyển, đều phải đem máu tươi cháy hết. Hắn gần như điên cuồng quơ trường kiếm, một khắc không ngừng công kích phục hồn tháp. Tiếp liền toàn lực ra tay, cho dù lấy Diệp Thần kinh mạch bền bỉ, cũng không chịu nổi, hắn cả thân kinh mạch, máu thịt, đều bắt đầu tan vỡ. Liền khí tức hủy diệt, đều có cắn trả khuynh hướng. Nhưng, Diệp Thần nhưng là bất kể. Căn bản không quản. Hắn biết, mình không thể dừng tay, tuyệt không thể dừng tay. Một dừng tay, phục hồn tháp là có thể khôi phục. Trọng yếu hơn chính là, không biết lại qua bao lâu, Vương Bàn sẽ tới. 1000 kiếm, 2000 kiếm, 3000 kiếm. Ngắn ngủn một nén hương trong thời gian, Diệp Thần, chém liên tục 3000 kiếm. Trong đó bất kỳ một kiếm, cũng có hủy diệt một cái tiểu thế giới lực lượng à. Như vậy điên cuồng công kích, không phải là không có giá cao. Giờ phút này, Diệp Thần cả người, uyển như thây khô vậy, da thịt khô đét, đồng thời, cả người đã bị máu tươi nhiễm thấu. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần quanh thân mơ hồ có hắc khí lượn lờ. Đó là hủy diệt mộ đạo cắn trả dấu hiệu. Thời khắc này Diệp Thần, kinh mạch cũng không biết bể nát nhiều ít, nội tạng. Gần như nổ tung, liền đan điền, đều đã hiện đầy vết rách, sức sống, ở Diệp Thần trong cơ thể không ngừng chạy mất trước. Huyền Hàn Ngọc nhìn lúc này Diệp Thần, không khỏi cảm thấy một hồi đau lòng, nhưng, nàng như cũ chỉ có thể nhìn. Mới vừa tỉnh lại nàng, liền trợ giúp Diệp Thần lực lượng cũng không có. Có thể Diệp Thần ánh mắt, chẳng những không có chút nào ảm đạm, ngược lại càng ngày càng sáng. Ngay tại lúc này, xa xa, vang lên một trận cười điên cuồng. Mang vô cùng sát ý, dùng mình cười như điên. Hắn đây là vì dao động Diệp Thần tâm cảnh, nghe được cái này cười như điên ngay tức thì, Diệp Thần sau lưng liền giống như bị người khác đâm trên 1 triệu cây băng kim vậy. Tới, vậy nhận chịu diệt tuyệt thần quang vào huyết nguyệt đồ thiên trảm cũng không có chết quái vật, tới. Một cái bóng đen, từ chân trời, chớp động tới. Vương Bàn nám đen trên gương mặt, mang một cái vặn vẹo nụ cười, cả người võ ý kinh hãi. Xa xa một trường, liền hướng Diệp Thần đánh ra. Giống như có thể lấp đầy vũ trụ giống vậy vô biên linh lực, gào thét ra, ùn ùn kéo đến, trường ý lao nhanh, một đạo kim quang giấu tay, bỗng nhiên hiện lên, giấu tay này hiện lên ngay tức thì, toàn bộ tuyệt sát trời, tựa hồ cũng bị hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng,
đè lùn một phần. Trưởng ấn bên trên, toát ra mỗi một tia vàng rực, cũng giống như là hơn 10.000 tấn vàng ròng vậy, vô cùng nặng nề, chung quanh núi đá, mặt đất, ở kim quang này đụng chạm ngay tức thì, liền nghiền, rạn nứt. Một trưởng này, khủng bố được không cách nào tưởng tượng. Đủ để gọi là diệt thế trưởng. Lấy Diệp Thần hôm nay trạng thái, sợ rằng căn bản không cách nào chịu đựng một trưởng này à. Một trưởng này đánh xuống, chính là tử vong. Thoáng qua, kim quang này bàn tay lớn, liền đến Diệp Thần sau lưng, chưa chân chính đánh nặng, Diệp Thần cả thân xương cốt, cũng đã một hồi rắc rắc vang dội, cơ hồ phải bị đè bể. Giờ phút này, Diệp Thần cả thân thần kinh, đều đã kéo căng, thừa nhận cả đời này bên trong, lớn nhất áp lực. Vậy ngay tại trong một cái chớp mắt này, một tiếng vỡ vang lên, ở giữa trời đất dạo rực. Đánh nát. Sốt cuộc, đánh nát. Ở cái này một khắc cuối cùng, Diệp Thần phá vỡ phục hồn tháp tháp vách đá. Hắn chợt phung tay lên, nắm ở trên đất phô u, thân thể một cái lộn, liền tiến vào vậy phục hồn tháp bên trong. Mà đang ở Diệp Thần tiến vào trong đó ngay tức thì, phục hồn tháp tháp vách đá, vậy ngay tức thì di hợp. Diệp Thần trùng trùng một rớt, khá là chật vật ngã ở phục hồn tháp ở giữa trên mặt đất, mà ở Diệp Thần tiến vào phục hồn tháp ngay tức thì, sát thần tàn hồn vậy ngưng vùng vẫy, cả tòa phục hồn tháp, thanh mang thu lại, phục thuộc về bình tĩnh. Cùng lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bùng nổ, cả tòa phục hồn tháp, điên cuồng chấn động đứng lên. Kinh khủng kia một trường, đánh vào phục hồn tháp bên trên. Thân tháp bên trên, xuất hiện đếm đạo liệt ngân, nhưng, phục hồn tháp bên trên, thanh quang cùng nhau, vậy vết rách, rất nhanh liền di hợp, biến mất. Bên ngoài tháp, đồng thời vang lên vương bản không cam lòng gầm thét. Rõ ràng, mắt thấy là có thể đem cái đó trọng thương mình tiểu tử đánh chết à. Nhưng lại bị hắn trốn vào cái này phục hồn tháp bên trong. Tại chưa có sát thần tàn hồn phối hợp dưới tình huống, muốn kích phá cái này phục hồn tháp, cho dù lấy vương bản thực lực, cũng là vô cùng là khó khăn à. Diệp Thần nhẹ thở một hơi, đem mấy chục viên thuốc, nuốt vào trong miệng, khôi phục mình thân thể. Đồng thời, hắn phá vỡ cổ tay, đem máu tươi cho ăn liền vô u trong miệng. Vô u hơi thở, rất nhanh bình ổn lại. Diệp Thần một bên luyện hóa dược lực, một vừa quan sát bốn phía, chỉ gặp, cái này phục hồn tháp bên trong, tựa hồ một phiến hắc ám, cái gì vậy xem không thấy. Ngay tại lúc này, một cái cầu thang, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần thấy vậy sửng sốt một chút, cái này nấc thang từ đâu tới. Ngay tại lúc này, sát kiếm bên trong, vang lên sát thần thanh âm nói, thằng nhóc, khôi phục tốt thương thế, leo lên cái này nấc thang đến tìm ta, không cần lo lắng, ta thân ở cái này phục hồn tháp. Vô số năm tháng, đã nắm giữ hắn bộ phận uy năng, nếu không, mới vừa rồi cũng không cách nào xem như vậy đại náo một phen. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, mặc dù, ta đã nắm giữ cái này phục hồn tháp bộ phận uy năng, nhưng, bản thân vẫn có rất mạnh phòng ngự cơ năng, cái này nấc thang cũng không phải là tốt như vậy lên, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần nhìn vậy nối liền hướng hắc ám chỗ sâu nấc thang, ánh mắt nhỏ tránh, theo dược lực luyện hóa, phối hợp luân hồi huyết mạch. Hắn khí tức quanh người, liền máu thịt, kinh mạch, vậy dần dần khôi phục. Mà giờ khắc này, phục hồn tháp chấn động, nhưng một khắc không ngừng, hiển nhiên vương bản vẫn còn ở không ngừng công kích. Vô u rên một tiếng, mở ra hai tròng mắt, nàng có chút mê mang nhìn một cái chung quanh, chỉ gặp Diệp Thần đối với nàng khẽ mỉm cười nói, ngươi tỉnh. Vô u hỏi, nơi này là nơi nào? Diệp Thần nói, chúng ta hiện tại đang phong ấn sát thần tàn hồn tháp lớn bên trong. Vô u nghe vậy cả kinh, Diệp Thần lại có thể đi vào cái này tháp lớn. Bất quá, nàng vậy không có hỏi tới cái gì. Ngay tại lúc này, Diệp Thần chợt đứng dậy, nhìn về phía trước mặt nấc thang nói, Vô u, ta hiện tại muốn leo lên cái này nấc thang tháo ra sát thần phong ấn, đây là chúng ta đối kháng quỷ dị kia cường giả duy nhất cơ hội. Vô u gật đầu một cái, đột nhiên vung tay lên, cầm trong tay vậy kiện vô u tàn khí, ném cho Diệp Thần nói, cái này. Người cầm có lẽ chỉ có dùng. Diệp Thần nhận lấy vô u tàn khí, liền bước lên nấc thang. Mới vừa bước một cái, liền có một đạo yếu ớt ánh sáng vàng, từ hắc ám bên trong rơi xuống, theo tới, là một hồi kinh khủng trọng lực. Vậy trọng lực, ngay tức thì hạ xuống ở Diệp Thần trên thân hình, cho dù lấy Diệp Thần thể chất cường hãn, cùng với cả người cự lực, cả người xương cốt, đều là phát ra một hồi tiếng va chạm. Mà giờ khắc này, thần ở phục hồn tháp ra vương bàn,
tựa hồ cảm nhận được liền phục hồn tháp biến hóa, phát ra một tiếng vô cùng là châm chọc cười lạnh nói. Tiểu phế vật, muốn tháo ra vậy sát thần phong ấn. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Không muốn nằm mơ, cái này phục hồn tháp chính là chân chính từ thượng cổ lúc liền lưu truyền xuống chí bảo, có vô cùng uy năng, chỉ là cái này phục hồn tháp bên trong nặng thần linh quang, chính là cực kỳ kinh khủng. Phục hồn tháp, cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng trọng lực, cũng sẽ tăng thêm, cho dù là thánh tổ cảnh đỉnh cấp võ giả, cũng có thể miễn cưỡng đè bạo chứ. Ngươi lấy là, lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo cùng với hồng mông cổ pháp, còn có quỷ dị kia huyết nguyệt là có thể đánh đâu thắng đó. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không cần có cái gì may mắn tâm lý, ngoan ngoãn chờ chết đi, bị trọng lực miễn cưỡng đè nát vụn mùi vị, cũng không phải là tốt như vậy chịu. Vô U nghe vậy, nhìn về phía Diệp Thần hình bóng, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ lo âu. Có thể Diệp Thần trên mặt, nhưng là vui vẻ, đại hỉ. Nặng thần linh quang. Đây chính là hắn hiện tại, cần nhất vật à. Tại sao? Bởi vì, Diệp Thần trong cơ thể góp nhặt tử tiêu thạch. Muốn chút nào không tác dụng phụ hấp thu tử tiêu thạch năng lượng, một cái phương pháp là cùng cường giả giao thủ, tăng lên võ đạo của mình, để cho mình có thể nắm trong tay lực lượng cường đại hơn. Một cái khác, chính là mài mình thân thể, tiến một bước nâng cao thân thể tố chất, như vậy, cho dù võ đạo còn chưa đủ để đuổi theo, dựa vào nghịch thiên thân thể tố chất, vậy đủ để chịu đựng tử tiêu thạch năng lượng. Mà loại phương pháp thứ hai, so với loại thứ nhất càng hiệu suất cao. Nhưng, Diệp Thần sở dĩ không có sử dụng là bởi vì là muốn có được thích hợp điều kiện, quá khó khăn. Diệp Thần bây giờ thể chất, đã đủ biến thái, muốn tiếp tục mài, cũng rất khó làm được. Cho nên, Diệp Thần lựa chọn loại phương pháp thứ nhất. Có thể hiện tại, có cái này nặng thần linh quang, hết thảy cũng không giống nhau à. Cái này nặng thần linh quang, quả thật rất nặng, cho dù lấy Diệp Thần hôm nay thể chất, đều cảm giác được áp lực. Nhưng, có áp lực, liền thuyết minh có hiệu quả. Diệp Thần đôi mắt bên trong, thần huy bạo tránh, nếu như hắn leo lên phục hồn tháp tầng thứ 9, vậy sát thần tàn hồn chỗ chỗ, cơ thể thế chấp còn có thể tiến hơn một bước chứ. Rất nhanh, Diệp Thần động. Hắn cắn răng, cả người bắp thịt không ngừng rung động, giống như chăn lớn quấn quanh vậy, luân hồi huyết mạch ở huyết mạch bên trong cuồng trào. Diệp Thần quanh thân, cũng lóe lên liền màu vàng điện mang. Đó là trong đó xích trần thần mạch vận chuyển đến mức tận cùng biểu hiện. Ầm một tiếng. Phục hồn tháp, tựa hồ cũng rung chấn động một cái. Diệp Thần một cái chân đạp lên cái thứ hai nấc thang. Phục hồn tháp bên ngoài, nguyên bản, còn mặt lộ vẻ khinh miệt nụ cười Vương Bàn, cảm nhận được cái này chấn động, nụ cười bỗng nhiên đông lại một cái. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt phục hồn tháp, nám đen một mảnh gương mặt, tựa hồ càng đen hơn một phần. Điều này sao có thể? Thằng nhóc này, lại thật chĩa vào nặng thần linh quang đi đỉnh tháp đi. Cho dù là thánh tổ cảnh đỉnh cấp cường giả, vậy căn bản không cách nào vác cái này nặng thần linh quang tiến về trước chứ. Thậm chí chỉ là bị cái này linh quang chiếu ở, cũng sẽ phải chịu trọng thương. Mà Diệp Thần bất quá thiên thần cảnh. Mà đang ở Vương Bàn rung động lúc đó, phục hồn tháp lại là chấn động một cái. Diệp Thần, lần nữa đi tới một bước. Vương Bàn ánh mắt, ngay tức thì âm trầm xuống, bất quá, trên mặt cười nhạt, nhưng chưa có hoàn toàn tiêu tán. Tiểu tử, người thể chất, lực lượng quả thật ngoài bổn tôn ý liệu, nhưng, mới vừa đi hai bước, tốc độ cứ như vậy chậm. Cái này, còn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Bằng ngươi, là tuyệt đối không cách nào leo lên đỉnh tháp. Phục hồn tháp lần nữa chấn động, Diệp Thần bước ra bước thứ ba. Giờ phút này, nấc thang trên Diệp Thần, đã là cả người mồ hôi, thở hồng hộc. Ba bước, bất quá là ba bước mà thôi. Diệp Thần, lại giống như đến gần cực hạn. Bất quá, Diệp Thần không chỉ không có bất kỳ thất vọng, lo âu, ngược lại, trong mắt vui mừng, bộc phát đậm đà. Thậm chí, mang hưng phấn. Có hiệu lực, ngắn ngủi ba bước, cũng đã có hiệu lực liền à. Giờ phút này, ở nơi này nặng thần linh quang chèn ép dưới, Diệp Thần bề mặt trừ mồ hôi ra, còn có từng tia màu đen tạp chất. Hắn thể chất tăng lên từng tia. Diệp Thần hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, lần nữa bước, leo lên dưới một cấp nấc thang. Bước thứ tư, bước thứ năm. Năm bước, lấy Diệp Thần vậy nghịch thiên lực, liền đã đến trình độ cao nhất. Nhưng hôm nay, Diệp Thần nhưng cảm giác còn có tiếp tục đi tới lực lượng.
Giờ phút này, Diệp Thần bên ngoài thân vết dơ, càng ngày càng nhiều, điều này đại biểu thể chất tăng lên, mà thể chất tăng lên, có thể mang đến cái gì? Không sai, chính là tử tiêu thạch năng lượng hấp thu. Ở tử tiêu thạch năng lượng đối với thân thể cường hóa dưới, Diệp Thần lực lượng tiến một bước cường hóa, cái này làm cho Diệp Thần có tiếp tục động lực để tiến tới. Thật đơn giản, năm bước, Diệp Thần liền đột phá mình cực hạn, theo hắn hướng tầng thứ 6 nấc thang bước, hắn thể chất, lực lượng, đều có hơi tiến bộ. Mà lực lượng tăng cường, ý nghĩa Diệp Thần có thể bước lên cao hơn nấc thang, chịu đựng mạnh hơn trọng lực, tẩy tủy phạt thể, có mạnh hơn thể chất, luyện hóa càng nhiều hơn tử tiêu thạch năng lượng, lấy được càng lực lượng mạnh. Cái này, là một cái đang hướng tuần hoàn, để cho Diệp Thần thực lực tăng vọt tuần hoàn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sau này, Diệp Thần một cái chân rốt cuộc bước lên thứ cấp 11 nấc thang. Vậy đi tới phục hồn tháp tầng thứ 2. Đi tới tầng thứ 2 sau đó, vậy nặng thần linh quang trọng lực, bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Diệp Thần khẽ cau mày, giờ phút này, may là hắn liều mạng khiến chân bắp thịt, muốn tiếp tục bước vào, có thể, cả người nhưng là không nhúc nhích tí nào. Phục hồn tháp bên ngoài vương bàn cảm nhận được liền vậy kéo dài nửa canh giờ chấn động không xuất hiện nữa, hết thảy phục bình tĩnh lại sau đó, rốt cuộc lộ ra một nụ cười nói. Ha ha, thằng nhóc, tầng thứ 2, thì không được. Phía sau, còn có tầng 8 chờ ngươi đấy. Ở ngươi bước ra bước kế tiếp trước, bổn tôn, sẽ tiến vào bên trong tháp, để cho ngươi thật tốt trả lại đánh cho bị thương bổn tôn giá cao. Dứt lời, vương bàn cả người linh lực một trào, đối với phục hồn tháp thế công, cũng mãnh liệt hơn liền một phần. Thành thật mà nói, Diệp Thần có thể bước lên phục hồn tháp tầng thứ 2, đã hù được hắn à. Cho dù lấy thể chất kiêu ngạo vương bàn, hôm nay cũng chỉ có thể bước lên phục hồn tháp tầng thứ 2 thôi chứ. Mặc dù, bởi vì có sát thần tương trợ, Diệp Thần leo lên tầng thứ 2 độ khó, giảm bớt rất nhiều, nhưng, Diệp Thần chỉ là một người thiên thần cảnh tồn tại à. Cơ thể thế chấp cường hãn đến trình độ nào, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, để cho vương bàn sợ hãi phải, mỗi lần hắn cũng cảm thấy, Diệp Thần đã không cách nào lại tiếp tục đi tới thời điểm, Diệp Thần cũng có thể ra hắn ý liệu. Vương bàn cả đời này, gặp qua vô số yêu nghiệt, vậy chút dị bẩm thiên phú, tư chất võ đạo nghịch thiên võ giả, nói thật, hắn không hề coi vào đâu. Để cho vương bàn kiêng kỵ, chính là Diệp Thần cái loại này có thể không đoạn ở tuyệt cảnh bên trong, tìm được lật bàn cơ hội, không biết buông tha vì vật gì người à. Có thể, Diệp Thần há là tốt như vậy dao động. Hắn ánh mắt, vẫn kiên định. Phục hồn tháp tầng thứ 2, lấy phá thiên lực gia trì, quả thật đã không cách nào lại đi tới, nhưng... đây chính là Diệp Thần toàn bộ lực lượng liền sao? Hết thảy, đều phải kết thúc sao? Cho dù Diệp Thần đột phá trùng trùng hung hiểm, đi đến bước này, cuối cùng, vẫn là phải ngã xuống sao? Cái này, không thể không nói là một loại cực lớn bi ai. Giống như thành công, đã gần ngay trước mắt thời điểm, ngươi, nhưng rơi vào vực sâu không đáy. Bất quá. Không phải. Xa xa không phải. Diệp Thần còn chưa tới chân chính trình độ cao nhất. Hắn còn có nước suối vàng. Huyền Diễm. Bỗng nhiên tới giữa, Huyền Diễm hiện lên Diệp Thần bề mặt, một hồi hãn đời lực, từ huyết mạch bên trong, gào thét ra. Tuyệt sát thiên thiên địa, lần nữa chấn động. Không thể nào, vương bàn cả kinh. Diệp Thần không phải dừng lại sao? Không phải dùng hết toàn lực liền sao? Tại sao, lần nữa đi tới à? Mặc dù, cái này còn chỉ là phục hồn tháp tầng thứ 2, có thể Diệp Thần bước này nhưng cho vương bàn một loại cực kỳ cảm giác xấu. Tựa như dậm ở mình trên cổ họng vậy. Vương bàn cặp mắt ứ máu, cả người hơi thở nóng nảy, xuất trưởng tần số, bộc phát nhanh chóng, phục hồn tháp mặt ngoài vết rách, vậy đang bay nhanh tăng lên đứng lên. Thi triển phần huyết quyết, không chỉ có chỉ là mang tới lực lượng biên độ tăng trưởng, trọng yếu nhất chính là, mỗi tiến lên trước một bước, Diệp Thần trong cơ thể tử tiêu thạch năng lượng, liền luyện hóa một phần. Đi thông thắng lợi trào lưu, lần nữa phun trào. Tầng thứ 3, đến. Hơn nữa, lần này, Diệp Thần không có dừng lại. Tại sao? Bởi vì Diệp Thần thực lực, thể chất, lực lượng, cũng đột phá những ràng buộc, đạt tới một cái tầng thứ mới. Vương bàn luống cuống, mồ hôi lạnh, lần đầu tiên từ hắn sau lưng toát ra. Không được, tuyệt không thể để cho vậy sát thần tàn hồn, từ phục hồn tháp bên trong đi ra à.
hắn là năm đó giết chết sát thần, cũng đem tàn hồn trấn áp một người trong, sát thần có bao nhiêu căm ghét mình có thể tưởng tượng được. Nếu như hắn phá vỡ phong ấn ra, coi như hiện tại, mình có thể tiêu diệt Diệp Thần các người, chờ đợi hắn vậy ắt sẽ là tử vong, triệt triệt để tử vong à. Mà giày xéo vương bàn tinh thần, còn không phải là Diệp Thần có thể tiếp tục tiến về trước cái này một chuyện. Mà là, Diệp Thần tốc độ đi tới, càng lúc càng nhanh. Đây nói rõ cái gì? Thuyết minh, quỷ dị này thiên thần cảnh tiểu tử, không biết lấy phương pháp gì, lại là ở nơi này nặng thần linh quang bên trong, không ngừng trở nên mạnh mẽ à? Vương Bàn chuyện lo lắng nhất xảy ra. Bất quá, Vương Bàn dẫu sao cũng là đã từng quát một vực cường giả, rất nhanh, liền bình tĩnh lại, trong mắt bên trong, thoáng qua lau một cái ngoan ý. Hắn khẽ quát một tiếng nói, bí pháp, nhiên thiên chú. Ầm một tiếng nổ vang, từ Vương Bàn trong cơ thể truyền ra, cường đại nhiệt lượng phun trào ra, Vương Bàn bề mặt bên trên, khói xanh lượn lờ, không khí quanh thân, đều phải bị đốt à. Vậy thánh tổ cảnh tầng 8 thiên khí tức kinh khủng, lại là tiến một bước leo lên. Cái này nhiên thiên chú, hiển nhiên, là loại nào đó cực kỳ mạnh mẽ, kích thích tiềm năng bí thuật. Cũng là năm đó, Vương Bàn cùng người khác mạnh bao nhiêu người, liên thủ cùng sát thần đánh một trận lúc đó, thân thể khét nguyên nhân. Nhiên thiên chú, mặc dù mạnh mẽ, nhưng, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, cũng chỉ có Vương Bàn vậy xu hướng tại bất diệt thể chất, mới có thể kiên trì được. Phổ thông võ giả, ngay tức thì, liền sẽ hóa là cho tàn, tối đa cũng chỉ có nhất kích lực. Vương Bàn cảm thụ trong cơ thể núi lửa bùng nổ vậy xông ra lực lượng, mặt hiện một chút cười gằn, bất quá, ánh mắt nhưng hơn nữa ngưng trọng một phần. Hiển nhiên, cho dù là Vương Bàn, nhiên thiên chú đối với mình gánh vác cũng là cực lớn. Một khắc sau, một trưởng ra, to lớn trưởng ấn, giống như màu vàng mặt trời vậy, ở tuyệt sát thiên bên trong dâng lên, mãnh liệt vàng rực. Hàm chứa hủy diệt vậy lực lượng, vàng rực có thể đạt được chỗ, bầu trời vỡ vụn, động đất đáng, vô số vực sâu, ở tuyệt sát thiên bên trong xuất hiện, không gian phong bạo, cắn nuốt vạn vật. Một trường, chân chính có thể hủy diệt thế giới một trường. Một trường này, hành tinh đụng trái đất vậy, rơi xuống ở phục hồn tháp bên trên. Ngay tức thì, mãnh liệt thanh huy, bao phủ cả tòa phục hồn tháp, giống như cảm thấy uy hiếp tánh mạng mãnh thú vậy. Rốt cuộc lộ ra răng nanh. Nhưng, vậy xanh lơ chiếu rọi, ở kim quang cắn xé hạ, lại là dần dần tan vỡ. Cho dù lấy chí bảo này uy năng, đều không cách nào hoàn toàn chống được Vương Bàn chí cường nhất kích. Kim quang bàn tay, hung hãn vỗ vào phục hồn tháp thân tháp bên trên. Vết rách, mạng nhện giống vậy vết rách, nhanh chóng lan tràn. Lần này, phục hồn tháp bên trong vô u, thậm chí là Diệp Thần, thần sắc rốt cuộc thay đổi. Bọn họ có thể cảm giác đến, ở một kích này dưới, phục hồn tháp lực lượng, cũng suy yếu một phần. Sát thần tàn hồn trầm giọng nói, thằng nhóc, người được tăng thêm tốc độ, bên ngoài tháp chính là Vương Bàn, tên này đã hoàn toàn liều mạng, mặc dù hắn hôm nay thực lực, xa không bằng thời kỳ toàn thịnh, có thể, ở bùng nổ dưới, cái này phục hồn tháp chưa chắc có thể kiên trì rất lâu, để lại cho ngươi thời gian, không nhiều lắm. Vương Bàn trong mắt, lóe lên thị huyết ánh sáng nói, đáng chết con kiến hôi, lại ép được bổn tôn, lần nữa vận dụng cái này nhiên thiên chú. Ha ha, tốt, rất tốt, ta sẽ không để cho ngươi như thế dễ dàng chết đi, mà là vĩnh viễn, đều ở đây vô tận hành hạ bên trong, hối hận. Diệp Thần nhưng là ngay tức thì bình tĩnh lại, lần nữa bước chân lại là ổn định vô cùng, không có một chút gấp gáp. Vô U thấy vậy, mắt đẹp trước mắt, nhìn Diệp Thần hình bóng. Mặt đẹp bên trên tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Đối mặt với điên cuồng Vương Bàn, liền nàng cũng tim đập rộn lên, máu, đều phải sôi trào, vô cùng khẩn trương liền à, chớ nói chi là thân ở nặng thần linh quang bên trong Diệp Thần, thừa nhận biết bao to lớn áp lực. Có thể, Diệp Thần nhưng tựa như không chút nào chịu ảnh hưởng vậy. Đây là cường đại dường nào tâm cảnh à. Trong nháy mắt, Diệp Thần vậy thân ảnh dần dần đi xa, ở vô u trong mắt bộc phát cao lớn. Liền liền sát thần, đều là làm kinh ngạc, người trẻ tuổi này đạo tâm quá vững cố. Căn bản không phải võ giả tầm thường, có thể so sánh. Đồng thời, hắn cũng biết, cái này tim cũng không phải là trời xanh. Mà một người bình thường, muốn đi cho tới bây giờ bước này, chui luyện ra như vậy kiên định đạo tâm, có thể tưởng tượng được, Diệp Thần kết quả muốn có bao nhiêu chấn động tủng trải qua, mới có thể làm được à.
Vậy, là vô số đạo biển máu, vô số đạo vực sâu, vô số lần cùng tử vong sát vai mà qua, vô số lần từ tuyệt vọng ao đầm bên trong, vùng vẫy bỏ ra ngoài, ở vô số lần máu tươi tẩy rửa sau đó, lấy được, vĩnh kiếp không hủy hoàng kim ý chí. Đó là kiếp trước luân hồi chi chủ, chưa từng có. Phục hồn tháp đỉnh, một người tóc đen huyết mâu, vô số kỳ dị phù văn, phân bố quanh thân nam tử hư ảnh, bị trùng trùng màu xanh xiềng xích quấn vòng quanh, hắn chính là sát thần tàn hồn. Giờ phút này, sát thần một đôi tản ra vô cùng tang thương hơi thở huyết mâu, nổi lên một chút gợn sóng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, cả đời này, ta vẫn còn có cơ hội sẽ mới gặp lại có vũ tổ đạo tâm người, thằng nhóc, nếu như ngươi có thể sống được, cuối cùng có một ngày, có thể chạm được chân chính cảnh giới đi, vậy, muôn vàn đại đạo cuối. Đó là liền âm dương thần điện người cũng hướng tới cuối. Vì sao là vũ tổ đạo tâm? Nhân tộc, vốn là một cái vô cùng yếu ớt chủng tộc, bàn về trời xanh tư chất, ở chư thiên vạn tộc bên trong, đều là thuộc về tồn tại lót đáy, đừng nói là đủ loại có lực lượng kinh khủng yêu thú, ma quái, nguyên thủy thời đại, cho dù là cực kỳ bình thường nhất dã thú, cũng có thể tùy tiện đoạt đi loài người sinh mạng. Mà loài người bóng người, mặc dù có thể ở chư thiên vạn giới bên trong, thậm chí, đứng ở vạn tộc bên trên chỉ vì là võ đạo tồn tại. Võ, là lấy yếu đuối khu, lên đỉnh đỉnh cấp, diệt tuyệt muôn vàn khó khăn chi đạo. Mà võ đạo mặc dù có thể xuất hiện, chính là bởi vì cực kỳ lâu trước kia, lúc thiên địa sơ khai, từng có một người, từng bước, lên trời lên, cứ việc trước mặt là vô số hung hiểm, vô số tuyệt cảnh, hắn, nhưng vẫn chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh không thối lui. Vì tiến về trước, vì còn sống, vì, có thể ngạo thị trong trời đất này hết thảy, cái này loài người nhỏ yếu, ở thâm trầm hắc ám bên trong, thấy được một món rực rỡ. Vậy, đại biểu hỗn độn trong vũ trụ, loại nào đó tới lực lượng mạnh? Võ đạo, như vậy thai nghén. Mà đây mang cho loài người vô hạn có thể anh hùng vô danh, chính là bị đời sau gọi là vũ tổ người đàn ông. Không tệ, Diệp Thần trải qua, chính là vũ tổ năm đó trải qua, vậy chỉ có như vậy, mới có thể rèn luyện ra cái này bền chắc không thể gãy cao nhất đạo tâm. Cái này ý chí lực lượng, mới là loài người vĩ đại nhất mới có thể. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Lại là nửa giờ, đi qua, mà Diệp Thần, nhưng là ở trong nửa canh giờ, liền qua tầng ba. Giờ phút này, phục hồn tháp bề ngoài, đã vết thương chồng chất, tựa như một khắc sau, tháp phách đá, liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn vậy. Vô U, nhìn vậy trải rộng phục hồn tháp vết rách, khẩn trương, sợ hãi được đều phải hít thở không thông. Có thể Diệp Thần, nhưng là liền đầu cũng không có hồi, trong mắt chỉ có phục hồn tháp đỉnh cấp. Quay đầu hữu dụng không? Hắn có thể làm, chỉ có đem hết toàn lực, quay đầu chỗ trống, đối với Diệp Thần mà nói, vẫn luôn là một loại hy vọng xa vời. Đến tầng thứ sáu, hắn rốt cuộc lần nữa dừng bước. Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, huyền diễm rốt cuộc vậy đến cực hạn sao? Một khắc sau, vô cùng yêu khí từ Diệp Thần trong cơ thể, phóng lên cao. Đồng thời, lục đạo luân hồi pháp hội tụ. Diệp Thần sau cùng lá bài tẩy, thi triển. Nơi đây và ngoại giới không cùng, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Uyên Điện hẳn không phát hiện được. Hai tiếng. Sống và chết hai tiếng. Diệp Thần, tiếp tục tiến về trước. Hắn hôm nay, cả người được khó có thể tưởng tượng trọng áp, da thịt, đều đã rạn nứt, máu tươi giàn giụa, bắp thịt đứt đoạn, xương cốt bên trên, cũng đã tràn đầy vết nứt. Nhưng... cho dù chật vật, cho dù vùng vẫy, cho dù thừa nhận làm người ta muốn chết thống khổ, Diệp Thần, cũng phải đi về phía trước, chỉ cần một hơi thở thượng tích chữ, dù là tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ không dừng lại. Tầng thứ 7, đến. Tầng thứ 8, đến. Tầng thứ 9, đến. Thời gian, đã qua hơn nửa canh giờ, Diệp Thần rốt cuộc đã tới tầng thứ 9. Vậy ngay tại lúc này, bóng tối phục hồn tháp bên trong, bắn vào một luồng quang mang. Vô U chợt quay đầu, hướng tháp phách đá nhìn. Chỉ gặp, tháp phách đá bên trên, xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ hổng. Bể nát. Phục hồn tháp, rốt cuộc bể nát. Mặc dù khoảng cách chân chính bị kích phá, có thể làm cho vương bàn tiến vào trong đó, còn cần một ít thời gian, nhưng... lỗ hổng kia, chính là phục hồn tháp sắp không cách nào chống đỡ tiếp dấu hiệu à. Vương bàn thấy vậy, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, gào thét nói, ha ha ha. Tiểu tử, người hiện tại, mới đến tầng thứ 9 chứ? Ha ha,
ngươi lấy làm trước tiến về trước rất mau. Tầng thứ 9 trọng lực, nhưng mà trước mặt tầng 8, chung vào một chỗ tổng cộng à. Ngươi hy vọng, đã tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ, nửa giờ, chỉ cần nửa giờ, bổn tôn liền có thể đi vào phục hồn tháp bên trong. Diệp Thần, nhưng phảng phất không nghe thấy vậy, bước, hắn phải làm, chỉ có bước. Bỏ mặc Vương Bàn tiến vào phục hồn tháp, cần nửa giờ, vẫn là nửa hô hấp, Diệp Thần phải làm chuyện, cũng sẽ không thay đổi. Nhưng, theo Diệp Thần cái này bước ra một bước, thân thể bên trong, bỗng nhiên bùng nổ một hồi nổ ầm. Nổ. Diệp Thần kinh mạch nổ tung. Cuồn cuộn xương máu, từ trong cơ thể nổ tản mát ra, vô cùng máu tươi, theo bề mặt chảy xuống, rơi vào nấc thang bên trên. Máu tươi, theo nấc thang chảy xuôi, trong phút chốc, liền đem cái này nối thẳng đỉnh tháp nấc thang, hoàn toàn nhuộm đỏ. Cái này tầng thứ 9 nặng thần linh quang, quá khủng bố. Lấy Diệp Thần ở tử tiêu thạch và nước suối vàng dưới, cường hóa thể chất, cùng với lá bài tẩy dốc hết trạng thái, lại vậy cơ hồ không cách nào chịu đựng. Diệp Thần trong miệng, bộc phát ra một tiếng giống như dã thú gầm thét, thân thể run rẩy, cả người bắp thịt, căng thẳng, dùng sức đến ánh mắt, đều phải trừng ra hốc mắt. Một bước, lần nữa bước ra một bước, tích chứa ở Diệp Thần trong cơ thể tử tiêu thạch năng lượng, đi đôi với Diệp Thần bước ra bước này, điên cuồng đốt đốt, tràn vào toàn thân bên trong. Tốt, Diệp Thần cảm nhận được liền tử tiêu thạch năng lượng, đối với thân thể cường hóa thầm quát một tiếng. Hắn còn có thể đi xuống. Cái chân kia, đã không lại là cấp một nấc thang, cấp một nấc thang bước vào, mà là một tấc nâng lên. Mỗi nâng lên một tấc, Diệp Thần thể chất, liền cường đại hơn một phần. Mà mỗi nâng lên một tấc, Diệp Thần chảy ra máu, vậy nhiều hơn gấp đôi. Mệt mỏi. Mệt quá mệt quá. Một loại tựa như có thể đem óc hòa tan mệt mỏi, vét sạch Diệp Thần quanh thân. Hắn mí mắt, càng lúc càng nặng nề, thân thể, giống như bị dưới vào liền chục nghìn tấn xi măng vậy, tựa như không phải mình vậy. Cho dù là Diệp Thần, đầu óc bên trong, vậy sinh ra muốn phải nghỉ ngơi ý tưởng. Bên tai của hắn, tựa như vang lên một tiếng nói nhỏ, phiến động hắn sắp kéo căng nứt thần kinh nói, một cái hô hấp. Cầm chân buông xuống, nghỉ ngơi một cái hô hấp chứ. Ngươi đã cố gắng lâu như vậy, đi qua phục hồn tháp tầng 8, chỉ ít, một cái hô hấp nghỉ ngơi, là ngươi nên được chứ. Một cái hô hấp mà thôi, cũng không phải là để cho ngươi buông tha, có cái gì ghê gớm. Quyết định sống chết, cũng không kém cái này một cái hô hấp chứ. Nói không chừng, nghỉ ngơi qua sau đó, ngươi tốc độ đi tới, ngược lại nhanh hơn đâu. Nói nhỏ, nói nhỏ, nói nhỏ. Mới bắt đầu một tiếng nói nhỏ, biến thành muôn vàn đạo thanh âm, tràn ngập ở Diệp Thần đầu óc bên trong. Vậy, là đem hắn kéo vào địa ngục nói nhỏ à? Ngươi, một khi dừng bước lại, muốn bắt đầu lại, liền sẽ khó khăn gấp mấy lần. Bất kỳ sự việc, đều giống nhau. Phảng phất là cảm nhận được liền Diệp Thần dao động vậy, Vương Bàn công kích, bộc phát ra sức, cả tòa phục hồn tháp, tựa hồ cũng đang điên cuồng run rẩy. Liền vào giờ khắc này. Ầm một tiếng vang thật lớn, đem vậy run rẩy, chấn áp xuống. Một cái chân đạp lên phục hồn tháp tầng thứ 9 nấc thang. Diệp Thần chân. Hắn thô trọng thở hào hển, mồ hôi cùng máu loáng, hòa lẫn dòng nước chảy, cả người, tựa hồ cũng yếu ớt một phần. Nhưng mà, Diệp Thần ánh mắt, nhưng khỏi bệnh phát sáng lên. Rất qua, vậy vô số nói nhỏ, tan thành mây khói. Bước lên tầng thứ 9 Diệp Thần, cuồng cười lên. Hắn lần nữa chiến thắng tự mình. Sát Thần thấy vậy, khẽ mỉm cười, vũ tổ đạo tâm nhất chỗ cường đại, cũng không phải là có này cùng ý chí người, vĩnh sinh sẽ không dao động, mà là, bọn họ có thể không ngừng chiến thắng tự mình. Một bước, lại là một bước. Mỗi một bước, đều là vô cùng khó khăn, mỗi một bước, Diệp Thần sinh mệnh lực tựa như bị suy yếu một phần, có thể, Diệp Thần nhưng thủy chung không có ngã xuống. Vô U tỉnh hồn lại thời điểm, Diệp Thần đã tới tầng 9 cấp thứ 9 nấc thang. Sát Thần ngay tại Diệp Thần trước mặt. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đột phá cái này nặng thần linh quang, tháo ra Sát Thần phong ấn. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần đi qua cái này nặng thần linh quang chui luyện, thực lực, đã bạo tăng, hắn hôm nay cho dù là đối mặt thánh tổ cảnh tầng 8 thiên cường giả, nói không chừng đều có sức đánh một trận. Ở như tình huống như vậy hạ, tháo ra sát kiếm phong ấn. Cũng cùng Sát Thần tàn hồn liên thủ,
cho dù là đối mặt giờ phút này thi triển nhiên thiên chú vương bàn, Diệp Thần cũng chưa chắc sẽ bại. Hy vọng đang ở trước mắt. Mà phục hồn tháp tháp phách đá, mặc dù lỗ hổng càng ngày càng nhiều, phòng ngự càng ngày càng yếu kém, nhưng còn chưa đủ để cho vương bàn tiến vào trong đó. Diệp Thần sắc mặt vô cùng hưng phấn, hắn biết, mình còn có dư lực, hắn bây giờ, còn có đi tới dư lực, thành công, hắn làm được. Diệp Thần, lần nữa bước, hướng nấc thang cuối cùng, phát ra khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, rắc rắc một tiếng vết nứt âm, vang vọng ở cả tòa phục hồn tháp bên trong. Nho nhỏ này vết nứt tiếng, nhưng giống như sấm sét giữa trời quang vậy, vang vọng đang lúc mọi người đầu óc bên trong. Vô U nước mắt, ngay tức thì xông ra hốc mắt, liền liền sát thần, cái này tồn tại vô số năm tháng chí cường giả, cũng là sắc mặt biến đổi. Mà Diệp Thần, chính là đờ đẫn, hắn thân thể, hướng nấc thang ngã xuống. Giờ phút này, Diệp Thần một hai chân gãy. Đầy đủ kinh tàn phá hai chân, hoàn toàn làm gãy. Chống đỡ Diệp Thần, bước lên phục hồn tháp tầng thứ 9 cái này hai chân, mà lại ở chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lên đỉnh thời điểm, chặn. Hai chân gãy, chút thương thế này, đối với Diệp Thần mà nói, không coi vào đâu, có thể ở nặng thần linh quang bao phủ hạ, không khác nào, tuyên bố Diệp Thần tử hình à. Sát thần than thở một tiếng, hết thảy đều phải kết thúc sao? Hắn cũng không trách Diệp Thần, hắn biết, Diệp Thần đã làm rất khá rất tốt. Đổi thành cái khác bất kỳ một người nào thất sát truyền nhân, cho dù là năm đó, ở vực ngoại hô phong hoán vũ lục sát nhiều người, cũng không thể so Diệp Thần, làm được tốt hơn. Nói thật, Diệp Thần biểu hiện, đã xa xa vượt ra khỏi sát thần dữ liệu, liền liền hắn, cũng không nghĩ tới, cái này nặng thần linh quang, lại như vậy khủng bố. Nhưng, ngay tại sát thần cùng Vô U, cũng cho rằng hết thảy đã lúc kết thúc, nấc thang bên trên, lại lần chấn động một cái. Chỉ gặp, ngã xuống Diệp Thần, lại là dùng hai tay ở trên bậc thang chống. Hắn chặt chẽ cắn răng, trong mắt, thiêu đốt hừng hực lửa cháy mạnh, điên cuồng hét lên, ta Diệp Thần làm sao có thể tiếp nhận ở chỗ này ngã xuống. Coi như là leo, ta cũng muốn bỏ qua. Nếu là thật ngã xuống, vậy thì cơ hồ lại cũng không có bỏ dậy cơ hội, có thể Diệp Thần, ở cái này một khắc cuối cùng, nhưng lấy tay chống. Sát thần nhìn trước mắt thanh niên, trong mắt, cũng nổi lên vô cùng vẻ rung động. Cái này cổ xưa tồn tại, bị Diệp Thần ý chí lực, hoàn toàn rung động. Đây chính là loài người sao? Nhìn vậy hai cánh tay run rẩy, vô cùng chật vật bóng người, sát thần, lại là không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Thật là khủng khiếp chủng tộc. Một tấc, Diệp Thần tay, về phía trước đưa ra một tấc, ngón tay chặt chẽ đè ở nấc thang bên trên, kéo mình thân thể, đi tới. Hắn lại thật muốn bỏ ra ngoài cái này nặng thần linh quang. Làm như vậy, so đi ra ngoài, khó khăn đâu chỉ gấp mấy lần. Có thể, đây cũng là Diệp Thần hiện tại, duy nhất cơ hội. Một tấc, hai tấc, Diệp Thần, chậm rãi ở nấc thang bên trên nhúc nhích, giống như mỗi một cái thành công người, đã từng làm như vậy, cho dù là lấy nhất hèn mọn trạng thái, hắn vẫn đi tới. Diệp Thần, tựu xanh xanh, ở cái này cuối cùng một cấp nấc thang bên trên. Leo qua liền một nửa khoảng cách. Chỉ còn lại, một nửa. Có thể được. Vô U cùng sát thần trong mắt, cũng là lần nữa giấy lên lửa hy vọng. Có thể, liền vào giờ khắc này, phục hồn tháp tháp vách đá bên trên, nhưng là đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Cho dù là trong mắt chỉ có phục hồn tháp đỉnh cấp Diệp Thần, nghe được tiếng này nổ vang, cũng là thần sắc như thường. Vào lúc này, phục hồn tháp tháp vách đá, lại là bị đánh nát à. Một tiếng âm hàn cười nhạt, truyền vào mọi người trong tai, thân hình chớp mắt, rốt cuộc tiến vào phục hồn tháp bên trong. Thời khắc này hắn, cả người, đã có không thiếu địa phương, lần nữa đổi được nám đen liền đứng lên, hiển nhiên là thi triển nhiên thiên chú tạo thành. Nhưng, ở nhiên thiên chú kéo dài thời gian, vương bàn thực lực, không chút nào bị tình trạng thân thể ảnh hưởng. Vương bàn ngẩng đầu lên, hướng vậy nấc thang nhìn, làm hắn thấy, thời khắc này Diệp Thần, khoảng cách đỉnh cấp. Cũng chỉ có một bước xa lúc đó, cũng là không khỏi được tim co rúm lại. Nguy hiểm thật, thật tốt hiểm. Chỉ cần lại trễ một bước, vậy sát thần, sợ rằng đã thoát khỏi phong ấn chứ. Bất quá rất nhanh, vương bàn vậy đốt cháy khuôn mặt bên trên, chính là hiện lên vô cùng là càn rỡ nụ cười. Hắn nhìn Diệp Thần, vô cùng là mỉa mai mở miệng nói, ha ha ha, tiểu phế vật, ngươi xem mình hiện tại hình dáng gì.
làm sao xem chó như nhau, nằm dưới đất, thật đáng tiếc à, còn kém một bước, là có thể lên đỉnh liền chứ. Xem ra, liền ông trời cũng không đứng ở ngươi bên này à. Dứt lời, hắn cả người linh lực cùng nhau, cuồng bạo trưởng ý, ngay tức thì vét sạch cả tòa phục hồn tháp, thì phải hướng về phía trên bậc thang Diệp Thần, một trưởng đánh ra. Nhưng ngay khi một cái chớp mắt này, vũ từ trên trời hạ xuống. Lạnh như băng mưa máu. Vô U đứng bất động ở phục hồn tháp bên trong, quanh thân mưa máu tự nhiên. Đem cả tòa phục hồn tháp bên trong không gian hoàn toàn bao trùm. Vô U mặt không thay đổi nhìn Vương Bàn, nạt nhỏ, lục sát kỳ tuyệt, Vô U buộc ảnh. Ăn qua một lần thua thiệt Vương Bàn, tự nhiên sẽ không lại hấp thu Vô U máu, cho dù giờ phút này, dính liền máu này vũ, Vô U buộc ảnh đối hắn tạo thành ảnh hưởng, vậy cực kỳ nhỏ. Vô U tự nhiên cũng biết một điểm này, nhưng, cho dù chỉ là một cái chớp mắt, nàng cũng muốn là Diệp Thần tranh thủ được một điểm này chút thời gian. Cho dù phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Cái này, là vì một loại tín nhiệm. Một loại, tin tưởng vậy nằm ở đất Nam Tử, có thể sáng tạo kỳ tích, lần nữa đứng lên tín nhiệm. Vương Bàn lạnh lùng quét Vô U một mắt, khinh thường cười một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Nếu ngươi như thế thích tự tìm cái chết, vậy, trước hết đưa ngươi lên đường đi. Hắn quanh thân, giờ phút này đã nổi lên vô số màu máu phù văn, Vương Bàn động tác, cũng có sát na ngưng trệ một cái. Nhưng, vậy chỉ là nháy mắt thôi. Một khắc sau, Vương Bàn quanh thân màu máu phù văn, liền ngay tức thì nổ tung, tiêu tán, mà vậy mãnh liệt trưởng ý, chưa phát ra, liền cơ hồ đè được Vô U, không thở nổi, nguyên bản lấy tự thân máu tươi hóa là mưa máu. Liền tạo thành cực lớn tiêu hao Vô U, chợt phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở uể oải, xu hướng tại sắp chết. Vương Bàn thần sắc, bộc phát dữ tợn, một trưởng này, phải đánh ra. Nếu như một trưởng này đánh hạ, chỉ sợ sẽ là chân thần hạ xuống, vậy không cứu được Vô U. Nhưng vào lúc này, nấc thang bên trên, vang lên một tiếng giống to. Động trời giống to. Đi đôi với giống to xuất hiện, là một đạo làm người ta sợ hãi hơi thở. Đây là cái gì? Vương Bàn sắc mặt biến, chợt quay đầu lại, nhìn về phía nấc thang chỗ cuối Diệp Thần. Chỉ gặp, thời khắc này Diệp Thần, quanh thân tản ra từng cơn uy áp, lại là ở giờ khắc này đột phá. Diệp Thần đột phá đến thiên thần cảnh tầng 2 thiên. Vương Bàn tròng mắt run lên, thời khắc này Diệp Thần, bất quá là thiên thần cảnh mà thôi, nhưng, cho hắn áp lực, nhưng hoàn toàn không có ở đây thánh tổ cảnh dưới à. Trong chốc lát. Hắn lại cũng không đoái hoài tới Vô U, trưởng lực vừa chuyển, hướng Diệp Thần đánh đi. Kim quang kia trưởng ấn, xuất hiện ở cái này phục hồn tháp bên trong. Đột phá tầng 2 ngày sau, Diệp Thần trong cơ thể, bỗng nhiên hiện ra một cổ tân sinh lực lượng, hắn hít sâu một hơi, hai cánh tay chợt động một cái. Vô cùng cự lực bùng nổ, lại là trực tiếp mang Diệp Thần thân thể, vượt qua cuối cùng nửa cấp bậc thang khoảng cách. Diệp Thần thành công lên đỉnh. Thoát khỏi nặng thần linh quang áp chế ngay tức thì, ở hắn khổng lồ sinh mệnh lực dưới tác dụng, Diệp Thần thương thế lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng khôi phục. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm nhận được là trong cơ thể vậy vô cùng cuồng bạo, phảng phất có thể một quyền, đem nhật nguyệt đánh rơi, thiên địa đánh xuyên lực lượng. Giờ phút này, tử tiêu thạch năng lượng đã toàn bộ bị hắn hấp thu. Mang tới, là điên cuồng tăng lên. Gãy lìa hai chân, nhanh chóng khép lại. Diệp Thần rốt cuộc bước lên phục hồn tháp đỉnh cấp. Sát kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn. Sát thần tàn hồn nhìn trước mặt cả người nhuốm máu nhân tộc thanh niên, trong mắt, lại là hiện lên lau một cái kính ý. Hắn trầm giọng nói, Diệp Thần, ta sẽ đi trước xóa đi sát kiếm trên phong ấn, chỉ có chân chính sát kiếm mới có thể chặt đứt cái này phục hồn tháp ở giữa phong ấn. Diệp Thần gật gật đầu nói, ưm. Sát thần nhưng tiếp tục nói, bất quá, cái này, còn chưa đủ. Muốn hoàn toàn tiêu diệt Vương Bàn, còn chưa đủ. Ngươi còn cần nắm giữ thất sát kỳ tuyệt bên trong thứ thất sát. Thất sát kỳ tuyệt ở giữa thứ thất sát. Sát thần nói, không sai, thứ thất sát, phệ hồn thông thiên. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, phệ hồn thông trời, cũng chính là sát khí phệ hồn kỳ tuyệt thuật. Mà giờ khắc này, Vương Bàn đánh ra trưởng ấn, đến, nhưng lại đọng lại ở trong hư không. Cái này trưởng ấn. Lại là bị vậy nặng thần linh quang định ở không tế. Nếu như đủ loại công kích, có thể tùy tiện đột phá cái này nặng thần linh quang, Diệp Thần làm sao cần phải như vậy khổ cực. Mà lúc này,
Diệp Thần hơi quay đầu, liếc mắt một cái đáy tháp Phương Bàn. Vậy ánh mắt lạnh như băng, đúng là làm tên này thượng cổ cường giả trong lòng rét một cái. Một khắc sau, Diệp Thần trong tay sát khí phệ hồn, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt mạnh đạo vận. Sát kiếm phong ấn hoàn toàn giải trừ. Khôi phục trình độ cao nhất lực lượng. Mà Vương Bàn trong mắt, chính là hiện lên cực kỳ sợ hãi thần sắc. Phệ hồn chi đạo. Năm đó, vậy gần như bất diệt hắn, chính là chết tại đây phệ hồn chi đạo dưới à. Giờ phút này, sát thần tàn hồn quanh thân chợt bộc phát ra cuồn cuộn sát khí, ở màu xanh khóa trói buộc dưới, điên cuồng kiếm động, hắn hướng về phía Diệp Thần quát lên, thằng nhóc, ra tay. Cái này phục hồn tháp, đang tập trung lực lượng trấn áp ta, lấy ngươi hủy diệt mộ đạo cần phải làm có thể đem đánh nát. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, Diệt Thiên kiếm quyết thi triển, khí tức hủy diệt dạo rực ra, lực lượng toàn thân, không giữ lại chút nào bùng nổ, dốc vào tại sát kiếm bên trên, hung hăng một kiếm, hướng sát thần tàn hồn trên màu xanh xiềng xích chém xuống. Sắc sắc một tiếng, vậy trói buộc sát thần tàn hồn, không biết nhiều ít năm tháng màu xanh xiềng xích, rốt cuộc lên tiếng đáp lại mà bể. Một kiếm, chỉ dùng một kiếm, Diệp Thần liền phá trừ sát thần phong ấn. Tới một cái, Diệp Thần thông qua nặng thần linh quang, thực lực đem tử tiêu thạch năng lượng hấp thu hầu như không còn, lại đột phá thiên thần cảnh tầng 2 trời, thực lực, đã có bay vọt kiểu tăng lên. Thứ hai, phục hồn tháp đem phần lớn uy năng dùng để đối kháng sát thần vùng vẫy, đối với Diệp Thần công kích phòng vệ tự nhiên suy yếu. Thứ ba, Diệp Thần cùng Vương Bàn tiếp ngay cả công kích phục hồn tháp, nhiều hơn thiếu thiếu, đối với phục hồn tháp, vậy tạo thành một ít tổn thương, làm cho chí bảo này uy lực, có chút hạ xuống. Sát thần tàn hồn gương mặt bên trên, không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Tự do. Hắn bị nhốt vô số kỷ nguyên sau đó, rốt cuộc tự do. Một khắc sau, sát thần cùng Diệp Thần đồng thời hướng Vương Bàn nhìn. Đối mặt cái này đã từng giết chết mình một lần khủng bố tồn tại, cùng với một người để cho hắn khó hiểu sợ hãi quỷ dị yêu nghiệt, cho dù giờ phút này, hắn thi triển nhiên thiên chú, quanh thân tản ra vô cùng là nóng rực hơi thở, máu giống như nham thạch nóng chảy, nhưng, tim hắn vẫn là giống như rơi vào hầm băng bên trong, hoàn toàn đóng kết à. Mặc dù, bây giờ sát thần tàn hồn, còn không có khôi phục thực lực, uy hiếp không được mình, nhưng, hắn Vương Bàn giống vậy không cách nào hoàn toàn tiêu diệt sát thần à. Nếu như có thể làm được nói, năm đó, sớm liền làm, mà không phải là đem sát thần tàn hồn, phong ấn nơi này. Mà đây sát thần, một khi khôi phục bộ phận thực lực. Nghĩ tới đây, Vương Bàn trong mắt, điên cuồng run rẩy. Vậy, chờ đợi hắn ắt sẽ là sát thần sự đuổi giết không ngừng nghỉ à? Tại sao có thể như vậy? Vương Bàn chặt chẽ cắn răng, trong mắt, tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn hao tổn tâm cơ, an bài lục sát truyền nhân, lần nữa gặp nhau, tiến vào đây tuyệt sát thiên bên trong, tìm về mình thân thể, cũng lấy lục sát truyền nhân máu tươi, khôi phục thực lực. Thậm chí, liền phân hồn bị đóng chặt nhập chiếc nhẫn, cùng với chiếc nhẫn này, ở thời cơ thích hợp, rơi vào lục sát truyền nhân trong tay, đều cùng Vương Bàn bản thể, mấy vạn năm trước bố trí có liên quan à. Hết thảy các thứ này, cũng là vì để cho Vương Bàn sống lại, lần nữa đứng ở vực ngoại đỉnh cấp làm chuẩn bị. Có thể. Cuối cùng, tại sao có loại kết quả này? Hắn chẳng những bị buộc được vận dụng nhiên thiên chú, sứ thật vất vả bắt đầu khôi phục thân thể, thương thế lần nữa tăng thêm, thậm chí, liền sát thần tàn hồn, cũng thoát khốn ra à. Đột nhiên tới giữa, Vương Bàn đưa mắt nhìn sang Diệp Thần, con người đều phải trừng ra hốc mắt. Vương Bàn gương mặt bên trên, nổi lên vô cùng mãnh liệt hận ý. Đều là bởi vì thằng nhóc này. Nếu không phải hắn, hết thảy cũng sẽ thuận lợi tiến hành à. Vương Bàn thần hồn, hoàn toàn bị lửa giận dẫn dắt đốt. Hắn hướng về phía Diệp Thần điên cuồng hét lên, đáng chết con kiến hôi, ngươi lấy là mở ra sát thần phong ấn, là có thể lật bàn sao? Ha ha, ta nói cho ngươi, ngươi bất quá là bị sát thần lợi dụng con cờ thôi. Mở ra sát thần phong ấn thì như thế nào? Ngày hôm nay, ngươi vẫn là phải chết ở bổn tôn trong tay. Phục hồn tháp phong ấn bị phá, nặng thần linh quang, vậy chớp mắt mất đi, Vương Bàn cùng Diệp Thần tới giữa, lại không cách trở. Vương Bàn quanh thân hơi thở, càng ngày càng nóng bỏng, nhiên thiên chú, trình độ cao nhất vận chuyển, nhiệt độ kinh khủng, ở phục hồn tháp bên trong tràn đầy kéo dài, lại là trong phút chốc, đem cái này phục hồn tháp, hóa thành một phiến biển lửa. Kim quang.
vô cùng chói mắt kim quang, lần nữa từ vương bàn trên lòng bàn tay bùng nổ, tuyệt mạnh sát ý đem Diệp Thần bao phủ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sát kiếm bên trên, phệ hồn lực lưu chuyển, tia máu lóe lên, đối mặt vương bàn, dĩ nhiên không sợ, thì phải giơ kiếm nghênh chiến. Có thể, ngay tại lúc này, sát thần tàn hồn, nhưng là một bước tiến lên trước, mở miệng nói, Diệp Thần, vô u tàn khí hẳn ở trong tay ngươi chứ. Cho ta. Diệp Thần nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng, hay là đem vô u tàn khí, giao cho sát thần trong tay. Sát thần vung tay lên, một chút vầng sáng trắng, rơi vào Diệp Thần ấn đường bên trong, ngay sau đó, xoay người, mắt nhìn xuống vậy đang phải toàn lực xuất thủ vương bàn, nhàn nhạt nói, Diệp Thần, còn nhớ ta đã nói cái gì không? Hiện tại, người phải làm là mau sớm lĩnh ngộ phệ hồn thông trời, nếu không, bây giờ ngươi vẫn không cách nào giết chết vương bàn. Diệp Thần khẽ cau mày, dưới tình huống này, phải thế nào tiến hành lĩnh ngộ? Đừng nói lĩnh ngộ, hắn một cái phân tâm, cũng có thể bị vương bàn, nhất kích chấn động giết đi. Đột phá nặng thần linh quang sau đó, Diệp Thần đại khái có không mượn lá bài tẩy đối kháng thánh tổ cảnh 7 tầng thiên thực lực, có thể đối mặt thi triển nhiên thiên chú vương bàn, còn có chênh lệch không nhỏ. Một bên lĩnh ngộ, một bên cùng vương bàn chiến đấu, thật là, và tự tìm cái chết không có phân biệt. Sát thần tàn hồn tựa hồ xem thấu Diệp Thần tâm tư, khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ở ngươi thành công lĩnh ngộ ra phệ hồn thông thiên trước, hắn giao cho ta, bổn thần tuy nói lấy hôm nay trạng thái giết không chết hắn, nhưng, đem vây khốn nhưng không vấn đề gì. Đồng thời, sát thần liếc mắt một cái vẫn hắt mưa máu vô u, nói, huyết tộc nha đầu, coi được, cái gì mới thật sự là vô u buộc ảnh. Thi triển phệ hồn thông trời, trọng yếu nhất chính là thần hồn lực, mà đây, cũng là sát thần tàn hồn, nhất là thiếu sót, hắn chẳng những là tàn hồn trạng thái, liền hoàn chỉnh hồn phách đều không phải là, còn bị nhốt mấy chục ngàn năm, lại kia có đầy đủ thần hồn lực thi triển thần thông. Vì vậy, chỉ có thể đem hy vọng gửi nhờ tại Diệp Thần. Bất quá, vô u buộc ảnh lại bất đồng, chỉ cần máu. Một khắc sau, sát thần đưa tay một cái, nhận lấy mấy giọt máu, đánh vào trong tay vô u tàn khí bên trong. Vô u tàn khí bên trên, bỗng nhiên hiện lên lau một cái quỷ dị chập chờn, vô biên sát khí, điên cuồng dâng lên, đột nhiên, cái này tàn khí bên trên, phát ra rắc rắc một tiếng, sau đó, cái này tàn khí lại là trực tiếp bạo liệt ra. Hôm nay sát thần, bất quá là tàn hồn trạng thái, muốn thi triển thần thông, cũng chỉ có thể đem tàn khí bên trong lực lượng, hoàn toàn lấy ra. Sát thần chỉ một cái vương bàn, nạt nhỏ, vô u buộc ảnh. Nguyên bản, đang muốn đem nổi lên đã lâu một trường, hoàn toàn đánh ra vương bàn, động tác bỗng nhiên hơi chậm lại. Hắn bề mặt, hiện ra vô số màu máu phù văn, lại là giống như tượng đá vậy, đọng lại ở tại chỗ. Vô u thấy vậy, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ rung động. Sát thần, lại lấy tàn hồn trạng thái, ước chừng dựa vào một kiện tàn khí, cùng nàng máu liền đem vậy nghịch thiên cường giả vương bàn, định trụ. Đây mới là vô u buộc ảnh, chân chính uy năng à. Diệp Thần thấy vậy, sắc mặt vui mừng, không chần chờ nữa, lúc này tiến vào hiểu bên trong. Sát thần trong tay, ngưng tụ một đoàn cho đen sát khí, đó là vô u tàn khí năng lượng kết tinh, sát khí này một khi tiêu tán, vô u buộc ảnh, liền không cách nào duy trì. Cho nên, Diệp Thần hiểu, là có lúc giới hạn. Nhưng, sát thần nhưng cũng không có nói cho Diệp Thần, bởi vì, hắn biết không bàn về nói với không nói cho Diệp Thần cũng sẽ toàn lực ứng phó. Vương bàn ở sát thần trói buộc dưới, điên cuồng vùng vẫy, vừa kêu hô tiểu phế vật, cái này vô u buộc ảnh, bất quá là dựa vào một chuôi tàn khí, thi triển thần thông thôi, lập tức, tàn khí năng lượng, sẽ hao hết, thậm chí, không cần hai tiếng chứ. Mà trong thời gian ngắn như vậy, người vừa có thể tìm hiểu ra cái gì chứ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Diệp Thần trên mình, vậy dần dần tản mát ra một cổ kỳ dị thần hồn chập chờn. Cảm nhận được cái này chập chờn, sát thần tàn hồn khóe miệng, hiện lên một nụ cười nói, hiện tại, ngươi cảm thấy Diệp Thần có thể tìm hiểu ra cái gì sao? Vương bàn ánh mắt, hơn nữa chấn động tủng đứng lên. Thằng nhóc này, liền hồn đạo cũng tu luyện được nhanh như vậy. Không được. Hắn làm sao có thể thua ở cái này không qua hơn 20 tuổi tiểu tử trong tay à? Vương bàn, vùng vẫy, nhiên thiên chú, đã đem hắn bề mặt, lần nữa biến thành một phiến nám đen, dù vậy, hắn nhưng vẫn không có ngừng sử dụng nhiên thiên chú, mà là duy trì loại trạng thái này,
liều mạng vùng vẫy. Sát thần tàn hồn ánh mắt trầm xuống, vậy vô u tàn khí năng lượng, tiêu hao được hơn nữa nhanh chóng. Tiếp tục như vậy, không tới 2 tiếng, sợ rằng, nửa giờ, vô u buộc ảnh liền không chịu nổi. Thời khắc này vô u, vậy đã không lại phóng thích mưa máu, nàng hơi khôi phục một tí tiêu hao, liền đối với vương bản triển khai công kích. Màu máu kiếm mang, hóa thành xuyên qua hư không phi hồng chém xuống. Nhưng, không có hiệu quả chút nào. Kiếm kia mang, lại là khó khăn lắm chém tới vương bản trước người, liền bị nhiên thiên chú vung phát ra năng lượng, trực tiếp mất đi. Quá khủng bố. Vô u sắc mặt biến đổi, loại tầng thứ này chiến đấu, nàng đã liền nhúng tay tư cách, cũng không có. Nửa giờ, chớp mắt rồi biến mất. Ầm một tiếng vang thật lớn, từ vương bản quanh thân vang lên, vậy vô số màu máu phủ văn, rốt cuộc lần nữa tan vỡ. Vương bản thở hào hển, thân thể, đã hoàn toàn đốt trọi, nhưng, giờ phút này, hắn nhưng một chút không có để ý mình thương thế, mà là mừng như điên. Diệp thần quanh thân, mặc dù đã tản mát ra tuyệt mệnh hồn lực chập chờn, thậm chí hắn trong thần hồn, đã mang theo một loại cắn nuốt hơi thở, nhưng... còn chưa đủ. Hôm nay Diệp thần, đối với phệ hồn thông thiên lĩnh ngộ, còn chưa đủ. Sống sót, chỉ sẽ là hắn vương bản. Đáng chết, sát thần tàn hồn cũng là hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ, ở vượt qua mấy đạo cửa ải khó sau đó, cuối cùng vẫn là phải thất bại trong gang tấc sao? Tựa hồ cảm ứng được vương bản đã tránh thoát trói buộc, Diệp thần lại là trực tiếp từ hiểu bên trong thối lui ra, hắn hai tròng mắt mở một cái, con người đen nhánh, giống như hai cái màu đen như vòng xoáy vậy, để cho người đối mặt dưới, có một loại hồn phách của mình, bị đẩy vào trong đó cảm giác. Vương bản giữ tợn cười một tiếng nói, thằng nhóc, liền ta cũng vì ngươi cảm thấy không công bình liền à. Rõ ràng hết thảy, đều đã làm được gần như hoàn mỹ, đột phá trùng trùng cách trở, có thể, một bước cuối cùng này, người vĩnh viễn đạp không đi ra. Ngươi những thứ này cố gắng, thì có ích lợi gì? Còn không bằng ban đầu trực tiếp buông tha chống cự, chết ở bổn tôn trong tay, dù sao kết quả cũng giống nhau, không phải sao? Ngươi mệnh trung định trước, là cái hạ đẳng người, chỉ có thể xem con kiến hôi liền sống tạm trước, vĩnh viễn không có chiến thắng bổn tôn như vậy. Trời xanh thì phải nhảy vút hoành thiên đất tồn tại, hiểu không? Phải không? Diệp thần nhàn nhạt nói, vương bản, người lấy vì mình đã thắng sao? Vương bản vô cùng khinh miệt nhìn Diệp thần, hừ lạnh nói, lấy người hôm nay đối với phệ hồn thông thiên lĩnh ngộ, căn bản không cách nào giết chết ta, ta thừa nhận ngươi đúng là cực kỳ yêu nghiệt, thậm chí liền ta ở trong võ đạo thiên phú cũng xa không bằng ngươi. Đáng tiếc, vẫn không phải ta đối thủ. Sát thần tàn hồn cũng là ánh mắt trầm xuống, hướng về phía Diệp thần nói, thằng nhóc, hắn nói là sự thật, người phệ hồn thông thiên còn giết không chết hắn, hiện tại, tốt nhất lựa chọn là chạy trốn, có ta trợ giúp, phá vỡ đây tuyệt sát thiên vách không gian chướng, đem sẽ ung dung rất nhiều. Thành công chạy trốn xác suất ở 30% chừng. 30% sao? Đối mặt vương bản như vậy khủng bố tồn tại, cái này xác suất đã coi như là cao. Có thể. Ngay tại lúc này, sát kiếm nhưng lần nữa xuất hiện ở Diệp thần trong tay, một cổ sát ý kinh thiên, ngay tức thì bùng nổ. Diệp thần lại là muốn đánh. Sát thần tàn hồn thần sắc biến đổi, thằng nhóc này, điên rồi sao? Hắn biết, Diệp thần rất kiêu ngạo, có thể kiêu ngạo, không khác nào lỗ mãng, càng không phải là tự tìm cái chết à. Cho dù là năm đó vũ tổ, cũng biết vĩnh không cúi đầu, không khác nào bất cứ lúc nào, cũng chỉ có thể nghênh chiến. Đó là ngu xuẩn, mà không phải là kiêu ngạo. Chẳng lẽ, hắn nhìn lầm Diệp thần liền sao? Chẳng lẽ, Diệp thần đã bị trước lấy được thành tích, làm đầu óc mê muội, lấy vì mình không gì không thể sao? Sát thần trong mắt bên trong, hiện lên vẻ thất vọng. Vô u mặt đẹp trắng bệch, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên, nàng vậy không đồng ý Diệp thần phán đoán. Mà vương bản, bề ngoài mặc dù tỉnh bơ, trên thực tế, nhưng là đại hỉ. Hắn sở dĩ muốn giễu cợt Diệp thần, sợ, chính là Diệp thần chạy trốn. Vậy nám đen trên gương mặt, hơi nhếch lên một tia cười lạnh, vương bản nhìn Diệp thần ánh mắt, bộc phát khinh thường. Không nghĩ tới, thằng nhóc này, như thế dễ dàng liền bị mình khiêu khích. Cái loại này ngu xuẩn, là sống thế nào đến hôm nay? Nhưng vào lúc này, Diệp thần, nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói, sát thần tiền bối, vô u, các ngươi không cần lo lắng. Ta rất biết mình phệ hồn thông trời, còn chưa đủ mạnh. Đám người nghe vậy,
đều là sửng sốt một chút. Diệp Thần rõ ràng. Đã như vậy, tại sao, Diệp Thần, còn muốn chọn cùng Vương Bản đánh một trận? Một khắc sau, Diệp Thần trong mắt, thần mang bạo tránh nói, ta sở dĩ không lùi, là bởi vì là có 100% chắc chắn, chém giết. Làm hết trạng thái Lăng Phong thần mạch, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy. Yên lặng thật lâu Lăng Phong thần mạch, lại vào giờ khắc này tràn đầy tới cực điểm. Diệp Thần một lần hoài nghi Lăng Phong thần mạch hấp thu năng lượng, phát huy chí cường năng lực một kích đã không có. Bây giờ nhìn lại, lần trước thi triển sau đó, Lăng Phong thần mạch cần hấp thu năng lượng kinh khủng hơn. Là lần trước trăm lần thậm chí còn ngàn lần. Vậy, bùng nổ lực lượng sẽ là kinh người dường nào? Trước đây, Diệp Thần một mực lấy là Lăng Phong thần mạch có chút gân gà. Bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi. Bất quá, hắn không dự định lập tức vận dụng Lăng Phong thần mạch. Hắn phải ở thời điểm mấu chốt nhất vận dụng. Hiện tại Vương Bàn có nhược điểm chính là thần hồn. Như áp chế Vương Bàn nhược điểm, hắn còn có cơ hội. Sát thần ánh mắt chớp mắt, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên có thể cảm giác được, Diệp Thần cũng không phải là mù quáng tự phụ, mà là có một loại, phát ra từ trong xương lòng tin. Cái này làm cho hắn không khỏi tò mò đứng lên, Diệp Thần kết quả muốn dùng thủ đoạn gì chém chết Vương Bàn. Vương Bàn nghe vậy, ánh mắt ngay tức thì rét lạnh xuống, cười lạnh nói, ha ha, ta đây muốn xem, bằng ngươi loại trình độ này phệ hồn thông trời, phải thế nào giết ta? Diệp Thần mặt không chút thay đổi nói, giết ngươi, đã đủ. Một khắc sau, hai người đồng thời ra tay. Thời khắc này Vương Bàn, khí tức quanh người vô cùng nổ tung, cả người kim quang cuồng tránh, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đạo ác quỷ La Hán hư ảnh, vậy La Hán tuy là toàn thân huy hoàng. Pháp tướng trang nghiêm, nhưng tản ra vô cùng tà khí, giống như là ngục bên trong ma vương vậy. Nhiên thiên chú vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, phục hồn tháp bên trong thế lửa, bộc phát mãnh liệt, cho dù lấy vô u thực lực, ở nơi này trong biển lửa, lại là đều có chút kinh không chịu nổi. Cực kỳ trưởng ý cuồng trào, Vương Bàn vậy như biển linh lực, nước lũ vậy dưới vào bàn tay phải tim, nơi lòng bàn tay, kim liên tách thả ra. Mà vậy ác quỷ La Hán hư ảnh. Vậy đi đôi với Vương Bàn động tác, giơ lên tay phải. Vương Bàn quát lên một tiếng lớn nói, Kim Liên Thác Thiên Trưởng. Kim Liên Thác Thiên Trưởng, chính là thượng cổ Phật môn cao nhất thần thông, cho dù ở vực ngoại yêu nghiệt hoành ra thời đại thượng cổ, cái này trưởng pháp đều là cấp tột cùng công pháp một trong. Mà Vương Bàn, đã sớm đem cửa này Phật môn thần thông, tu luyện đến viên mãn cảnh giới, hôm nay, ở có nhiên thiên chú gia chỉ dưới tình huống. Thi triển ra, uy lực dĩ nhiên là chấn động tùng vô cùng. Phục hồn tháp bên trong, một quả kim lóa mắt to lớn trưởng ấn trôi lơ lửng không tế, nơi lòng bàn tay, là một quả hoa sen dấu vết, cái này hoa sen bên trên, sinh 3.000 cánh hoa, mà mỗi một cánh hoa múi bên trên, cũng sinh trưởng một cái thế giới. Lực một trưởng này, phảng phất có thể nâng lên 3.000 thế giới. Thánh tổ cảnh 7 tầng thiên lại có huyết tộc chân tổ huyết mạch. Đồng thời thân là lục sát truyền nhân vô u, giờ khắc này ở vậy vượt quá hắn hiểu trưởng lực dưới, đều là thân thể mềm mại cứng ngắc, hô hấp đình trệ. Vậy bàn tay lớn, đối với nàng mà nói chính là trời. Chân chính thiên, trời sập, như thế nào có thể chống cự? Chỉ có thể mặc cho mình thân thể, bị hắn nghiền nát thôi. Một trưởng này, quá khủng bố. Cho dù là Diệp Thần, nhìn không chung vậy đạo hướng đỉnh đầu mình, chân áp xuống trưởng ấn. Cũng là mặt hiện vẻ ngưng trọng. Lăng Phong thần mạch cố nhiên rồi rào xong, nhưng còn cần nhất định thời gian hỏa hoãn. Hắn cần tranh thủ. Hắn trong mắt không có chút nào ý rút lui, ngược lại giấy lên chiến ý ngọn lửa. Ngay tại Vương Bàn đánh ra một trưởng này đồng thời, Diệp Thần trong tay phệ hồn sát khí vậy động. Sát kiếm bên trên, phệ hồn chi đạo lực lượng, hoàn toàn bùng nổ, vô cùng mãnh liệt hồn lực chập chờn, cùng với trong sâu thẳm. Loại nào đó nắm giữ thần hồn sinh diệt lực lượng, sau đó tách thả ra. Cái này động một cái, cả tòa phục hồn tháp bên trong thời gian, phảng phất đều có chốc lát ngừng. Một đạo cho đen hai màu kiếm mang, từ sát kiếm kiếm phong bên trên, gào thét ra. Tất cả người, bao gồm Vương Bàn, đều là sắc mặt cuồng biến, thần hồn chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Một kiếm này, cực mạnh, giờ phút này có thiên thần cảnh tầng 2 thiên tu vi Diệp Thần. Bất luận là đối với hủy diệt mộ đạo phát huy, vẫn là trong cơ thể, vậy nghịch thiên cự lực đều có chất tăng lên. Uy lực,
đã sớm cùng trước kia không thể thường ngày mà nói. Nhưng, mọi người rung động nhưng không phải tới từ tại Diệp Thần một kiếm này uy lực. Mà là, Diệp Thần, lại là đem thất sát kỳ tuyệt ở giữa phệ hồn thông thiên sáp nhập vào trong đó à? Liền liền có khó có thể tưởng tượng lịch duyệt, gặp qua chư thiên chí cường sát thần, giờ phút này, đều là như nhìn quái vật, nhìn Diệp Thần. Nguyên lai, Diệp Thần lại là từ vừa mới bắt đầu hiểu cái này phệ hồn thông trời, cũng chưa có dự định đem hoàn toàn lĩnh ngộ, mà là cùng vũ khí của mình, hòa làm một thể. Ý tưởng này, có thể nói là kinh thế hãi tục à. Làm như vậy chỗ tốt, chỉ có một, đó chính là đem phệ hồn thông thiên cùng Diệp Thần kiếm đạo hợp hai là một sau đó, Diệp Thần kiếm mang, liền dẫn liền thần hồn công kích thuộc tính, bất luận Diệp Thần đối với phệ hồn thông thiên lĩnh ngộ được tầng thứ gì. Bởi vì một kiếm này lực lượng nhiều hơn thiếu thiếu, cũng có thể đối với vương bàn thần hồn tạo thành tổn thương. Có bất diệt sát thể vương bàn, hắn chỗ hiểm ngay tại thần hồn. Năm đó, sát thần cũng là lấy cái này phệ hồn thông thiên tướng bản thể giết chết. Còn nếu là đơn thuần hiểu phệ hồn thông trời, tầng thứ không đủ, thuần túy thần hồn công kích, thì rất khó dung chuyển vương bàn thần hồn. Nhưng, muốn đem hồn đạo cùng võ đạo kết hợp với nhau há là như vậy chuyện dễ dàng. Cũng chính là Diệp Thần, năm đó ở Linh Võ Đại Lục lấy được hồn tộc truyền thừa, mới có một chút cơ hội có thể làm được. Trong đó khó khăn, khó có thể tưởng tượng, Diệp Thần tiếp nhận áp lực giống vậy khó có thể tưởng tượng. Sát thần biết, nếu Diệp Thần có thể đem phệ hồn thông trời, dung nhập vào vũ khí của mình bên trong, lấy hắn tư chất, trong vòng một canh giờ, là tất nhiên có thể hoàn toàn nắm giữ phệ hồn thông thiên, có thể ở thời điểm này, Diệp Thần nhưng vẫn làm ra dung hợp vũ khí lựa chọn. Tại sao? Nguyên nhân, sợ rằng chỉ có một. Đó chính là, Diệp Thần, không lúc nào, cũng làm xong xấu nhất dự định. Nghe theo sát thần đề nghị là nhẹ nhàng nhất lựa chọn. Có thể, Diệp Thần cho tới bây giờ không có cho qua mình từng tia buông lỏng cơ hội à. Hắn yêu cầu mình, bất luận ở vì sao loại dưới tình huống, đều phải đang đối mặt vương bàn lúc đó, có sức đánh một trận. Giờ phút này, sát thần đột nhiên có chút hiểu. Hắn hiểu, Diệp Thần, là như thế nào từng bước đi tới hôm nay. Vậy hiểu, Vũ Tổ vì sao có thể lấy loài người khu, lên đỉnh chư thiên đỉnh cấp. Càng hiểu, năm đó luân hồi chi chủ thiếu mất cái gì. Ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy màu xám đen kiếm mang, cùng kim quang trưởng ấn, ầm ầm đụng nhau. Giống như hai cái vũ trụ triển khai va chạm. Kim hắc hai màu quang mang, lẫn nhau xen lẫn nhau mất đi trước. Giống như hai đầu liều mạng cắn xé đối phương giống như dã thú. Phốc, Diệp Thần chợt vượt trội một ngụm máu tươi, thân thể ở kim liên thác thiên trưởng vậy lực lượng kinh khủng phản chấn dưới, ngay tức thì lấy tốc độ cực nhanh, đổ bay ra, hóa là một đạo tàn ảnh, hung hãn đập vào phục hồn tháp tháp vách đá bên trên, đem vững chắc vô cùng tháp vách đá, cũng đập ra một chút vết rách. Nguyên bổn đã đỏ tươi một mảnh áo quần bên trên, vậy màu đỏ nồng nặc hơn một phần, giờ phút này. Diệp Thần trong cơ thể xương cốt không biết bể nhiều ít cây, bắp thịt nổ tung, nội tạng, cũng đang điên cuồng chảy máu. Mà giờ khắc này, vương bàn thì vẫn đứng tại chỗ. Lực công kích trên, vương bàn thắng. Vương bàn khóe miệng, ngay tức thì nâng lên một tia cười lạnh, mừng như điên. Có thể hắn nụ cười, còn không có hoàn toàn mở ra, hắn nám đen xấu xí gương mặt, liền đọng lại. Một khắc sau, vương bàn hai tay ôm đầu. Trong miệng phát ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm thiết. Cuồn cuộn máu nước mắt, từ vương bàn cặp mắt bên trong chảy ra, hắn thần hồn, bị thương. Diệp Thần, tuy bị vương bàn một chưởng đánh cho bị thương, có thể, thấy một màn này, nhưng là cười, vô cùng là tà tính cười. Địch nhân kêu thảm thiết, nghe lại là như vậy dễ nghe. Vậy kêu thảm thiết phảng phất là biểu thị thắng lợi đến kèn hiệu. Dẫu sao, mình thân xác trên bị tổn thương. Có thể thông qua cường đại sinh mệnh lực tiến hành khôi phục, có thể vương bàn đâu. Cái này thượng cổ chí cường phân hồn, phải như thế nào khôi phục thần hồn lên thương thế đâu. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, bể tan tành xương cốt lần nữa nối liền, bạo liệt bắp thịt bên trong, dài ra thịt mầm, thật nhanh khép lại. Hắn mang vậy hơi có vẻ lãnh đạm nụ cười, từng bước một hướng vương bàn đi tới. Vương bàn cái này có gần như bất diệt khủng bố thể chất, đã từng bị vạn chúng kính ngưỡng. Màng bái, ở toàn bộ vực ngoại cái tay che trời tồn tại, giờ phút này, đối mặt Diệp Thần, lại là sinh ra sợ hãi. Bất quá,
Vương Bàn nói thế nào đi nữa cũng là thượng cổ chí cường, tâm cảnh ngay tức thì bình phục, vậy một đôi thâm thúy trong mắt bên trong, thoáng qua một đạo ngoan tuyệt vẻ, hướng về phía Diệp Thần quát lên, thằng nhóc, ngươi lấy là có thể gây tổn thương cho đến bổn tôn thần hồn liền vạn sự đại cát. Ha ha, lấy là tánh mạng mình lực rất mạnh, bổn tôn thần hồn mất đi trước, ngươi cũng đã sẽ trở thành là một bãi bùn nhão. Một khắc sau, Vương Bàn xuất thủ lần nữa. Kim quang trưởng ấn lại xuất hiện, cả tòa phục hồn tháp, đều ở đây cái này trưởng ấn uy áp bên trong run rẩy. Mà Diệp Thần đối mặt cái này chí cường một trưởng, nhưng là không tránh không tránh, ngược lại hướng hắn mãnh vọt tới. Trong tay sát kiếm, phệ hồn đạo vận, lại là dạo rực ra, màu xám đen kiếm mang, giống như biển sâu bên trong, bỗng nhiên nhảy lên rồng thần vậy, chém điên cuồng ra. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể lần nữa đổ bay ra, mà Vương Bàn vậy đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng, cơ hồ không có thời gian cách nhau, hai người liền xuất thủ lần nữa, mãnh liệt chấn động, vét sạch cả tòa phục hồn tháp tháp vách đá, bởi vì hai người công kích đụng nhau, sinh ra dư âm xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách. Mà giờ khắc này, Vô U chỉ có thể núp ở xó xỉnh bên trong, ở sát thần tàn hồn, điều động bộ phận phục hồn tháp lực lượng bảo vệ dưới, mới không có bị thương tổn. Nếu không, chỉ là cái này dư âm liền đủ để đem giết chết. Âm, âm, âm. Vang lớn, không ngừng quanh quẩn, hai người ở chốc lát tới giữa, đã giao thủ hơn trăm lần. Lúc này Diệp Thần, đã là cả người tàn tạ không chịu nổi, cho dù lấy hắn hấp thu toàn bộ tử tiêu thạch sau đó, cường hóa gấp mấy lần thể chất, nhìn như, cũng là vô cùng thê thảm, nhưng, Diệp Thần trong mắt, nhưng bộc phát sáng rực đứng lên, mỗi lần bị đánh bay sau đó, đều là nhanh chóng bỏ dậy, lại lần nữa hướng Vương Bàn lao ra. Hai bên khoảng cách, không ngừng tiếp theo. Diệp Thần tuy thảm, nhưng Vương Bàn giống vậy không tốt qua. Hắn thất khiếu bên trong, máu tươi cuồn cuộn, lại là đem quần áo toàn bộ nhuộm thành liền màu đỏ, bởi vì thần hồn bị thương, Vương Bàn trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua cuồng loạn vẻ, nhưng... Đối mặt vọt tới Diệp Thần, Vương Bàn cắn răng một cái, lại là gầm thét một tiếng, giống vậy hướng Diệp Thần phóng tới. Kiếm quang cùng trưởng ấn, va chạm lần nữa. Vô U, sợ ngây người. Hoàn toàn bị hai người chiến đấu, rung động. Đây quả thực giống như là thế kỷ đại chiến vậy à. Năm đó, ở Linh Võ Đại Lục, Diệp Thần còn chẳng qua là để cho nàng có chút hiếu kỳ, đồng thời, nhìn như ăn ngon lắm thanh niên thôi. Nhưng hôm nay, cũng đã thành tăng đến để cho Vô U cần ngửa mặt trông lên bước à. Nói thật, Vô U tu hành tốc độ, kỳ ngộ, cơ duyên vân. Vân, đều có thể nói nghiền ép vô số vực ngoại yêu nghiệt, Vô U mình vậy cho rằng ở võ đạo, so thiên phú cho tới bây giờ không có bại cho ai qua. Có thể, và Diệp Thần đối với so, mình điểm này thiên phú, thật là cái gì cũng không phải à. Chớ nói chi là, đạo trong lòng chênh lệch. Diệp Thần cùng Vương Bàn, điên cuồng chiến đấu, phục hồn tháp bên trong vết rách, càng ngày vậy nhiều. Âm, lại là một tiếng vang thật lớn. Màu xám đen kiếm quang, lần nữa cùng kim quang trưởng ấn đụng vào một nơi. Hai người đã giao thủ mấy ngàn lần. Nhìn như, đều phải đem cả tòa phục hồn tháp đánh sụp à. Diệp Thần đứng yên không trung, kịch liệt thở hào hển, mỗi một lần hô hấp, cũng sẽ khạc ra một hồi hư sương mù, hắn một cánh tay đã vết thương chồng chất, tay cụt chỗ, thịt mầm chậm rãi toát ra, cả người trên dưới, lại là trải rộng đếm không hết vết thương, không ngừng xông ra máu tươi. Chậm. Diệp Thần khôi phục tốc độ, thật to thấp xuống. Nói cách khác, Diệp Thần sắp đến cực hạn. Như thì không cách nào nhanh chóng khôi phục, Vương Bàn hạ một trường, có thể liền sẽ muốn mạng hắn. Có thể, Diệp Thần trên mặt, nhưng là mang nụ cười, vô cùng liều lĩnh, hưng phấn nụ cười. Tại sao? Bởi vì, lần này giao thủ, lui không phải hắn. Thời khắc này Vương Bàn, lại là bị một kiếm này, hung hãn đánh vào đáy tháp. Đem vậy đáy tháp cũng đập được hơi hạ vùi lấp. Vương Bàn sửng sốt một chút tựa hồ còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Hắn chậm rãi cúi đầu, con người bỗng nhiên co rúc lại. Một đạo từ vai trái nối liền bên phải eo, vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ phải đem Vương Bàn chém là hai đoạn vết thương, đập vào trong mắt. Vương Bàn trong mắt bên trong, bỗng nhiên hiện lên vô cùng là đậm đà sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Kết quả... Tại sao có thể như vậy à? Để cho hắn sợ hãi, không phải mình bị Diệp Thần chém bị thương, mà là, hắn vết thương không có khép lại.
hắn, nhưng mà có bất diệt sát thể, vĩnh kiếp tồn tại không chết à. Trừ thần hồn lên công kích ngoài ra, Vương Bàn cho tới bây giờ không có sợ qua bất kỳ vũ khí nào. Cho dù là nắm giữ hủy diệt mộ đạo võ giả, cũng giống vậy. Có thể hiện tại, vậy không đoạn máu tươi chảy, tựa hồ đang nhắc nhở hắn, Diệp Thần kiếm để cho hắn bị thương. Đột nhiên, Vương Bàn trong con người ánh sáng chớp mắt, ý thức được cái gì? Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, nhớ ra rồi. Vương Bàn, người tựa hồ một mực đang sử dụng loại nào đó cháy thân thể, kích thích tiềm lực bí pháp, bởi vì thần hồn bị tổn thương, sứ phản ứng của ngươi đổi được chậm chạp chứ. Liên minh tới cực hạn cũng không có nhận ra được. Bây giờ ngươi, sinh mệnh lực, đã bị nghiêm trọng chi nhiều hơn thua chứ. Bất diệt sát thể mạnh hơn nữa, dưới tình huống này, cũng không cách nào khôi phục chứ. Vương Bàn, rốt cuộc sợ. Chân chính sợ. Cho tới nay, ỷ vào bất diệt sát thể chiến đấu hắn, hôm nay mất đi chỗ dựa lớn nhất, lại là so hắn thần hồn trên thương thế, càng làm cho hắn bất an dù sao cũng lần à. Bất quá, Vương Bàn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nhưng là mạnh chống đứng lên, lạnh giọng nói, thằng nhóc, người cũng cùng ta như nhau, đến cực hạn chứ. Tái chiến tiếp, người ta đều có bỏ mình có thể, không bằng, lần này coi như ngang tay, như thế nào. Chúng ta lúc này mỗi người rời đi. Lời vừa nói ra, phục hồn tháp bên trong, một hồi yên lặng. Diệp Thần, trong chốc lát, lại là trầm mặc. Vương Bàn thấy vậy, trong lòng buông lỏng một chút, hắn biết, Diệp Thần đang suy tư, chỉ cần bắt đầu suy tính, liền thuyết minh Diệp Thần tim vậy dao động. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự việc, thân là võ đạo yêu nghiệt Vương Bàn, tự nhiên hiểu thậm chí so mình thiên phú, càng nghịch thiên Diệp Thần tâm lý, bọn họ đều là nhất định phải thành tựu huy hoàng tồn tại. Làm sao có thể thật chết ở chỗ này? Sở dĩ dám liều, dám chiến, bất quá là bởi vì vậy không chết thể chất. Vô U và sát thần, cũng là tâm thần chấn động một cái, ánh mắt lóe lên nhìn không trung khẽ cúi đầu, không thấy rõ biểu tình Diệp Thần. Diệp Thần sẽ không thật đồng ý chứ? Nếu như là như vậy, vậy thì quá làm cho bọn họ thất vọng. Phải biết, bỏ qua Vương Bàn, Diệp Thần mặc dù cũng có hoàn toàn nắm giữ phệ hồn thông thiên cơ hội, nhưng Vương Bàn giống vậy cũng nhận được khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực cơ hội à. Dưới mắt, là chém chết cái này một đại địch nhất thời cơ tốt. Chẳng lẽ Diệp Thần liều mạng như vậy nhiều lần, cuối cùng, vẫn là phải bởi vì sợ hãi trở lui sao? Vương Bàn châm chọc cười một tiếng, hắn biết càng đột phá trùng trùng cửa ải khó, bảo xuống tánh mạng mới càng để cho người quý trọng à. Nếu như ở chỗ này, Diệp Thần lựa chọn liều chết đánh một trận, coi như giết hắn Vương Bàn, vạn nhất, đem Diệp Thần mình tánh mạng vậy bồi tiến vào đâu. Đối với Diệp Thần mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Ngược lại, hiện tại thu tay nói, Diệp Thần lần này tuyệt sát thiên chuyến đi thu hoạch, đúng là vô cùng to lớn. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần ngẩng đầu lên. Tiếp xúc tới Diệp Thần ánh mắt ngay tức thì, Vương Bàn cả thân bắp thịt, bỗng nhiên cứng đờ. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn Vương Bàn tròng mắt bên trong. Là thất vọng sâu đậm. Cái này ánh mắt khác thường, cho Vương Bàn một loại vô cùng là dự cảm xấu. Diệp Thần quanh thân linh lực, cực nhanh chuyển động, từng cơn sợ hãi uy áp tràn ngập, hắn mắt nhìn xuống Vương Bàn, lãnh đạm vô cùng nói, không nghĩ tới, cái gọi là vực ngoại thượng cổ chí cường, bất quá là như vậy tồn tại, ta nói qua, muốn giết ngươi, liền nhất định phải giết ngươi. Ngươi loại phế vật này, có cùng ta ngang tay tư cách. Vương Bàn huyết dịch cả người. Đều phải đọng lại. Óc, phảng phất bị 100.000 chuôi trọng chùy cùng nhau đập chúng vậy. Diệp Thần, lại là muốn đánh. Hắn hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, tiểu tử. Ngươi điên rồi, không muốn hành động theo cảm tình. Lúc này, muốn cùng ta cầm mệnh liều mạng. Ngươi có thể biết, ngươi phải gánh vác biết bao nguy hiểm to lớn à. Thằng nhóc này, là mất lý trí, sát ý nhập hồn người điên sao. Lúc này, còn muốn chiến. Thật không sợ chết. Diệp Thần nghe vậy, khinh miệt cười một tiếng nói, hợp lại. Ha ha, ta Diệp Thần làm sao sẽ bại bởi một cái chỉ có ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống, mới dám chiến, liền liều mạng dũng khí, cũng không có phế vật. Bất quá là một cái nho nhỏ nghịch cảnh mà thôi, ngươi liền kinh sợ. Chân chính nam nhi, bản nên ở nghịch cảnh bên trong, không ngừng đi tới trước. Diệp Thần, con đường đi tới này, vượt qua nhiều ít nghịch cảnh. Nhiều ít nguy cơ sinh tử, liều mạng, đối với Diệp Thần mà nói, đã sớm là chuyện thường ngày. Nguyên bản,
hắn lấy là vương bàn ngược lại cũng coi là cái cường giả. Kết quả lại là phế vật như vậy. Một khắc sau, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn nói, phệ hồn thông trời, đồ thần diệt thế. Cho đen kiếm mang, lần nữa chém ra, giống như ngân hà cuốn ngược, ma long thổ châu. Đối mặt cái này cực kỳ một kiếm, vương bàn cả người run rẩy, hắn bản thể mặc dù trải qua một lần tử vong, nhưng, phân hồn lại không có à. Mà ở vương bàn cùng sát thần một chiến trí nhớ lúc trước bên trong, cho tới bây giờ không có gặp qua nguy cơ sinh tử. Nói cách khác, đây là hôm nay vương bàn, lần đầu tiên đối mặt sống chết. Hắn đạo tâm, đều phải ở vậy dưới áp lực cực lớn, hỏng mất à. Cái này, đây chính là, chân chính tử vong. Vương bàn run rẩy, thần hồn, cũng xu hướng tại tiêu tán. Ở một khắc cuối cùng, mới miễn cưỡng đánh ra một trường. Màu xám đen kiếm mang cùng kim quang kia trưởng ấn tới giữa, giống như hằng tinh nổ vậy, vô cùng chói lọi, đem cả tòa phục hồn tháp chìm ngập. Vương bàn giữ tợn nhìn Diệp Thần, điên cuồng nói, đã như vậy, vậy thì cùng nhau chui vào địa ngục đi. Ha ha! Địa ngục, Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, ta là luân hồi chi chủ, nắm trong tay mọi người luân hồi, ai dám để cho ta xuống địa ngục. Lăng phong thần mạch, mở! Diệp Thần ở một khắc cuối cùng đem lăng phong thần mạch lực lượng phóng thích. Vương bàn con ngươi không ngừng phóng đại. Luân hồi chi chủ. Cái này Diệp Thần lại là luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ không phải đã sớm vẫn diệt hậu thế, không cách nào sống lại sao? Hắn lại trở về. Nếu như nói dõi mắt toàn bộ vực ngoại và thượng giới thời đại, có người có thể bước lên đỉnh cấp, tự phong là đế. Vậy cũng chỉ có một người, chính là luân hồi chi chủ. Cái này không thể nào. Còn có lực lượng này. Vì sao như vậy kinh người? Chỉ chốc lát sau, ánh sáng thu liếm, phục hồn tháp bên trong, một người cả người nhuốm máu nam tử nửa quỳ xuống, chính là Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần hơi thở cực kỳ yếu ớt, vương bàn cuối cùng một trường quả thật thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Cũng may hắn đem lăng phong thần mạch lưu đến cuối cùng. Nếu không hắn cũng sẽ chết. Mặc dù dùng ở vương bàn trên mình quá lãng phí. Nhưng là có thể sống sót so với cái gì đều trọng yếu. Vậy đã từng cơ hồ trấn áp nhất giới bất diệt sát thể vương bàn, cuối cùng vẫn là chết ở Diệp Thần dưới kiếm. Bất quá, Diệp Thần nhưng không chút nào đem tâm tư đặt ở mình thương thế bên trên, mà là ánh mắt chớp động nhìn trước mắt, một màn quỷ dị. Sát kiếm bên trên, đưa ra mấy đạo màu máu xiềng xích, khóa cuối, bó trói buộc một đạo hắc khí lượn quanh hồn phách. Vương bàn hồn phách. Giờ phút này, cái này hồn phách một bộ hấp hối hình dáng. Diệp Thần nhìn về phía sát thần tàn hồn nói, tiền bối, đây chẳng lẽ là... Sát thần cười một tiếng nói, không tệ, thằng nhóc, phệ hồn thông trời, vì sao là phệ hồn? Hẳn không dùng ta chỉ ngươi chứ? Phệ hồn, dĩ nhiên chính là, chiếm đoạt hồn linh. Phệ hồn thông trời, không chỉ là một loại cực mạnh thần hồn công kích, đồng thời, đây cũng là một môn chiếm đoạt thần hồn pháp môn. Vương bàn đã chết, hắn thân thể bị Diệp Thần một kiếm chém vì hai đoạn, mà hắn phân hồn, cũng bị phệ hồn thông thiên trọng thương, thuộc về sắp tiêu tán trạng thái, bị sát kiếm trói buộc. Sát kiếm cũng có thể chiếm đoạt thần hồn, nhưng lại đem vương bàn hồn phách để lại cho chủ nhân. Vương bàn phân hồn nghe vậy, trong mắt lóe lên vô cùng sợ hãi, cầu khẩn nói, van cầu ngươi, Diệp Thần, không phải chiếm đoạt ta. Ta đối với ngươi còn hữu dụng. Ta sẽ không bại lộ ngươi thân phận. Ngươi là bánh xe. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là khẽ mỉm cười, không đợi vương bàn nói tiếp, trực tiếp thi triển phệ hồn thông thiên chiếm đoạt. Vương bàn cũng không phải là cái gì có thể giữ ở bên người người, không biết lúc nào, liền bị việc này vậy không biết bao lâu lão quỷ tính toán. Hơn nữa, mặc dù chỉ là phân hồn, nhưng, cái này phân hồn bên trong, giống vậy hàm chứa khó có thể tưởng tượng thần hồn lực à. Đối với Diệp Thần mà nói là một cái không cách nào kháng cự cám dỗ. Vương bàn phân hồn phát ra một tiếng vô cùng là kêu thê lương thảm thiết, ngay tức thì, liền hóa thành một đạo khói đen. Diệp Thần đôi mắt nhắm một cái, lúc này, bắt đầu luyện hóa. Không thể không nói, cái này phệ hồn thông trời, đúng là vô cùng là nghịch thiên bí thuật, Diệp Thần lại là ngay lập tức tới giữa, liền chút nào không tác dụng phụ cắn nuốt vương bàn hồn phách. Một đạo vô cùng là kinh khủng thần hồn chập chờn, từ Diệp Thần thức hải bên trong, tản ra. Diệp Thần vừa mở mắt, trong mắt tràn đầy đại hỉ vẻ. Cái này trong khoảng khắc,
hắn thần hồn lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, đi về sau, Diệp Thần mỗi chém chết một người cường giả, thần hồn lực liền sẽ bạo tăng à. Bất quá, sát thần nhưng là nhắc nhở, thằng nhóc, đừng thật cao hứng, phệ hồn thông thiên mạnh mẽ đi nữa, nếu như cắn nuốt quá nhiều người hồn phách, người vẫn là dễ dàng bị cắn trả, thậm chí, sinh ra vô cùng kinh khủng tâm ma, phải chiếm đoạt, tốt nhất chỉ chiếm đoạt những cái kia chí cường giả. Diệp Thần gật đầu một cái, đột nhiên tay một chiêu, đem vương bàn thi thể thu hồi, bất diệt sát thể người có thân xác, có thể là đồ tốt. Sau đó, Diệp Thần đối với sát thần hỏi, tiền bối, vương bàn đã chết, hiện tại ngươi có cái gì dự định? Ta, còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, liền tạm thời cùng các ngươi phân biệt. Sát thần vừa nói, đột nhiên mặt hiện một nụ cười quỷ dị nói, bất quá, có lẽ, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt lại. Hiện tại sát kiếm phong ấn hẳn không có vấn đề, nhưng là sát kiếm có linh, hắn sẽ xứng đôi kiếm chủ thực lực, người thực lực tăng lên, sát kiếm liền có thể tăng lên. Ngươi ngàn vạn lần không muốn mưu toan trước thời hạn điều khiển trạng thái tột cùng sát kiếm, cắn trả lực sẽ để cho ngươi tại chỗ nổ tung. Dù là ngươi nắm giữ mạnh đi nữa hồng mông cổ pháp và có mạnh đi nữa thân xác. Sát kiếm, vượt xa ngươi tưởng tượng khủng bố. Sát thần bóng người biến mất. Căn bản không cho Diệp Thần cân nhắc, chỉ để lại cửa này tại sát kiếm cảnh cáo. Diệp Thần mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng sát thần nói có thể gặp lại, tất nhiên sẽ tạm biệt. Ngay tại lúc này, Vũ U đi tới, nàng do dự mấy giây, mở miệng nói, Diệp Thần, người thương thế như thế nào? Diệp Thần lắc đầu một cái, không tính lớn ngại. Vũ U thở ra một hơi, tiếp tục nói, Diệp Thần, người tiếp theo tính toán đến đâu rồi? Diệp Thần nhớ lại Ma Hoàng, hắn phải đi Thiên Ma Chi Địa xem. Đi xong Thiên Ma Chi Địa, hắn liền dự định đi tìm Kim Thư Tuệ. Bởi vì sát kiếm chuyện khẩn cấp cùng với Kim Thư Tuệ trên người bị thương thế, hắn cũng không có tiết lộ Hoa Hạ Luân Hồi Huyền Bi sự việc. Tin tưởng hiện tại Kim Thư Tuệ hẳn hoàn toàn khỏi rồi. Khoảng cách 15 ngày kỳ hạn không bao lâu. Hắn cũng phải tỉnh hồn nước trực diện Hiên Viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh. Ta muốn đi một chuyến Thiên Ma Chi Địa. Vô U ngẩn ra, nàng rất sớm liền phi thăng vực ngoại, tự nhiên không biết thần quốc sự việc. Bất quá Thiên Ma Chi Địa cũng không phải là người bình thường có thể bước vào. Thiên Ma mặc dù không so được vương bàn, nhưng Thiên Ma này Chi Địa một mực rất tà môn, liền có chút cường giả cũng không dám bước vào. Mà Diệp Thần lại muốn đi. Ngươi xác định. Ừ. Đã như vậy, ta cùng ngươi đi một lần. Ta huyết tộc đối với nguy cơ và thiên ma rất bén nhạy. Được. Hai đạo thân ảnh ngay tức thì biến mất. Ngàn dặm bên ngoài, Thiên Thanh núi. Sát thần đứng ở đỉnh núi, hiển nhiên đang đợi người nào. Hắn ánh mắt thậm chí có chút thấp thỏm. Không biết qua bao lâu. Hư không chập chờn, hai đạo thân ảnh hiện lên. Một cái trong đó nam tử, trong con người huyết nguyệt lưu chuyển, cả người lạnh nhạt hơi thở nhưng tổng để cho người có kinh tâm động phách cảm giác. Chính là Nhâm Phi Phàm. Mà một đạo thân ảnh khác dĩ nhiên là Diệp Lão. Sát thần lộ ra một đạo nụ cười, tựa như chút được gánh nặng, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, thượng cổ cuộc chiến đến hiện tại, làm khó ngươi. Sát thần nhưng là thần sắc nghiêm túc, lịch sử cuối cùng có người muốn bỏ ra, chỉ có bỏ ra, mới có thể sáng tạo tốt hơn thời đại. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, tỉ mỉ thưởng thức. Rồi sau đó gật đầu, có lẽ vậy, chỉ là, thế cục càng ngày càng bất lợi, hiện tại ta cũng không cách nào chắc chắn bàn cờ này có thể thành công hay không. Dựa theo trước mắt tới xem, chúng ta thua tỷ lệ là 90%. Sát thần diễn cảm ngay tức thì động lại. Vậy còn có liền thành hy vọng ở đâu? Nhâm Phi Phàm cười khá là rửng rưng. Ngươi hẳn thấy luân hồi chi chủ liền đi. Sát thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi kinh hãi. Rồi sau đó gật đầu, gặp được. Đời này luân hồi chi chủ, hơn nữa đáng sợ. Ý ngươi là, hắn là tầng nào hy vọng? Nhâm Phi Phàm nhìn về phía xa xa hư không vết rách, trả lời, hắn có thể là liền thành hy vọng, cũng có thể là 100% hy vọng. Hắn là bàn cờ này mấu chốt nhất tồn tại. Hắn có thể là con cờ, cũng có thể là người đánh cờ, cũng có thể là điều khiển của cờ quy tắc lập ra người. Sát thần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn biết Nhâm Phi Phàm ở năm tháng vô tận cuối, nhưng chưa bao giờ gặp hắn như vậy đánh giá một người à. Cho dù là những cái kia chí cao tồn tại,
Đời này luân hồi chi chủ coi là thật có như thế đáng sợ. Sát, ta biết ngươi còn có việc phải giải quyết, nhưng là ở ngươi giải quyết sự kiện kia trong quá trình, lưu ý một tí âm dương thần điện. Luân hồi chi chủ chết sau đó, âm dương thần điện bí mật liền hoàn toàn biến mất. Nắm trong tay âm dương thần điện thì chẳng khác nào nắm trong tay quy tắc. Sát thần nghe được âm dương thần điện, hai tròng mắt tựa như bắn ra một đạo kim quang. Sau đó nói, luân hồi chi chủ lại vẫn còn sống, là tại sao không hỏi Diệp thần? Nhâm Phi Phàm thở dài một tiếng, hắn chuyển thế sống lại có chút đặc thù. Hơn nữa, hắn đời trước liền bảo vệ âm dương thần điện bí mật, nhất định là có lý do của hắn. Có chút thời điểm, ta cũng không biết hắn kết quả bày ra là dạng gì cục. Cùng lúc đó, thiên ma chi địa. Một cái trận pháp thật to hội tụ. Trận pháp lộ ra đậm đà huyết quang. Huyết quang bên trong, lại ngồi xếp bằng một cái huyết khí vòng quanh thiên ma. Cái này thiên ma khí thế quá mạnh mẽ. Mạnh đến trong xung quanh trăm dặm sức sống đều bị hắn hấp thu. Hắn, chính là ma hoàng ma vô thiên. Đột nhiên, một đạo kịch liệt chập chờn ở trong trận pháp dạo dực. Ma vô thiên mở mắt ra. Hắn ánh mắt cực độ dữ tợn. Cực độ là máu. Hắn cười. Ha ha ha, ta thành công. Ta cuối cùng thành công. Con ta, là cha muốn báo thù cho ngươi. Ta sẽ đem những nhân loại ngu xuẩn kia toàn bộ kéo vào địa ngục, vì ngươi chôn theo. Ta phải nói cho thần quốc những con kiến hôi kia, bọn họ không tránh được diệt thế kiếp. Không tránh được ta ma vô thiên sợ hãi. Hiện tại, thần quốc, Diệp thần, các ngươi đều phải chết. Hắn chợt đứng lên. Lòng bàn tay lại quấn vòng quanh cái đó trận pháp thật to. Đỏ tươi sát ý thậm chí để cho hư không cũng ba động. Trận pháp cộng thêm ma vô thiên, quá kinh khủng. Một khắc sau, ma vô thiên lại mang cái đó trận pháp thật to rời đi. Mà hắn đi trước phương hướng, chính là vậy cừu hận chi địa. Thần quốc. Nửa giờ sau đó, hai đạo hư không chập chờn dạo dực. Một nam một nữ hạ xuống ở cái này phiến tiếp tục hóa là phế tích thiên ma chi địa. Diệp thần và vô u hạ xuống thiên ma này chi địa lúc đó, chính là đồng loạt nhướng mày một cái. Nơi này, quá quỷ dị. Ma hoàng chưa chết, chiếu lý mà nói chắc có còn thừa lại thiên ma sinh tồn. Nhưng cái này bên trong chỉ có bạch cốt lui lui, không có một chút sức sống. Trong không khí máu tanh vị lại là thật lâu không tiêu tan. Vô u con người đông lại một cái. Kinh ngạc nói, Diệp thần, có cái gì không đúng? Thiên ma này chi địa chắc có trận pháp cường đại bảo vệ, nhưng là trận pháp này cũng đã biến mất. Hơn nữa, xem hơi thở, hẳn biến mất không lâu. Giống như có người rất miễn cưỡng đem hắn mang đi. Còn nữa, nửa giờ trước, nơi này tồn tại một vị cực kỳ kinh khủng cường giả này thực lực hẳn vượt qua vương bàn. Hắn khí tức trên người để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Toàn bộ thiên ma chi địa, không thể nào có người có loại khí tức này, trừ ma hoàng ma vô thiên. Nhưng mà ma vô thiên thực lực chiếu lý mà nói không thể nào như vậy khủng bố mới đúng. Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp thần con ngươi híp lại, một giây kế tiếp, chính là vận dụng thiên ma động minh nhãn. Hắn muốn nhìn thấu nơi này hết thảy. Nhưng mà, thiên ma động minh nhãn vừa thi triển, chính là đau nhức. Điên cuồng đau nhức. Không cách nào nhìn thấu. Diệp thần trong lòng thậm chí có một đạo cực mạnh bất an. Ma hoàng sợ rằng phải đối với thần quốc ra tay. Hắn phải mau sớm tỉnh hồn nước. Vô u, ta muốn đi một chuyến luyện thần phong, sau đó liền lập tức lên đường tỉnh hồn nước. Ngươi là tính thế nào? Diệp thần nói. Vô u lắc đầu một cái, Diệp thần, ta không dự định tỉnh hồn nước, ta ở vực ngoại có một số việc phải xử lý. Còn nữa. Ta đột nhiên đối với thiên ma này chi địa có chút hiếu kỳ, ta muốn điều tra một tí cái này ma hoàng mất tích đi nơi nào. Diệp thần tự nhiên sẽ không cưỡng bách vô u, hắn không nói nhảm nữa, hóa là một đạo kim quang biến mất ở tại chỗ. Mà cùng Diệp thần rời đi sau đó, vô u ánh mắt rơi vào một phương hướng. Đó là một cái màu đen vòng xoáy. Trong vòng xoáy lộ ra lạnh như băng và thần bí. Đây là ma hoàng biến mất địa phương. Vô u do dự mấy giây, vẫn là hướng chỗ đó đi tới. Nàng huyết mạch tựa như ở nói cho nàng, nơi đó có đồ đang hấp dẫn nàng. Nàng đứng ở vòng xoáy trước mặt, không chút do dự nào, trực tiếp bước vào. Vòng xoáy giống như một cái cự thú miệng, hoàn toàn cắn nuốt vô u thân thể.
hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Luyện thần phong. Diệp Thần thời gian đầu tiên liền gặp được Kim Thư Tuệ. Kim Thư Tuệ so tưởng tượng khôi phục tốt, thậm chí tu vi đều có đột phá. Diệp Thần, sát kiếm sự việc. Kim Thư Tuệ lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Diệp Thần ánh mắt có trước đó chưa từng có nghiêm túc. Diệp Thần thế nào? Diệp Thần từ tính thanh âm mở miệng, ta thấy sát thần, cũng đi thiên ma chi địa, nhưng thiên ma đất vấn đề so tưởng tượng nghiêm trọng. Ta có thể cần phải lập tức lên đường đi thần quốc. Ngươi có nguyện ý không theo ta đi một chuyến thần quốc? Thậm chí ngươi có thể phải và ta đi một chuyến ta cố hương, Hoa Hạ. Kim Thư Tuệ ngẩn ra, Hoa Hạ. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Diệp Thần không do dự nữa, đem Vĩnh Hằng Thánh Vương giao cho mình ngọc bội đưa cho Kim Thư Tuệ. Kim Thư Tuệ làm tầm mắt chạm được ngọc bội, hoàn toàn kinh hãi, điều này sao có thể? Ngọc bội này. Xem ra ngọc bội này thật sự là ngươi. Ngươi biết cái này có ngọc bội tồn tại sao? Diệp Thần kích động nói. Kim Thư Tuệ ánh mắt tựa như lâm vào lâu đời thời gian, hồi lâu, mới nhớ lại nói, ban đầu ta ở thần quốc tu luyện ban đầu, bởi vì người bảo vệ thân phận, gặp một cái bé gái cái tên vậy đặc biệt cổ quái, tên là Phạm Tim. Phạm Tim là ta ở thần quốc bằng hữu duy nhất. Cũng là ta khi đó duy nhất bày tỏ hết người, nàng thích gọi ta Tiểu Kim, thích cùng ta cùng nhau đếm bầu trời tinh thần. Hữu nghị của chúng ta vào lúc đó quá sâu. Chỉ là sống chung lâu liền sau đó, ta phát hiện trên người nàng khắp nơi lộ ra cổ quái. Nàng sẽ vô duyên vô cớ biến mất, vậy sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện, nàng tựa như có thể điều khiển hết thảy, lại tựa như cái gì cũng không sẽ. Chúng ta từng ước định hàng năm bất kể như thế nào cũng sẽ ở tinh thần dưới tảng cây gặp nhau. Nhưng có một ngày, nàng biến mất. Chúng ta liền một năm rồi lại một năm, cũng không thấy. Mà khối ngọc bội này, là chúng ta với nhau tín vật. Một khối này có khắc ta tên chữ, mà ta cũng có một khối, có khắc Phạm Tim. Vừa nói, Kim Thư Tuệ đem thuộc về nàng khối kia lấy ra. Chính diện giống nhau như đúc, mà phía sau quả nhiên có Phạm Tim hai chữ. Diệp Thần, ngọc bội này có thể cảm thụ với nhau tồn tại. Ta mặc dù không biết ngươi tại sao phải tìm nàng, nhưng ngươi chỉ cần cầm khối ngọc bội này, nàng sẽ cảm nhận được. Diệp Thần nhận lấy khối ngọc bội này, hắn biết, hắn vực ngoại chuyến đi coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi không theo ta tỉnh hồn nước. Nếu hai người cũng như này cảm tình, chiếu lý mà nói Kim Thư Tuệ hẳn để ý hơn mới đúng. Nhưng mà, Kim Thư Tuệ nhưng là lắc đầu một cái, ta không thể cùng ngươi đi, ngươi muốn tìm nàng, nàng thấy khối ngọc bội này sẽ rõ. Còn như ta tại sao không rời đi, có ta nguyên nhân. Diệp Thần con ngươi híp lại, nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói, ngươi ở lo lắng chiêm gia trả thù. Có thể để cho Kim Thư Tuệ lưu lại lý do, chỉ có cái này. Dẫu sao chiêm gia uy hiếp vượt xa hết thảy. Kim Thư Tuệ gật đầu một cái, luyện thần phong phong chủ đã chết, bây giờ luyện thần phong coi như là ta chân chính trên ý nghĩa nhà, ta không thể không cố. Không quá ta và sư phụ đã nhờ thượng giới bằng hữu nói và, hẳn sẽ có hiệu quả. Hy vọng ta lo lắng là dư thừa. Diệp Thần cũng không dự định tiếp tục cưỡng cầu, sử dụng một khối đưa tin phù, ta hiện tại lên đường đi thần quốc, nhưng nếu là chiêm gia động ngươi, ngươi lập tức thông báo ta, ta sẽ chạy tới. Nếu như bọn họ thu liếm, chuyện này liền không nhắc chuyện cũ. Nếu như bọn họ còn dám đối với ngươi ra tay, ta biết nhúc nhích dùng ta hết thảy lực lượng đem chiêm gia lau đi. Nói xong, Diệp Thần liền cầm ra Vĩnh Hằng Thánh Vương cái đó trận bàn. Hắn không biết ma hoàng lúc nào hạ xuống thần quốc, hắn phải mau sớm tỉnh hồn nước. Kim Thư Tuệ nhìn Diệp Thần biến mất bóng người, lẩm bẩm nói, chỉ mong đi. Không biết qua bao lâu, thần quốc phục ma điện bầu trời hạ xuống một đạo thân ảnh. Diệp Thần ánh mắt đảo qua, phát hiện phục ma điện như cũ yên lặng, không khỏi thở ra một hơi. Khá tốt, chẳng lẽ là mình nhớ bao nhiêu? Ma hoàng cũng không có hạ xuống. Điện chủ. Một cái phục ma điện đệ tử cung kính nói. Điện chủ biến mất hồi lâu, hắn ngược lại là không nghĩ tới điện chủ lại đột nhiên xuất hiện. Diệp Thần gật đầu một cái, Vạn Thần Sơn đánh một trận, còn có mấy ngày. Đệ tử kia cung kính nói, ba ngày không tới, mấy ngày nay, thần quốc dị tượng không ngừng. Có lời đồn đãi, Hiên Viên Mặc Tà đột phá rất nhiều. Điện chủ, ngài thật muốn nhúng tay. Diệp Thần gật đầu một cái. Hắn mặc dù ở vực ngoại cường đại mấy phần,
nhưng Hiên Viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh đều không phải là hiền lành. Phải ở nơi này 3 ngày, mau sớm có cảm ngộ. Hắn dự định lần nữa bế quan. Mấy ngày nay, ta sẽ bế quan, có chuyện kịp thời thông báo ta. Diệp Thần phân phó nói. Đệ tử kia gật đầu một cái, yên tâm điện chủ. Bất quá Phục Ma Điện mấy lần chiến thắng sau đó, danh tiếng vang xa, người bình thường không dám động Phục Ma Điện, mà thiên ma lại càng không dễ hạ xuống. Hi hi. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trở lại Phục Ma Điện thuộc về mình mật thất, chuẩn bị bế quan. Một ngày sau, thứ bảy thần quốc, Phục Ma Núi. Diệp Thần vẫn bế quan. Bởi vì đi qua cùng ma hoàng tử Ma Lăng Xuyên kinh thế đánh một trận, rất nhiều Phục Ma Điện chiến sĩ cũng nhận là thiên ma 3 lần thất bại, sẽ không lại hạ xuống, thậm chí một phần chia chiến sĩ, cũng đã quay trở về chỗ ở tông môn, tạo Diệp Thần pho tượng, để cho Diệp Thần trở thành thần quốc cùng linh võ đại lục anh hùng, được kính ngưỡng. Bất quá, vẫn là có một bộ phận võ giả, lưu lại, những người này chủ yếu là thất đại thần quốc trận pháp sư, sở dĩ lưu lại. Dĩ nhiên là vì tu bổ thần quốc cùng vực ngoại tới giữa phong ấn. Dựa theo Diệp Thần lời nói, ma hoàng không xuất hiện, diệt thế tai ương cũng chưa có hoàn toàn kết thúc. Giờ phút này, mấy tên trận pháp sư đang thảo luận tu bổ trận pháp cụ thể công việc, nhưng đột nhiên tới giữa, cái này Phục Ma trên núi đám người, đều là thần sắc biến đổi, ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong nhìn. Chỉ gặp mới vừa rồi, còn một phiến trời trong nắng ấm vạn dặm trời trong, ngay chớp mắt đã là mây đen như mực, phong lôi từng cơn. Tất cả mọi người trong mắt, cũng khẽ run. Một màn này, bọn họ đều là khá là quen thuộc. Cùng ma tộc xâm lược trước khi cảnh tượng, giống nhau như đúc gà. Những trận pháp này sư thân thể, không khỏi được khẽ run lên, vậy vực ngoại thiên ma đại quân, không phải đã bị Diệp Thần các người diệt xong hết rồi sao? Liền ma hoàng tử đều chết hết à? Tại sao, còn có thiên ma muốn xâm lấn thứ bảy thần quốc? Chẳng lẽ, vực ngoại bên trong vị kia cực kỳ kinh khủng ma hoàng muốn kéo nhau trở lại? Lúc này, một người tóc bạc hoa dâm ông già, liền xông lên bên cạnh một người đệ tử quát to, mau. Đi nhanh thông báo Diệp Điện Chủ. Đối với Điện Chủ, toàn bộ thần quốc thế lực lớn nhỏ đều phải phục tùng vô điều kiện. Trừ Thiên Đạo Cung và Minh Điện. Thiên Đạo Cung, Minh Điện, Phục Ma Điện, cơ hồ trở thành thần quốc thế chân vạc ba chân cục diện. Tên kia đệ tử trẻ tuổi nghe vậy, sửng sốt một chút sau đó, lúc này vô cùng lo lắng lấy ra một quả lệnh bài, hướng về phía lệnh bài kia truyền âm nói, hiện tại có tình huống khẩn cấp, tựa hồ có người nào, đang từ vực ngoại xâm lược thứ bảy thần quốc. Trong Phục Ma Điện, một người trông coi đưa tin đệ tử, đang nhàm chán ngáp, nếu như thứ bảy thần quốc có cái gì tình huống khẩn cấp, cũng sẽ đưa tin tới nơi này, mà tên đệ tử này sẽ coi tình huống bẩm báo Diệp Thần. Có thể. Thứ bảy thần quốc ở Diệp Thần dưới sự hướng dẫn, trước đây đánh lui vực ngoại thiên ma đại quân, toàn bộ thần quốc một phiến hưng hưng hướng vinh, lại lấy ở đâu nhiều như vậy bất ngờ. Cho nên, tên đệ tử này phần lớn thời gian cũng chỉ là ở chỗ này lim dim thôi. Đột nhiên tới giữa, trước mặt đưa tin lệnh phù bên trong, bỗng nhiên truyền ra một người nam tử lo lắng thanh âm, đồng thời, một bức màn sáng, xuất hiện ở trước mắt. Cái này đưa tin đệ tử sắc mặt biến đổi. Chỉ gặp màn sáng kia bên trong hiện ra, chính là bầu trời lúc này cảnh tượng. Bầu trời bên trong, mây đen dày đặc, một đạo vết nứt không gian, từ từ mở ra, đi đôi với gió lớn tia chớp, xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, là một đạo toàn thân máu đỏ bóng người. Đưa tin đệ tử thấy thân ảnh kia ngay tức thì, tiếp liền đổ lùi lại mấy bước, sợ hãi đến cuối da đều phải rạn nứt. Cái này, thân ảnh này, và vậy ma hoàng tử, lại là vô cùng là tương tự à. Ngay tại đưa tin đệ tử chuẩn bị đem màn sáng phóng đại, nhìn thật cẩn thận một ít lúc đó, huyết sắc kia bóng người, nhưng là bỗng nhiên cánh tay vung lên, một khắc sau, hình ảnh bên trên, chính là một phiến mơ hồ, thậm chí, liền vậy cái đưa tin lệnh bài, cũng vỡ vụn. Phục ma trên núi, ma vô thiên thần sắc vô cùng âm trầm, ra tay một cái liền đem mọi người trước mặt toàn bộ nghiền vì nghiền, những trận pháp này đại sư, vốn cũng không phải là sở trường chiến đấu võ giả, chớ nói chi là. Đối mặt ma vô thiên, toàn bộ thứ bảy thần quốc, trừ Diệp Thần, căn bản không có người bất kỳ có thể ngăn một thu à. Ma vô thiên ánh mắt quét qua bốn phía, lửa cừu hận, điên cuồng thiêu đốt, hắn con trai cùng với vậy vô số tộc nhân, chính là tống táng ở nơi này à. Thậm chí, cho dù đại chiến đã qua một đoạn thời gian, nhưng hôm nay, hắn thân ở cái này Phục Ma trên núi,
nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe được các tộc nhân kêu thảm thiết, cảm nhận được bọn họ trước khi chết tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ma vô thiên, điên cuồng. Ở màu đen vòng xoáy bên trong, nhịn vô số hành hạ, ma vô thiên tâm thần, bản cũng đã khá là không yên, hắn bây giờ, đã là một cái không biết sợ hãi, trong lòng chỉ có trả thù, chỉ có khơi thông mình lửa giận người điên. Máu. Ma vô thiên gầm thét, ta muốn các ngươi dùng máu tươi, tới tưới tắt bổn tôn lửa giận. Dùng tánh mạng, lễ truy điệu con ta vong hồn. Một khắc sau, ma vô thiên cổ tay ngay cả động, mấy đạo màu máu lưu quang, bắn về phía thần quốc mấy phương hướng, ma vô thiên trong tay pháp quyết, không ngừng biến đổi, vậy gần như vô hạn dâng trào linh lực, điên cuồng phun trào ra, bơm vào nhập vậy đạo đạo lưu quang bên trong. Rất nhanh, vô số minh văn, không ngừng cuồn cuộn, mơ hồ tới giữa. Lại là hình thành một tòa vô cùng khổng lồ trận pháp. Mà vậy bắn ra mấy đạo huyết quang, nhìn kỹ lại, bất ngờ là mấy quả tim. Đó là triều đại ma hoàng tim, đồng thời, vậy là thủ hộ liền vực ngoại thiên ma nơi đậu tinh thần huyết sát trong đại trận bày trận hạch tâm. Ma vô thiên, lại là trực tiếp đem những thứ này bày trận hạch tâm, toàn bộ mang tới à. Nói cách khác, vực ngoại huyết sát đại trận, đã tan vỡ. Có thể gặp. Ma vô thiên vì báo thù đã không để ý hết thảy. Liền ma tộc sau cùng mồi lửa, đều bị hắn vứt bỏ liền à. Ma vô thiên mặt mũi vặn vẹo cười lạnh nói, cái này nghịch huyết sát đại trận một khi hoàn thành, toàn bộ thần quốc cùng với vậy linh võ đại lục, cũng sẽ bị ngay tức thì bốc hơi chứ. Ha ha, Diệp thần ngươi giết con ta, diệt tuyệt thiên ma nhất tộc, bổn tôn cũng phải để cho ngươi nếm thử một chút mất đi người thân, đồng tộc mùi vị. Tiếng nói vừa dứt. Vậy mấy viên ma hoàng tim bên trên, bỗng nhiên bắn ra một đạo ngưng luyện huyết quang, mà những thứ máu này quang, lại là toàn bộ giao hội ở một nơi. Phốc thử tiếng vang liên tục, ma vô thiên rên lên một tiếng, từ ma hoàng trong trái tim bắn ra huyết quang, lại là toàn bộ, hội tụ ở ma vô thiên tim bên trên. Ma vô thiên trận pháp thành tựu, coi là thật khủng bố, lại là đem tim mình, coi như cả tòa nghịch huyết sát đại trận tâm trận. Huyết quang kia bắn vào ma vô thiên tim ngay tức thì, hắn nguyên bản, liền vô cùng cường thịnh hơi thở, lại là bắt đầu tiếp tục lên tăng trước. Trở thành tâm trận, nếu như cái này nghịch huyết sát đại trận, chân chính hoàn thành, ma vô thiên hiển nhiên vậy sẽ bởi vì đại trận này mà cháy hết, hóa thành vô tận năng lượng, đem toàn bộ thần quốc cùng linh võ bốc hơi. Nhưng, mất đi hết thảy hy vọng ma vô thiên, đã sớm không quan tâm tử vong. Thậm chí có thể nói, chết. Đối với hắn mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Ma vô thiên cười lạnh một tiếng nói, cái này nghịch huyết sát đại trận, không chỉ có thể đem thần quốc ngay tức thì mất đi, còn có thể tăng cường thân làm trận mắt bổn tôn thực lực, mà chỉ cần bổn tôn không chết, cái này nghịch huyết sát đại trận, liền tuyệt sẽ không đang hoàn thành trước, bị người đánh vỡ. Ha ha, Diệp thần, coi như ngươi có thể ở cái này nghịch huyết sát đại trận uy lực bên trong sống sót, vậy chỉ là ngươi mà thôi. Nếu ngươi có thể vì thứ bảy thần quốc liều chết mà chiến, như vậy, chắc hẳn nhất định là một vô cùng là trọng tình nghĩa người chứ. Đối với ngươi mà nói, chỉ có mình sống sót, khẳng định so với tại đại trận uy năng hạ chết đi, còn thống khổ hơn gấp 10.000 lần đi. Trong phục ma điện, đây là, mật thất gia, truyền tới một tiếng lo lắng la lên, không xong. Diệp điện chủ, việc lớn không xong. Diệp thần nhướng mày một cái, hắn nghe được. Thanh âm này đến từ vị kia đưa tin đệ tử. Vậy dưới tình huống, cái này đưa tin đệ tử, tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy bế quan ở giữa mình, xem ra, thật là có đặc biệt chặt gấp tình huống, xuất hiện. Bất quá, Diệp thần thần sắc, nhưng cũng không có qua tại nặng nề, hắn hôm nay, đã có đủ thực lực, trừ Hiên Viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh ngoài ra, cái này thứ bảy thần quốc, hẳn không có cái gì hắn không cách nào giải quyết phiền toái mới là. Một khắc sau. Diệp thần thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở tên đệ tử kia trước người, nhìn về phía hắn nói, đã xảy ra chuyện gì? Tên đệ tử kia liền vội vàng lấy ra vậy đã bể tan tành lệnh bài, hai tay bắt pháp quyết, lệnh bài mảnh vỡ ánh sáng chớp mắt, một đạo màn sáng, ngay tức thì hiện lên Diệp thần trước mắt. Thấy màn sáng bên trong, hiện lên vậy tia máu đỏ bóng người, liền liền Diệp thần, cũng là con ngươi co giúp một cái. Giữa lúc Diệp thần chuẩn bị hỏi chút gì thời điểm. Một đạo hàm chứa vô biên sát khí, ma khí, máu tanh vân. Vân mặt trái hơi thở năng lượng ba động, bỗng nhiên tới giữa, vét sạch toàn bộ thần quốc. Cảm ứng được cái này chập chờn Diệp thần, toàn bộ thân thể, đều là một hồi cứng ngắc.
Nguyên bản trên gương mặt lau một cái rửng rưng, trong phút chốc, không còn gì vô tồn. Hắn biết, có một tòa dáng vóc to trận pháp, giờ phút này, đã bao phủ toàn bộ thần quốc và linh võ đại lục. Mà tu luyện có hủy diệt mộ đạo diệp thần, lại là từ trận pháp này bên trong, cảm nhận được liền không có gì sánh kịp hủy diệt lực. Nếu như trận pháp này hoàn thành, toàn bộ thần quốc cùng linh võ, cũng sẽ ở lực lượng kinh khủng này dưới, sinh linh đổ thán, thậm chí hoàn toàn hủy diệt đi. Diệp thần lần nữa hướng màn sáng kia bên trong đỏ tươi bóng người nhìn, thần sắc ngay tức thì vô cùng âm trầm xuống. Hiển nhiên, cái này xuất hiện đang vẽ mặt bên trong vô cực chân ma, chính là bảy trận pháp này nguyên hung. Lúc này, Diệp thần thân hình một cái chớp động, liền ở đó đưa tin đệ tử trước mặt biến mất. Phục ma trên núi, trong hư không, chập chờn cùng nhau, thì có một người nam tử, xuất hiện ở nơi này. Ma vô thiên nhìn về phía vậy đột nhiên xuất hiện thanh niên, trong mắt, hiện lên vẻ vui mừng. Diệp thần. Cho dù, ma vô thiên cho tới bây giờ không có gặp qua Diệp thần, nhưng làm Diệp thần xuất hiện ở trước mặt ngay tức thì, hắn, ngay tức thì liền nhận ra tên này sát hại nhi tử mình hung thủ. Tại sao? Bởi vì, Diệp thần trên mình, quấn vòng quanh vô số ma tộc oán niệm. Thậm chí, mơ hồ tới giữa, hắn đều nghe được hắn vậy tình cảm chân thành và kiêu ngạo đứa nhỏ, vậy không cam, kêu thê lương thảm thiết. Mà ma vô thiên sở dĩ sẽ mừng như điên, nguyên nhân, vậy rất đơn giản. Nếu như Diệp thần ẩn núp không ra, ma vô thiên không có nắm chắc dựa vào nghịch huyết sát đại trận, đem giết chết, dẫu sao, có thể chiến thắng nhi tử mình, tất nhiên là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Thậm chí, cho dù ma vô thiên không cần chủ trì trận pháp này, như Diệp thần một lòng muốn tránh, muốn chạy trốn lấy mạng mà nói, ma vô thiên muốn tìm hắn cũng là một kiện cực kỳ khó khăn chuyện. Có thể Diệp thần xuất hiện ở trước mặt hắn, hết thảy cũng không giống nhau à. Hắn ma vô thiên, có thể tự tay vì mình con trai báo thù à. Làm sao có thể không mừng như điên. Mà giờ khắc này, Diệp thần sắc mặt, đồng dạng là một phiến lạnh như băng, hắn nhất căm ghét, chính là người khác lấy mình người thân, đồng tộc tánh mạng, uy hiếp mình. Ma vô thiên mặc dù không có đối với hắn truyền bất kỳ tin tức, có thể, hắn hành vi, nhưng là đem cái này uy hiếp, làm được trình độ cao nhất à. Cho dù Diệp thần, lại lãnh đạm, giờ phút này huyết dịch hắn, cũng đã bị lửa giận nơi sôi trào. Một khắc sau, Diệp thần cổ tay lột, sát kiếm rơi vào trong tay, một tầng ngọn lửa, ngay tức thì bao phủ Diệp thần thân thể, hủy diệt mộ đạo ở trong người cuồng trào, yêu khí kinh thiên kích động, diệt thiên kiếm quyết thi triển. Thậm chí liền hắn mới vừa nắm giữ sơ lược lục đạo luân hồi pháp, vậy dung nhập vào kiếm ý bên trong. Toàn lực. Dưới cơn thịnh nộ Diệp thần, ngay cả lời cũng không có nói, chính là toàn lực đánh ra. Luân hồi huyền bi thần mạch toàn bộ sử dụng. Từng đạo hồng mông cổ pháp hội tụ toàn thân. Sát kiếm bên trên, phệ hồn đạo vận chập chờn cùng nhau, một đạo cho đen hai màu kiếm mang, giống như diệt thế thần lôi vậy, bỗng nhiên hiện lên, hướng ma vô thiên, đánh đi. Nhưng, một kiếm ra, nhưng cũng không có kết thúc, ngược lại, chỉ là một bắt đầu. Giờ phút này, Diệp thần cặp mắt, ngưng mắt nhìn ma vô thiên, lại là vô cùng được ngưng trọng. Nguyên bản, hắn lấy vì mình ở thần quốc đã xu hướng tại vô địch, có thể, ngay mặt hắn đối với ma vô thiên lúc nhưng là tâm thần chấn động một cái. Cực mạnh, ma vô thiên thực lực, mạnh đến làm người ta sợ hãi bước. Nguyên bản. Ma vô thiên thì có vượt qua hắn đứa trẻ thực lực, hiện tại, ở nghịch huyết sát đại trận ra chỉ dưới, lại là có thể so với thánh tổ cảnh 9 tầng trời cường giả sức chiến đấu à. Mặc dù, trở thành nghịch huyết sát đại trận tâm trận ma vô thiên, đã quyết định chết kết cục, có thể, tại đại trận hoàn toàn hoàn thành trước, đối với thực lực tăng lên, cũng là vô cùng kinh khủng. Cho dù là ngày đó giết sư phụ trong đại hội vô cùng ưu việt Mạc Huyết Minh và Hiên Viên Mạc Tà, cũng không nhất định có thể đối kháng ma vô thiên. Nhưng, đối phương thực lực, nhưng còn không phải là để cho Diệp thần lo lắng. Trọng yếu nhất chính là, lần này, thời gian đứng ở ma vô thiên bên kia à. Đối mặt Hiên Viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh, Diệp thần có thể dựa vào sinh mệnh lực của mình đi chống đỡ, có thể đối mặt ma vô thiên đâu. Diệp thần, cũng không thể kéo dài. Như thì không cách nào ở trận pháp này hoàn thành trước, đánh bại ma vô thiên. Liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn muốn ở nghịch huyết sát đại trận uy năng dưới, còn sống sót, cũng không phải là việc khó gì. Có thể, hắn người phụ nữ đâu? Sư tôn của hắn, đồng môn đâu?
Nếu như Diệp Thần có thể ném xuống bọn họ nói, ban đầu cũng sẽ không trợ giúp thần quốc chống đỡ thiên ma xâm lấn. Cái này cực kỳ một kiếm chém ra sau đó, Diệp Thần cắn răng một cái, cưỡng ép vận chuyển linh lực, ở đó cho đen kiếm mang dưới sự che chở, hướng Ma Vô Thiên, cuồng xông lên đi. Ma Vô Thiên, giờ phút này thân làm trận mắt, có thể sống động không gian có hạt, Diệp Thần muốn mượn ưu thế này, gần sát Ma Vô Thiên bên người, đem mình lực công kích, phát huy đến trình độ cao nhất. Giờ phút này, Ma Vô Thiên, nhưng là mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ, một chút cũng không nóng nảy. Bất quá, đối mặt Diệp Thần chém ra kiếm mang, một đôi huyết mâu bên trong, còn chưa miễn thoáng qua một chút vẻ kinh ngạc. Hắn biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng, ở Ma Vô Thiên xem ra, Diệp Thần đại khái cũng có thánh tổ cảnh trung kỳ loại trình độ này thực lực thôi. Có thể, hiện tại Diệp Thần một kiếm này, rõ ràng đã đủ để uy hiếp được thánh tổ cảnh hậu kỳ tồn tại à. Hơn nữa, lấy Ma Vô Thiên nhãn lực, ngay tức thì liền có thể nhìn ra, một kiếm này, chẳng những sử dụng một loại xu hướng tại cực hạn kiếm pháp, đồng thời, còn dung hợp hồng mông cổ pháp và hủy diệt mộ đạo, thậm chí còn mang nghịch thiên cự lực làm một thể. Cho dù lấy Ma Vô Thiên ngang dọc vực ngoại thiên ma chi địa, nơi bồi dưỡng ra tầm mắt tới xem, Diệp Thần một kiếm này, cũng là hắn đời người mới thấy cường hãn. Nhưng, mạnh, thì thế nào? Nếu như trước khi Ma Vô Thiên, cho dù, hắn có thánh tổ cảnh thực lực, đối mặt một kiếm này, cũng phải phí lần trước chút tay chân, có thể hiện tại, hắn Ma Vô Thiên nhưng mà có triều đại ma hoàng lòng ra chỉ à. Hắn, không phải chiến đấu một mình, mà là đại biểu vực ngoại thiên ma nhất tộc Quang Vinh, đang chiến đấu. Ma Vô Thiên quanh thân, huyết sát cuồng trào, trận pháp lóe lên, vô biên lực lượng, ngay tức thì trào vào bên trong cơ thể, một chuôi toàn thân bị huyết quang lượn lờ, vô cùng là tà dị trường kiếm, xuất hiện ở Ma Vô Thiên trong tay. Mênh mông ma sát, từ tà dị trên trường kiếm bộc phát ra, đem phục ma núi chỗ này thiên địa, đều hóa thành ma khí đại dương. Đừng xem cái này ma khí, so với Ma Vô Thiên đánh một trận lúc thả ra ma khí, phạm vi bao trùm nhỏ rất nhiều, có thể bàn về tinh thuần trình độ, nhưng là lúc đó gấp vạn lần trở lên à. Cái này, thật là đều có thể tự thành một khối thế giới, ở nơi này ma khí đại dương bên trong, Ma Vô Thiên nguyên bản, liền vô cùng là thực lực cường đại, sợ rằng còn sẽ có chút tăng lên. Chuôi này tà dị trường kiếm, đồng dạng là chấn tộc chi bảo, hắn uy năng, hoàn toàn không lúc trước chuôi này lửa ma kiếm to dưới, thậm chí, ở Ma Vô Thiên trong tay mạnh hơn thỉnh rất nhiều. Một khắc sau, Ma Vô Thiên trường kiếm trong tay run lên, ma tộc kiếm quyết thi triển, ngay lập tức tới giữa, tựa hồ liền chớp động dù sao cũng lần. Vô số sợi tơ vậy màu máu kiếm mang, kích động ra, vậy vô số màu máu kiếm mang lẫn nhau xen lẫn, lại là hình thành một cái vô cùng phiền phức trận pháp. Đếm lấy tính chục nghìn màu máu kiếm mang hợp thành kiếm trận sau đó, kiếm trận chung quanh hư không, liền bắt đầu điên cuồng bể nát đứng lên. Toàn bộ thần quốc, đều ở đây một kiếm này bên trong vô tận hỗn loạn. Nước biển chảy ngược, núi lửa bùng nổ, trời long đất lở, một kiếm này oai, có thể nói tuyệt thế. Cho dù là Diệp Thần vậy chấn động tủng một kiếm, ở một kiếm này dưới so sánh, tựa hồ, cũng làm kém. Sốt cuộc, cho đen kiếm mang. Cùng huyết sắc kia kiếm trận, ầm ầm đụng nhau. Hai loại lực lượng kinh khủng, ở trong hư không lẫn nhau đấu đá trước, từng cơn dư âm, rung động toàn bộ thần quốc, vô số võ giả, đang cảm thụ đến vậy dư âm ngay tức thì, đều có một loại nghẹt thở vậy cảm giác. Vậy, là cảm nhận được vượt xa mình tầng thứ lực lượng lúc bản năng phản ứng. Ở làm vỡ nát mảng lớn hư không sau đó, Diệp Thần cùng Ma Vô Thiên phát ra một kích này, lại để cho Diệp Thần té xuống. Một hơi đỏ bừng máu tươi khạc ra. Như vậy lực lượng, đều đang không có dùng. Diệp Thần cưỡng ép nuốt vào một ít đan dược, lần nữa biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Rồi sau đó xuất hiện ở Ma Vô Thiên vùng lân cận. Nháy mắt, sát kiếm bên trên, tản mát ra một hồi vô cùng ngưng luyện ánh sáng, hủy diệt mộ đạo và phệ hồn lực giống vậy hoàn toàn bùng nổ. Diệp Thần trong mắt hàn mang chớp mắt, một kiếm hướng Ma Vô Thiên cổ chém tới. Một kiếm này, Diệp Thần muốn nghĩ hết tất cả biện pháp làm bị thương Ma Vô Thiên. Hắn trạng thái bây giờ, tối đa chỉ có thể mà chống đỡ vác thánh tổ cảnh tầng 8 thiên. Nhưng đối mặt Ma Vô Thiên, căn bản không đủ à. Mà Ma Vô Thiên giờ phút này, xem là mới vừa kịp phản ứng vậy, mặt hiện sợ hãi vẻ, hốt hoảng bên trong, khua kiếm ngăn cản. Nhưng vào lúc này, sát kiếm bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo thần hồn chập chờn,
một cô gái thanh âm xuất hiện ở Diệp Thần đầu óc bên trong. Huyền Hàn Ngọc quát to, Diệp Thần, chú ý, mau tránh ra. Hắn đang trêu ngươi. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, chú ý. Tại sao? Hắn một kiếm này nếu như chém, không phải có thể để cho Ma Vô Thiên bị thương sao? Mặc dù không rõ ràng, nhưng, từ đối với Huyền Hàn Ngọc tín nhiệm, ở sát na do dự sau đó, Diệp Thần, chính là cắn răng một cái, không tiếc bị thương cưỡng ép thay đổi một kiếm này thế công, hướng bên trái né tránh đi. Mà đang ở cái này chốc lát trì hoãn, Diệp Thần sát kiếm cùng Ma Vô Thiên tà dị trường kiếm, rốt cuộc, xảy ra va chạm. Thời không, phảng phất có sát na ngừng. Ma Vô Thiên nhìn như trong kinh hoàng đánh ra đạo này màu máu kiếm trận, nhưng là ngay tức thì, toát ra vô cùng chói mắt huyết quang. Kiếm kia mang cùng huyết sắc kia kiếm trận đụng nhau dưới, lại là lấy tốc độ cực nhanh, tan vỡ đứng lên. Diệp Thần một kiếm này, lần nữa đánh bại. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Diệp Thần sắc mặt, ngay tức thì cuồng biến, huyết sắc kia kiếm trận bên trong, lại là bạo phát ra một cổ cho dù lấy bây giờ thực lực, cũng khó mà địch nổi cuồng bạo năng lượng. Ở một kiếm này đánh vào dưới, Diệp Thần toàn bộ thân thể, phảng phất đều bị một chuôi đồ sộ trụy oanh đập vậy, đạn đại bác vậy đổ bay ra, hung hăng đập vào trong đó một tòa phục ma núi trên phế tích. Sụp đổ. Liền liền vậy phế tích, cũng hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này, Diệp Thần cả người, đều đã tràn đầy máu tươi, trong miệng còn có máu không ngừng xông ra, một bên ngực ra, xuất hiện một cái chỗ trống, cái này còn là may mà kiếm hồn nhắc nhở. Nếu không, bây giờ bị đánh nát, sợ rằng, chính là Diệp Thần đầu lâu. Mặc dù, lấy Diệp Thần kinh khủng kia sinh mệnh lực, còn chưa đến nỗi thật lại chết như vậy, nhưng, đầu lâu bị bể, cho dù đối với Diệp Thần, cũng không phải cái gì thương nhẹ. Nói như vậy, cuộc chiến đấu này, sợ rằng kết cục liền đã định. Diệp Thần nhìn bầu trời bên trong, mang vẻ châm chọc Ma Vô Thiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mới vừa một kiếm kia, mới là Ma Vô Thiên chân chính thực lực sao? Kinh nghiệm chiến đấu của người này, quá phong phú. Nhưng, chân chính để cho Diệp Thần cảm thấy áp lực, còn không ngừng cái này. Ma Vô Thiên, rõ ràng được thần quốc quy tắc áp chế tổn thương à, tại sao, còn có thể toàn lực ra tay? Đây là, trời cao bên trong Ma Vô Thiên, lạnh cười lên tiếng, Diệp Thần, ngươi thật đúng là để cho bổn tôn bất ngờ à, hủy diệt mộ đạo, cùng với hồng mông cổ pháp. Còn có sao chịu được so nguyên binh thần binh? Ha ha, khó trách, con ta sẽ bại trong tay ngươi trên, khó trách, tộc ta, sẽ bại trong tay ngươi trên. Có thể nói tới chỗ này, Ma Vô Thiên thần sắc, bỗng nhiên dữ tợn, gầm hét lên, nhưng... Ngươi lấy là, bằng những thứ này, là có thể đánh bại bổn tôn liền sao? Ha ha ha, đáng chết phế vật, ngươi biết, bổn tôn vì giết ngươi, ở màu đen kia vòng xoáy bên trong, nhịn như thế nào hành hạ sao? Người võ đạo, tuy mạnh, nhưng là muốn dung chuyển bổn tôn thần hồn, ha ha, không đủ, xa xa không đủ. Bổn tôn, phải dùng máu ngươi, toàn bộ thần quốc cùng linh võ đại lục vô số sinh linh máu, tới lễ truy điệu tộc ta vong hồn, tới lễ truy điệu con ta. Ma Vô Thiên ở màu đen vòng xoáy bên trong, thể xác cùng thần hồn không ngừng biến dạng qua, lại dựa vào bên trong vòng xoáy loại nào đó lực lượng thần bí, miễn cưỡng phục hồi như cũ. Lặp đi lặp lại tiến hành quá trình này, để cho thần hồn, thể xác, cũng rèn luyện được vô cùng là bền bỉ. Cho tới, thần hồn mặc dù bị thương, lại không có chút nào dao động. Diệp Thần tim hoàn toàn chìm xuống, như vậy đối thủ, tựa hồ căn bản không có sơ hở gì à. Nhìn Diệp Thần thần sắc, Ma Vô Thiên huyết mâu bên trong, đột nhiên thoáng hiện một chút nghiền ngẫm ánh sáng nói, Diệp Thần, ngươi có phải hay không mất hết ý chí, cảm thấy bổn tôn không cách nào chiến thắng. Ha ha, thật ra thì, bổn tôn mặc dù không có thể tha ngươi, nhưng thả qua toàn bộ thần quốc cùng linh võ đại lục, nhưng là có thể làm được. Thời khắc này Ma Vô Thiên không thiếu thời gian, một chút cũng không thiếu, vậy châm chọc cái này làm cho hắn hận thấu xương loài người, như vậy tốt cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua đâu. Diệp Thần một bên điên cuồng khôi phục thương thế, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Vô Thiên, hắn bây giờ còn có chiến đấu tiếp năng lực, nhưng, Diệp Thần biết. Như thế chiến đấu là vô dụng, tuyệt đối không cách nào ở nghịch huyết sát đại trận hoàn thành trước, chém chết Ma Vô Thiên. Cho nên, hắn bắt chặt bất kỳ cơ hội biết suy tính. Ma Vô Thiên gặp Diệp Thần yên lặng, nụ cười, hơn nữa cân nhắc nói, Diệp Thần, ngươi nếu quả thật vì ngươi đồng tộc cửa cân nhắc, hiện tại,
liền quỳ xuống bổn tôn trước mặt, tự hủy kinh mạch, đan điền, đem tim mình, cùng nhau đào ra, sau đó, hướng con ta cùng với ta vạn chúng ma tộc chiến sĩ, dập đầu nói xin lỗi, bổn tôn liền ngưng trận pháp này vận chuyển, như thế nào? Dẫu sao, đại thù báo liền sau đó, bổn tôn cũng không muốn chết. Trong chốc lát, Diệp Thần cứ như vậy không nói một lời đứng tại chỗ, tựa như thật đang suy tư Ma Vô Thiên đề nghị vậy. Ma Vô Thiên trong mắt vẻ tàn nhẫn, càng đậm. Thả qua nhân tộc. Ha ha, vậy làm sao có thể? Nếu như Diệp Thần thật làm như vậy, hắn hủy diệt mình thân xác sau đó, sẽ không vội vã mất đi thần hồn, mà là, để cho mình lấy nhất vô lực trạng thái, làm chứng thần quốc cùng linh võ tiêu diệt. Diệp Thần là đang suy tư Ma Vô Thiên đề nghị sao? Dĩ nhiên không phải. Có Lăng Tiêu võ ý Diệp Thần, há lại sẽ đem đồng bào vận mệnh giao cho người khác tới quyết định. Coi như, muốn tự mình hy sinh, Diệp Thần vậy sẽ chọn tự bạo. Lấy Diệp Thần tự bạo lực, mặc dù không phải là 10 trên 10 chắc chắn, nhưng, có rất lớn cơ hội cùng Ma Vô Thiên lấy mạng đổi mạng. Dĩ nhiên, cái này, là sau cùng thủ đoạn. Ngay tại Diệp Thần, không ngừng suy tính chiến thuật lúc đó, Huyền Hàn Ngọc Thanh Âm, đột nhiên ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên. Phá giải. Phá giải. Ừ, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, Huyền Tiên Tử, người nói gì sao? Phá giải cái gì? Huyền Hàn Ngọc mang một chút vui vẻ nói, thằng nhóc, coi là ngươi vận khí tốt, đại trận này là một loại nghịch chuyển huyết sát, ma sát lực, bộc phát ra mất đi lực lượng trận pháp, mà đây loại cùng hủy diệt tương tự năng lượng trận pháp, bổn cung nhưng mà rất tinh tường. Diệp Thần nghe vậy, mừng như điên nói, như thế nói, Huyền Tiên Tử có thể phá giải đại trận này. Nếu như Huyền Hàn Ngọc có năng lực phá giải nghịch huyết sát đại trận, sự tình kia liền dễ làm, mất đi đại trận gia trì, Ma Vô Thiên thực lực sẽ giảm nhiều, hơn nữa quy tắc hạn định và cắn trả thương thế, nói không chừng là mình cơ hội. Hơn nữa trường kỳ kháng chiến dưới, lấy Diệp Thần hôm nay sinh mệnh lực, vực ngoại thiên ma, cho dù là ma hoàng vậy căn bản không cách nào thà như nhau. Huyền Hàn Ngọc hừ lạnh nói, phá giải đại trận này. Diệp Thần ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiên ma này tộc ở trận pháp một đạo thành tựu, có thể một chút cũng không thấp, lấy bổn cung hôm nay trạng thái, nào có tốt như vậy phá giải. Ngươi cũng đừng nghĩ ta chỉ điểm ngươi phá giải các loại, trên căn bản không thể nào làm được, muốn phá giải đại trận, phương pháp tốt nhất, chính là đánh bại cái này thân làm trận mắt ma tộc. Diệp Thần không khỏi hỏi, vậy Huyền Tiên Tử nói phá giải, là ý gì? Huyền Hàn Ngọc cười nói, bổn cung nói phá giải, là tìm được từ cái này trong đại trận, hấp thu lực lượng phương pháp, trước ở vực ngoại ngươi ngây ngô thời gian quá ngắn, bổn cung lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng, có đại trận này cũng không giống nhau, Diệp Thần, cuộc chiến đấu này, ngươi có thể thắng. Chỉ cần ngươi là bổn cung tranh thủ được khôi phục thời gian, liền có thể thắng. Hiện tại, ngươi muốn làm chính là cùng Ma Vô Thiên chiến đấu, liều chết chiến đấu. Một khác đều không buông lỏng chiến đấu. Để cho hắn không có một chút khả năng, chú ý tới bổn cung đang hút lấy đại trận năng lượng. Sau đó ta sẽ xuất thủ, hơn nữa đem ngươi kiếp trước một chút luân hồi lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của ngươi. Đây là ngươi duy nhất thắng cơ hội. Diệp Thần nghe vậy, cặp mắt bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi kinh thiên chiến ý. Hắn phải kéo. Mình hiện tại tuyệt đối không thể nào chiến thắng Ma Vô Thiên. Tuyệt đối không thể nào thắng nổi cái này diệt thế tai ương. Nhưng có người có thể. Thần bí kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc. Huyền Hàn Ngọc đáng sợ, là đời trước luân hồi chi chủ an bài. Luân hồi chi chủ sẽ không vô duyên vô cớ an bài cường giả loại này. Hơn nữa, Diệp Thần có lý do tin tưởng, Huyền Hàn Ngọc còn có thể biết thần bí kia đảm nhiệm. Ma Vô Thiên thấy Diệp Thần trong mắt chiến ý, hừ lạnh một tiếng, xem ra là không thấy được phế vật này. Tự diệt vong bộ dáng à? Cũng được, vậy, đứa nhỏ, liền do là cha, vì ngươi làm được những cái kia đi. Úm, đi, đâu, bá, be be, ỏ, ô, ba, mất đi pháp hoa, hủy diệt mộ đạo, mở, lục đạo luân hồi pháp. Diệp Thần quanh thân bao quanh từng đạo cường đại ánh sáng rực rỡ. Hắn hơi thở bạo tăng, linh khí điên cuồng trôi qua. Lăng phong thần mạch, cổ độc thần mạch, long viêm thần mạch, tới ám thần mạch, xích trần thần mạch, mở. Diệp Thần trong cơ thể, huyết mạch tựa như thức tỉnh. Diệp Thần muốn vận dụng mình cực hạn. Có thể, cái này còn không đủ. Xa xa không đủ.
hắn đối mặt nhưng mà xưa không bằng nay ma hoàng. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía luân hồi mộ địa. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Tam Tổ chỉ như vậy đứng ở chính giữa, ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Thiên đạo thất thánh ở vực ngoại luyện thần phong đánh một trận vận dụng lực lượng quá lớn, bây giờ còn chưa có khôi phục. Dưới mắt, Hoàng Tuyền Tam Tổ là duy nhất có thể xuất thủ đại năng. Diệp Thần còn chưa mở miệng, Hoàng Tuyền Tam Tổ liền nhìn nhau, cuối cùng mỗi người gật đầu. Một giây kế tiếp, trên thân ba người phun trào ra từng đạo Hoàng Tuyền lực, hội tụ đến Diệp Thần trong cơ thể. Lần này không cần Đồ Nhi lời nói, chúng ta ba người đem phần lớn lực lượng truyền cho ngươi, chúng ta vậy không hy vọng thần quốc hủy diệt. Ngươi hoặc giả là hy vọng duy nhất. Diệp Thần trong mắt cảm động. Ba vị đại năng bỏ ra, cùng với ba người lực lượng hội tụ ở trong người. Loại cảm giác này quá đã. Diệp Thần thời khắc này thực lực, lại xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng cái này là hắn duy nhất cơ hội à. Một khắc sau, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong tay sát kiếm bên trên, cho đen hai màu quang mang lớn thả, giờ phút này ngực hắn trên vết thương kinh khủng, lại là đã khôi phục như lúc ban đầu. Một khắc sau, thân hình hắn một cái chớp động, liền lần nữa hướng Ma Vô Thiên phóng tới, sát kiếm chém điên cuồng. Ma Vô Thiên huyết mâu run lên, hắn phát hiện Diệp Thần hơi thở lại liền đột phá. Rất hiển nhiên vận dụng bí pháp gì. Nhưng thế gian thật có bí pháp có thể tăng lên như thế nhiều thực lực. Không thể tưởng tượng nổi. Ma Vô Thiên không nghĩ nhiều nữa. Trong tay màu máu kiếm trận lại xuất hiện. Diệt thế chập chờn, bao phủ phục ma núi khu vực. Một khắc sau, kiếm mang cùng kiếm trận, lần nữa đụng nhau. Kết cục, cùng trước kia không khác. Cho dù Diệp Thần đã trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, có rất nhiều cường giả lực lượng, công kích đồng thời, lựa chọn thế thủ, không cùng huyết sắc này kiếm trận, chính diện giao phong, nhưng hắn chém ra kiếm mang, vẫn là ước chừng chống đỡ chốc lát, liền bị nghiền ép, Diệp Thần bị kiếm trận cường đại kia lực lượng oanh bay, bụng xuất hiện mấy đạo dữ tợn kiếm tổn thương. Ma Vô Thiên châm chọc cười một tiếng, ha ha, dùng thuật pháp ngắn ngủi tăng lên thực lực, lấy là thì có hiệu. Dẫy dụa vô nghĩa thôi. Nhìn Diệp Thần vết thương chồng chất, mặt hiện vẻ thống khổ, hắn trong mắt hiện lên vô cùng sảng khoái thần sắc. Có thể hành hạ mình giết chết cửu nhân, làm sao khó chịu ý. Hắn thậm chí đều có chút bỏ không được liền bị giết như vậy Diệp Thần. Có thể, cho dù bị thương, Diệp Thần lại là không có chút nào dừng lại, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng giống to, nâng kiếm lại tới. Ma Vô Thiên hơn nữa khinh thường cười. Phải liều mạng. Ha ha, lấy là chỉ phải liều mạng, là có thể có cái gì thay đổi sao? Quá ngu xuẩn, bất quá là để cho mình, hơn nữa thê thảm, liền cuối cùng chạy trối chết cơ hội cũng mất đi thôi. Nói thật, nếu như Diệp Thần thấy tình thế không ổn, một mặt muốn chạy trốn, mà Vô Thiên Thân làm trận mắt, căn bản không cách nào truy kích, có thể, Diệp Thần hiện tại nhưng dự định liều mạng. Vậy, tử vong liền đã định trước. Diệp Thần, không ngừng công kích Ma Vô Thiên, cũng không ngừng bị Ma Vô Thiên kiếm trận oanh bay, thương thế trên người, vậy càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù lấy hắn nghịch thiên kia sinh mệnh lực, cũng dần dần không cách nào đuổi theo khôi phục, kết quả, chính là Diệp Thần hơi thở bộc phát yếu xuống. Ha ha ha, Ma Vô Thiên cuồng tiếu, nhìn giờ phút này đã biến thành một cái người máu, cả người trải rộng khó có thể tưởng tượng trọng thương, thê thảm đến không cách nào hình dung Diệp Thần, diễu diễu nói. Cái loại này bị người dẫm ở dưới chân chó chết hình dáng, mới thích hợp các ngươi nhân tộc à. Diệp Thần, trước đây ngươi chiến thắng thiên ma đại quân sau đó, ngươi nhất định rất vui vẻ chứ. Nhất định lấy vì mình sáng lập kỳ tích, cho dù ở vực ngoại và thượng giới bên trong, cũng có thể được nhiều thành tựu xuất sắc chứ. Nguyên bản, ngươi nói không chừng thật có thể làm được, đáng tiếc ngươi làm sai một chút. Diệp Thần nghe vậy, lại là không có tiếp tục công kích. Mà là thở hào hển. Nhìn về phía Ma Vô Thiên, lần đầu tiên mở miệng nói, à, ta đã làm sai điều gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 175.